Một tên hài tử mười mấy tuổi cũng dám lớn lối như thế. Nhân hoàng giơ tay lên một cái, ngăn lại bọn hắn, nhìn chằm chằm Tô Triệt, nhưng không có nói tiếp. Chúng ta sẽ ở đại diễn thánh địa, chờ đợi nhân hoàng giá lâm. Tô Triệt mang theo Tô Lăng và những người khác rời khỏi, để lại cường giả các phương không hiểu thấu. Ngươi vừa mới nói Tô Thiên Tịch. Tô Thiên Sóc đợi Tô Triệt trở lại trước mặt mình, sắc mặt đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nhị gia còn sống, bị vây lại tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn 120 năm. Tô Triệt đem gia thú đưa đến trên tay phụ thân, thấp giọng nói. Năm đó chính là Tiêu Thánh Hùng hại chết ngài ấy, hại chết các đệ tử thánh địa. Tô Thiên Sóc nắm chặt quyển gia thú, đáy mắt hiện lên tia sắt lạnh, nhìn phía lôi vân thật lớn nơi xa, cách mấy chục dặm, cùng nhân hoàng đối mặt. Các túc lão đại diễn thánh địa trao đổi ánh mắt, sau khi hết khiếp sợ lại lên cơn giận dữ. Từng người đều nắm chặt nắm đấm, trợn nhìn. Thảm kịch 120 năm trước đến bây giờ vẫn còn giống như là vết sẹo, để lại ở trên thân đại diễn thánh địa. Bọn hắn cho tới nay cũng không hề hoài nghi chuyện có vấn đề gì hay không, lại càng hoài nghi Tử Dương thánh địa, không nghĩ tới lại là Huyền Nguyệt Hoàng Triều cùng bọn hắn kết giao thân mật. Bầu không khí hơi là lạ. Tô Triệt vừa mới nói là Tô Thiên Tịch. Hình như Tô Thiên Sóc có một ca ca tên Tô Thiên Tịch. Tô Thiên Tịch thế nào, không phải đã chết tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn sao? Tại sao Tô Triệt lại nhắc đến người đã chết kia, còn chất vấn nhân hoàng Huyền Nguyệt? Sắc mặt Tô Thiên Sóc hơi khó coi nhỉ. Các túc lão thánh địa Tây Bộ khác đều nhỏ giọng nói nhỏ. Tô Thiên Tịch, báo ứng. Bọn người Tiêu Lạc Lê không hiểu thấu, ngóng nhìn bầu trời lôi vân. Nơi đó lại rất an tĩnh, phụ hoàng bị hai câu nói ngắn ngủi này trấn trụ. Hoàn Nhan Liệt đâu, một người đều không có đi ra sao. Hồn Thiên Thánh Chủ không có tâm tư để ý tới chuyện Tây Bộ, hắn là đang chờ các đệ tử của hắn, chính là đang chờ tin tức Thiết Long cổ thụ. Vô hồi thánh địa đáng chết. Các túc lão Hồn Thiên Thánh Địa tức giận không kiềm chế được, quá độc ác, một người cũng đều không còn sống. Đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa đều bị Khương Phàm giết chết. Linh Kiếp Thánh Chủ đều âm thầm hít một hơi, đám tên điên vô hồi kia, đơn giản giống Thánh Chủ bọn hắn như đúc. Nếu quả thật để vô hồi thánh chủ làm tôn chủ thánh địa Nam Bộ, chỉ sợ bọn hắn đều không có ngày sống dễ chịu. Nghiêm Sâm trở lại bên cạnh Linh Kiếp Thánh Chủ, cười lạnh nói. Vô hồi thánh chủ đã sớm chạy sao? Không phải nàng kêu gào muốn tới Tổ Sơn tuyên án Ly Hỏa Thánh Chủ sao? Ha ha, đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh liền không quan tâm rồi. Một vị túc lão lắc đầu nói. Nàng đã sớm xử lý xong. Xử lý xong, xử lý như thế nào? Bọn người Triệu Thắng, Thái Long đều hiếu kỳ nhìn Thánh Chủ. Linh Kiếp Thánh Chủ do dự một lát, mới thở dài nói. Ly Hỏa Thánh Địa bị phế đi, sắp bị vô hồi Thánh Chủ khống chế. Nàng đem quốc quân đan quốc của Lang Gia Hoàng Triều điều đến Ly Hỏa Thánh Địa làm phó Thánh Chủ, 10 năm sau chính thức tiếp quản vị trí Ly Hỏa Thánh Chủ, còn đem Khương Hồng Võ đã từng bị Diêm La Điện bắt đi suýt chút nữa hành hạ chết, điều đến Ly Hỏa Thánh Địa, tiếp quản Diêm La Điện. Ly Hỏa Thánh Địa, ai? Náo nhiệt. Bọn người Triệu Thắng hít một ngụm khí lạnh, khó có thể tin được mà trao đổi ánh mắt. Ly Hỏa Thánh Địa đã được bảo vệ, nhưng lại trở thành vô hồi thánh địa đúng không? Nghiêm Sâm trừng to mắt, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Tại sao Tứ Đại Thánh Địa Trung ương lại làm ra quyết định ngu xuẩn như vậy? Có túc lão nghiêm túc cảnh cáo. Tứ Đại Thánh Địa Trung ương há lại để cho đệ tử một người có thể nghị luận. Linh Kiếp Thánh Chủ nói. Vô hồi thánh chủ huyên náo quá hung, Tứ Đại Thánh Địa Trung ương nhất định phải cho thiên hạ thấy tư thái, mà mặc dù vô hồi thánh chủ chơi xỏ lá, nhưng nương môn nhi kia so với ai khác đều khôn khéo hơn, nắm mọi việc vô cùng tốt. Mà, nàng còn làm cam đoan, nếu như sau khi vô hồi thánh địa tiếp quản tôn chủ Nam Bộ, trong vòng 30 năm không thể nào giải quyết hắc ám đại hoang, nàng chủ động từ bỏ vị trí tôn chủ. Bọn hắn lại còn là tôn chủ rồi. Triệu Thắng bọn hắn kinh hô. Con mụ điên kia làm tôn chủ. Nói đùa cái gì vậy? Sau 10 năm, chính thức tiếp quản vị trí tôn chủ, thực hành quyền lực tôn chủ. Linh Kiếp Thánh Chủ lắc đầu, thời điểm trước đó Ly Hỏa Thánh Địa làm tôn chủ, tất cả Thánh Địa Nam Bộ bọn hắn đều không có đem hai chữ tôn chủ coi ra gì. Dù sao Ly Hỏa chỉ là Thánh Địa Đan, càng quan trọng hơn là lực ảnh hưởng, mà không phải thực lực chân chính, cho nên bọn hắn chỉ là giữ vững tôn trọng ở ngoài mặt. Nhưng nhìn tư thế vô hồi thánh chủ kia, nếu như thật sự trở thành tôn chủ,
tuyệt đối sẽ lợi dụng quyền lợi tôn chủ đến cực hạn, đến lúc đó không thể thiếu việc giày vò linh kiếp thánh địa cùng hồn thiên thánh địa bọn hắn, nhất là sau khi nàng khống chế siêu cấp thánh địa đan như ly hỏa thánh địa như thế. Vô hồi thánh chủ cam đoan trong vòng 30 năm, giải quyết hắc ám đại hoang. Nàng lấy ở đâu ra lực lượng? Thái Long rất kỳ quái, hắc ám đại hoang đã kéo dài ngàn năm, nếu như giải quyết dễ dàng, thì cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ. Vô hồi thánh chủ là thật có nắm chắc, hay chỉ nghĩ tới qua vị trí tôn chủ để giày vò thánh địa Nam Bộ? 10 năm sau tiếp quản, như thế này chính là trong 40 năm. Ta đoán, sau khi nàng chuẩn bị tiếp quản vị trí tôn chủ, chỉnh hợp tất cả lực lượng thánh địa Nam Bộ, ép đến đại hoang thâm uyên. Linh kiếp thánh chủ nghiêm túc, mặc kệ những thứ kia, dù sao kết cục đã định, linh kiếp thánh địa bọn hắn bên này chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Chỉ là chuyện Khương Phàm tàn nhẫn sát hại toàn bộ đệ tử hồn thiên, để hồn thiên thánh địa, không người kế tục, hồn thiên thánh địa khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp báo thù, cái này tất nhiên sẽ mang đến biến cố to lớn cho việc thánh địa Nam Bộ chỉnh hợp sắp đến. Mà, ly hỏa thánh chủ sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp sao? Quốc quân Đan Quốc có thể chấn được thánh địa sao? Ly hỏa thánh địa lại sẽ làm thế nào chống cự quốc quân Đan Quốc cùng Khương Hồng Võ? Nói không chừng, lại sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Lúc này, giọng Tô Thiên Sóc quanh quẩn toàn trường. Vĩnh Hằng Thánh Sơn phong bế, chờ mong trăm năm sau lại mở ra. Tất cả chủ nhân thánh địa cũng đều đi đến phía trước, tuyên bố Vĩnh Hằng Thánh Sơn phong bế với các phương. Tô Thiên Sóc nhìn chằm chằm xa xa Nhân Hoàng Huyền Nguyệt, không nói thêm nửa câu gì, trực tiếp mang theo bọn người Tô Triệt rời khỏi. Phụ Hoàng, Tô Thiên Tịch là ai? Bọn người Tiêu Lạc Lê trèo lên Thượng Thương Thiên Tước, vô cùng không hiểu. Nhân Hoàng Huyền Nguyệt nhìn qua phương hướng bọn người Tô Thiên Sóc rời khỏi, không có trực tiếp trả lời, mà là lạnh nhạt chất vấn. Thu hoạch của các ngươi đâu? Chúng ta bị vô hồi thánh địa liên tục tính toán. Tiêu Lạc Sư gian nan mở miệng. Tiêu Lạc Lê vội vàng nói. Phụ Hoàng, Khương Phàm của vô hồi thánh địa có vấn đề lớn. Nhi thần lấy cảnh giới cửu trọng thiên thúc dục Chu Tước Pháp chỉ, lại bị hắn tùy tiện bắt lấy, không có thương tổn đến hắn một phân một hào. Nhân Hoàng thu hồi ánh mắt, lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một chút, lại nhìn về phía bọn người Lục Bình Yên. Lục Bình Yên, Lư Kinh Vĩ, Lăng Thất Tung vội vàng nói. Ngàn lần chính xác, Khương Phàm thật là không hề bị tổn thương một sợi tóc nào. Thực lực của hắn mạnh vô cùng, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đám đệ tử vô hồi thánh địa kia cũng đều có gì đó quái lạ, tạo thành pháp trận vây khốn Vĩnh Hằng Chi Linh, đồng thời còn chống đỡ 20-30 người chúng ta liên thủ tấn công mạnh. Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Linh văn của hắn là gì? Không biết. Ngay cả linh văn cũng không biết. Thú linh văn loại hỏa điểu, nhưng rất khó phán đoán cụ thể là loại hỏa điểu nào. Tiêu Lạc Lê liên tưởng qua các loại, thánh linh văn, hỏa điểu có thể kích phát ra, nhất là loại có được huyết mạch Chu Tước Phượng Hoàng, đều liên lạc không được cùng Khương Phàm. Huynh muội các ngươi, về Hoàng Thành tu dưỡng, chờ sau khi tiến vào linh hồn cảnh, trực tiếp đi đến Nam Bộ điều tra vô hồi thánh địa, điều tra Khương Phàm. Nhân Hoàng không có quá mức coi trọng, mà nhìn qua phương hướng Tô Thiên Sóc rời khỏi, đây mới là chuyện hắn cần chú ý. Chẳng lẽ Tô Thiên Tịch còn chưa chết? Hay là trước khi Tô Thiên Tịch chết đã để lại thứ gì tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, bị bọn người Tô Triệt tìm được? Mặc dù đại diễn thánh địa không dám công nhiên tuyên chiến Huyền Nguyệt Hoàng Triều, nhưng rất có thể sẽ khai thác những phương thức khác, trả thù Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Nếu như hắn xử lý không đúng, rất có thể sẽ khiến cho Huyền Nguyệt Hoàng Triều cùng đại diễn thánh địa, thậm chí cả liên minh thánh địa Tây Bộ chuyển biến xấu. Nhi thần lĩnh mệnh, Tiêu Lạc Lê cùng Tiêu Lạc Sư tự mình trao đổi ánh mắt, đều rất kinh ngạc. Bọn hắn tổn thất 7 vị thiên kiêu, đây chính là đại sự vô cùng nghiêm trọng, rất có thể tông môn thế tộc các nơi sẽ thừa cơ chỉ trích hoàng thất, nhưng phụ hoàng lại không chút để ý. Đối với Khương Phàm, cũng chỉ là an bài điều tra. Thế nhưng Khương Phàm đã tiếp nhận Chu Tước Pháp chỉ của bọn hắn cơ mà. Tô Thiên Tịch là ai? Trả thù lại là chuyện gì? Thương Huyền, Bắc Bộ. Khương Phàm dựa theo Linh Vũ chỉ dẫn, bôn ba hơn 200.000 dặm, rốt cuộc cũng đi tới điểm cần đến. Là một dãy núi rộng lớn. Chính là chỗ này. Khương Phàm nhìn về phương xa, núi non chập trùng, giống như đại dương mênh mông, vô cùng rung động. Đặc điểm rõ rệt nhất chính là núi cao đặc biệt nhiều, thẳng vào mây xanh, bao la hùng vĩ. Vẫn là thế giới bên ngoài đặc sắc.
hỏa diễm huyễn điểu chở Khương Phàm bay lượn giữa bầu trời. Trong khoảng thời gian này mặc dù nó làm lao động tay chân cho Khương Phàm, nhưng là chim, cảm giác điên cuồng lao vùn vụt hơn 200.000 dặm thật sự là quá sung sướng. Trên đường đi, gặp được rừng mưa mênh mông, thảo nguyên bằng phẳng, còn có sa mạc nóng bức. Nhìn thấy thành trì nguy nga, thôn trấn yên tĩnh, còn gặp được tông môn giống như tiên cảnh. Gặp được thương đội lao vụt, gặp được con người náo nhiệt, còn gặp được vương quốc hoàng triều chinh chiến. Đất trời bao la, thế giới đặc sắc. Giọng Khổng Tước ngũ sắc vang lên trong ý thức Khương Phàm. Đem đồ buông xuống, quay người rời khỏi. Chỉ cần ngàn dặm ngươi không quay đầu lại, hai cây linh vũ liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chừng nào ngươi cần thì dùng đến nó. Nơi này là nơi nào? Được rồi, coi như ta chưa nói. Khương Phàm đem trứng ngọc trong thanh đồng tiểu tháp phóng tới trong tán cây trước mặt, phân phó tặc điểu rời khỏi. Trứng ngọc dần dần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, càng ngày càng sáng tỏ, giống như là một mặt trời nhỏ, nở rộ tại tán cây. Rất nhiều linh cầm, mãnh thú đều bị hấp dẫn, nhưng lại đều không dám tới gần. Khí tức này đối với bọn chúng mà nói tựa như là chủng cấm kỵ. Sau đó không lâu, sâu trong mây mù xa xôi, một con Khổng Tước tôn quý xuất hiện, ánh sáng ngũ sắc chiếu thấu đất trời, tản ra uy thế kinh khủng. Giống như là yêu vương đi tuần, những nơi đi qua, tất cả linh cầm, mãnh thú đều nhao nhao quỳ lạy. Khổng Tước đi đến tán cây, xoát lên tia sáng ngũ sắc, đem trứng ngọc bắt được ở không trung. Trứng ngọc tăng vọt ánh sáng, ngưng tụ ra hư ảnh Khổng Tước ngũ sắc tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn kia. Đây là con của ta, huyết mạch thuần chính. Khổng Tước nơi xa tới tiếp được trứng ngọc. Tại sao lại muốn đưa ra đây? Vạn linh huyết thụ trùng sinh tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, bị Di Lạc cổ địa đoạt được, hiện đã bị mang ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Vạn linh huyết thụ, vì sao không ngăn cản? Đám ngu xuẩn Vĩnh Hằng Thánh Sơn kia làm thỏa hiệp, Di Lạc cổ địa bày ra tư thái liều chết bảo vệ, yêu tộc Thánh Sơn không muốn bởi vì chuyện này mà khai chiến nữa, cho nên cuối cùng quyết định Thánh Sơn đem vạn linh huyết thụ ném tới bên ngoài, để yêu tộc bên ngoài phụ trách xử lý. Tuy nhiên, Di Lạc cổ địa lại như có mưu đồ khác, trước khi có được vạn linh huyết thụ, bọn hắn đã chuẩn bị đem các loại chí bảo trấn tộc như Hư Thiên Kính, Hồ Lô Càn Khôn, Trường Sinh Đao đưa cho các tộc nhân rời khỏi. Khổng Tước từ nơi xa tới trầm mặc một lát, nói. Trong khoảng thời gian này xác thực thần giáo hoạt động rất tấp nập, không chỉ có tấp nập chinh chiến bách tộc chiến trường, còn đang bí mật điều tra chuyện gì đó. Các đại hoàng đạo thương huyền cũng bắt đầu cảnh giác. Điều tra chuyện gì? Còn không có tra được, nhưng hẳn là không nhỏ. Mà, đại lục khác, cùng cường tộc hải vực, gần đây đều điều động tới rất nhiều cường giả, cũng đang bí mật điều tra cái gì đó. Ta có dự cảm. Thương huyền xảy ra đại sự. Những chuyện này chính các ngươi đau đầu đi, ta đưa hài tử ra là để cho các ngươi toàn lực bồi dưỡng, cũng hy vọng các ngươi cảnh giác vạn linh huyết thụ. Ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ đang cần lực lượng. Chỉ cần huyết mạch nó đủ mạnh thì sẽ không bị mai một. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi, huyết mạch Chu Tước đã trùng sinh. Cái gì, ở nơi nào? Lấy hình thức linh văn xuất hiện ở trên thân nhân tộc, nhưng có thể trưởng thành hay không? Bây giờ còn không xác định. Người nào, ở nơi nào? Nam Bộ, Vô Hồi Thánh Địa, kỳ danh Khương Phàm. Khổng Tước ngũ sắc Thánh Sơn dần dần tản ra tia sáng, hội tụ đến bên trong trứng ngọc. Răng rắc giòn vang, trứng ngọc phá vỡ. Một con tiểu Khổng Tước non nớt đang co quắp ở bên trong, nằm ngáy o o. Huyết mạch Chu Tước, ngàn năm trước, nó đã từng tái hiện qua. Lần này là luân hồi, hay là ngẫu nhiên? Khổng Tước ngũ sắc ngăn chặn trứng ngọc, ngóng nhìn phương Nam. Các đại châu gần đây hoạt động bí ẩn, có thể có liên quan cùng chuyện này hay không? 1.000 dặm. Khương Phàm đi đến sâu trong sa mạc, nhắc nhở linh vũ ở trong ý thức. Một cây linh vũ có thể bảo vệ linh hồn ngươi, thay ngươi chống cự một kích chí mạng. Một cây linh vũ có thể làm vũ khí, chỉ cần hỏa diễm thôi động liền có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Bọn chúng đều thuộc về ngươi. Sau khi giọng Khổng Tước ngũ sắc biến mất, trong linh vũ bên trong thức hải cùng khí hải cũng đều thu liễm ánh sáng, lâm vào yên lặng. Khương Phàm trầm mặc một lát, đột nhiên mắng một câu ở bên trong ý thức hải. Lão yêu bà! Linh vũ yên lặng, không có chút phản ứng nào. Cút ra đây! Khương Phàm lại đợi, kết quả vẫn không có phản ứng gì. Tặc điểu hỏi. Bây giờ an toàn chưa? Khương Phàm gật đầu. An toàn!
Ngươi tự đi đi. Tặc điểu ném Khương Phàm xuống, không kịp chờ đợi gào to. Mau đưa Thái Dương đồ đằng cho ta muốn dung hợp nó, ta muốn lực lượng kim ô. Ngươi xác định có thể khống chế được. Điều ra ta xem như liều mạng, cũng phải khống chế. Kiềm chế một chút, đừng quá sốt ruột, nếu thực sự không được. Đổi ta đi thử một chút. Nghĩ hay lắm, nhanh lên. Khương Phàm lấy Thái Dương đồ đằng to lớn từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, hướng tới mặt trời. Tinh không vạn lý, mặt trời chướng mắt, thiêu nướng sa mạc rộng lớn. Sóng nhiệt bốc hơi trong sa mạc, không gian vặn vẹo cứ như một cái luyện lô khổng lồ, ngoại trừ yêu thú linh cầm loại hỏa diễm ra, nơi này cơ hồ không nhìn thấy những sinh linh khác. Thái Dương đồ đằng tắm rửa dưới ánh mặt trời, rất nhanh đã có dấu hiệu thức tỉnh. Vòng biên giới đồ đằng đã nở rộ lên cường quang, sáng tỏ chói mắt lại nóng bỏng, giống như muốn hòa tan. Ánh sáng dọc theo vết tích đồ đằng mở rộng vào bên trong, những nơi đi qua, bụi bặm đều được rũ bỏ. Khương Phàm, Tặc Điểu đều nín thở định thần, ánh mắt sáng rực nhìn thát kỹ. Đồ đằng rất nhanh đã, thắp sáng, toàn bộ, ánh sáng hừng hực, dâng lên liệt diễm. Tam túc kim ô đang, mở mắt, trong ánh lửa vặn vẹo, trong chớp mắt, một uy thế cổ lão mênh mông mãnh liệt phóng thích, quét sạch sa mạc, nhấc lên cuồng sa đầy trời. Tỉnh, tỉnh rồi. Tặc Điểu kích động kêu to, rõ ràng cảm nhận được huyết mạch sao động. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm muộn, quanh quẩn trên trời cao, hư vô mờ mịt. Giống như đã vang lên, lại hình như chỉ là ảo giác. Nhưng Khương Phàm và Hỏa Diễm Huyễn Điểu đều mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, đó là đáp lại. Là đáp lại đến từ mặt trời. Lúc này, Tam Túc Kim Ô bên trong Thái Dương Đồ Đằng lại phát ra tiếng gáy to chân thực. M thanh vang xa ngàn dặm, toàn bộ sa mạc trở nên yên tĩnh, cũng làm cho tất cả linh cầm cảm nhận được kinh dị không hiểu thấu. Thái Dương đồ đằng oanh minh, phóng lên tận trời, ánh sáng sôi trào trong nháy mắt, mở ra mấy vạn mê tở trên thiên khung, xen lẫn thành pháp trận đồ đằng to lớn hơn. Giữa đất trời vang lên âm thanh cầu nguyện, khi thì to lớn như vạn dân lễ bái, kính sợ thiên thần, khi thì phiêu hốt, nỉ non nói lời thành kính như xa xưa. Nhanh! Còn chờ cái gì? Khương Phàm cao giọng la lên. Trông coi cho ta. Hỏa Diễm Huyễn Điểu bay lên không, hóa thành huyết châu, linh châu, giao thoa vần quanh, lao đến Thái Dương đồ đằng. Mặt trời giữa trời, nhiệt độ bắt đầu tăng cường, không chỉ là vùng sa mạc này mà là đại địa Bắc Bộ, cũng không chỉ là Thương Huyền Đại Lục, mà là tác động đến đại thế giới mênh mông. Giờ khắc này, tất cả sinh linh đều có cảm giác khó nói nên lời. Theo bản năng mà nhìn qua phía bầu trời. Ngay cả những lão tổ đang ngủ say kia cũng mở mắt trong quan tài cổ tại bí cảnh, ngắm nhìn mặt trời cổ lão phía trên trời cao. Thái Dương đồ đằng vắt ngang bầu trời, cùng mặt trời sinh ra cộng minh. Cuồn cuộn ánh sáng từ mặt trời nở rộ, tràn ngập đất trời giáng lâm. Tinh hoa mặt trời vô tận được vẩy xuống. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đầu tiên là dung nhập kim ô, sau khi ổn định, nó dần dần lan tràn về toàn bộ đồ đằng. Nó quá kích động. Đây đúng là thượng cổ kim ô, mênh mông uy lực kim ô đang tư dưỡng huyết châu của nó, mà tinh hỏa đến từ mặt trời cũng đang cường đại nó linh châu. Nó thậm chí cảm giác mình lại sắp đột phá rồi. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là biến đổi. Là biến đổi phi phàm còn siêu việt hơn thánh nhân quả. Dung hợp được thật, đây chính là đại cơ duyên. Hỏa Diễm Huyễn Điểu, người gặp được ta là phúc của ngươi. Ta gặp được ngươi cũng là phúc của ta. Khương Phàm phấn chấn lại kích động, sau khi xác định trong sa mạc không có yêu thú lui tới, hắn cũng phóng tới không trung, bay đến Thái Dương đồ đằng hấp thu hỏa tinh mặt trời. Bởi vì hắn đã dung hợp qua Thái Dương Thánh Hỏa, cũng tu luyện Thái Dương Thánh Quyền, Thái Dương Chiến Y. Vừa vặn hấp thu Thái Dương tinh hỏa chân chính đến cường đại bọn chúng. Thế giới hôm nay nhất định không còn bình tĩnh nữa, bởi vì mặt trời không có hạ xuống. Mặt trăng lại đúng hạn dâng lên. Nhật Nguyệt cùng tồn tại. M Dương cùng tồn tại. Toàn bộ thế giới đều bởi vì cảnh tượng kỳ diệu hiếm thấy này mà oanh động. Có đại năng tế tự tiên tổ, có thánh nhân thôi diễn thiên cơ, có thần linh nhìn trộm M Dương, càng có cự yêu đại ma tế bái thiên địa. Bọn hắn vừa chấn kinh, vừa tức giận, thậm chí hoài nghi có phải tai nạn to lớn nào phát sinh hay không. Làm chỗ đầu nguồn. Thái Dương đồ đằng bao phủ sa mạc khiến cho nhiệt độ tăng vọt, so bình thường tăng lên chỉ ít 20 độ, ảnh hưởng vô số sinh linh sa mạc.
một mực đến buổi chiều ngày thứ hai. Rốt cuộc Thái Dương Đồ Đằng cũng thức tỉnh toàn diện, cũng triệt để cùng hỏa diễm huyễn điểu dung hợp. Thoải mái thật, cảm giác này, quá kỳ diệu, ta giống như là mặt trời nhỏ. Hỏa diễm huyễn điểu từ không trung xuống tới, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Đồ đằng khổng lồ biến mất, biến thành đường vân mặt trời phức tạp xuất hiện ở trên trán của nó. Màu vàng rực rỡ, chiếu lấp lánh, giống như là linh văn của con người. Chúc mừng, người cảm ngộ tốt nhất, thuận tiện giúp ta trông coi. Khương Phàm cũng thu hoạch không ít, là thời điểm đột phá đến linh hồn cảnh. Ngươi cứ làm của ngươi, có điều ra ở đây, ai cũng đừng nghĩ quấy rầy đến ngươi. Hỏa diễm huyễn điểu bây giờ đã tự tin không gì sánh được, không chỉ có cảnh giới lần nữa đột phá, Thái Dương Đồ Đằng càng đã hoàn toàn dung hợp đến trên người nó. Chỉ cần có ánh nắng, Đồ Đằng có thể tự động hấp thu năng lượng, nó thậm chí còn có thể thông qua tế tự, mượn Đồ Đằng dẫn dắt uy lực Thái Dương. Quá mạnh! Quá làm cho chim bành trướng. Ta nên dùng bách chuyển linh nguyên đan hay là dùng chu tước yêu hồn hoa đây? Khương Phàm đang muốn luyện chế bách chuyển linh nguyên đan, lại đột nhiên do dự. Rốt cuộc là dùng linh nguyên đan đột phá, hay là trực tiếp dùng chu tước yêu hồn hoa? Nếu không, trước tiên dùng bách chuyển linh nguyên đan đột phá đến linh hồn cảnh, lại dùng chu tước yêu hồn hoa biến đổi huyết mạch. Như thế này còn có thể thuận thế đem cảnh giới tăng lên tới linh hồn cảnh nhị trọng thiên. Khương Phàm vừa quyết định xong, Đan Hoàng đã chỉ đạo trong đầu của hắn. Đề nghị của ta là dùng chu tước yêu hồn hoa trước. Vì sao? Khương Phàm khiêm tốn lắng nghe. Linh nguyên cảnh tiến đến linh hồn cảnh vô cùng mấu chốt, bởi vì liên quan đến biến đổi linh hồn của ngươi. Trong quá trình đột phá này, quan trọng nhất chính là cải tạo linh nguyên, chỉ dẫn nó cùng linh hồn sinh ra liên hệ. Có thể liên hệ tới trình độ nào? Trực tiếp liên quan đến toàn bộ tình huống linh nguyên cùng linh hồn dung hợp tại linh hồn cảnh. Nói như vậy, giữa lúc ngươi trưởng thành tại linh hồn cảnh, linh nguyên cùng linh hồn có thể dung hợp đến vấn đề nào liền mang ý nghĩa cảnh giới của ngươi có thể trưởng thành đến vấn đề nào. Chỉ có thể dung hợp một nửa, ngươi liền dừng bước tại linh hồn cảnh trung giai, dung hợp hơn phân nửa, dừng bước tại cao giai, chỉ có triệt để dung hợp, đem linh hồn đều biến thành thú hồn, mới có thể đạt tới linh hồn đỉnh phong, đụng vào sinh tử chi cảnh. Cho nên, trong lúc linh nguyên cảnh biến đổi đến linh hồn cảnh có sinh ra liên hệ, liền cực kỳ quan trọng. Mặc dù bách chuyển linh nguyên đan là lựa chọn tốt, nhưng chú tước yêu hồn hoa càng là lựa chọn hoàn mỹ hơn. Nó là hồn hoa, có thể kích thích linh nguyên cùng linh hồn giao hòa sâu hơn. Nó còn có khí thức chú tước hồn hoa, đã có thể cường đại huyết mạch của ngươi, lại có thể thăng hoa linh văn của ngươi. Cứ như vậy, hai tác dụng lớn sẽ còn lần nữa tăng tiến linh nguyên của ngươi cùng linh hồn giao hòa. Mà, trong lúc này ngươi còn cần tu luyện bát cấm thánh thiên quyết, lắng đọng bản thân. Có chu tước yêu hồn hoa vào trong huyết mạch, linh hồn và linh văn đã có ba tác dụng quan trọng, xác suất ngươi thành công lắng đọng bản thân mới có thể càng lớn, cũng sẽ càng mạnh. Về phần bách chuyển linh nguyên đan, ngươi có thể dùng tại linh hồn cảnh, cũng có thể đưa cho đệ tử ngươi, Lý Dần, tốc độ hắn phát triển rất nhanh, không đến mấy năm hẳn là sẽ đến linh hồn cảnh. Ta dùng chu tước yêu hồn hoa. Khương Phàm quả quyết làm ra lựa chọn. Linh hồn cảnh là giai đoạn rất đặc thù, có một ít người trưởng thành rất nhanh, có một ít người cũng rất gian nan, mấu chốt là ở việc trong lúc linh nguyên cảnh đột phá đến linh hồn cảnh phải có đại cơ duyên, linh nguyên cùng linh hồn liên hệ phải càng sâu. Sau khi Khương Phàm nói cảm ơn với Đan Hoàng, hắn liền xuất ra chu tước yêu hồn hoa. Gốc hồn hoa vô này cùng yêu diễm. Từ phiến lá đến cánh hoa đều đỏ tươi như máu, phiến lá dài nhỏ. Kéo dài tới các nơi, chợt nhìn giống như một con hỏa điểu đang dương cánh. Đóa hoa thoạt nhìn như đang nở rộ, kỳ thật bao quanh trong nụ hoa to lớn mới thật sự là hồn hoa. Trong nụ hoa có 5 đóa hoa nhỏ, hẳn là chu tước yêu hồn hoa cấp cao nhất, trách không được có thể ảnh hưởng đến bình chướng không gian của Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Đan Hoàng năm đó lấy được mới là 3 đóa hoa nhỏ, đã coi như là phẩm loại cao cấp. Trực tiếp dùng sao? Dùng nội tu công quyết chỉ dẫn là được. Uy, Khương Phàm, ngươi đang lầm bầm gì đấy? Hỏa diễm huyễn điểu bỗng nhiên hô to, gia hỏa này đang nói thầm cái gì vậy? Giúp ta trông coi, ta muốn bế quan. Khương Phàm đem chú tước yêu hồn hoa phóng tới trước mặt, vận chuyển đại diệu thiên kinh hấp thu. Đầu tiên muốn kích thích linh văn thăng hoa đến chí tôn thánh văn. Lấy linh văn thăng hoa, thôi động cảnh giới tăng lên. Trong quá trình cảnh giới tăng lên,
chỉ dẫn linh nguyên cùng linh hồn sinh ra liên hệ. Cùng lúc đó, lấy năng lượng chu tước yêu hồn hoa kích phát tiềm lực huyết mạch, thôi động linh nguyên cùng linh hồn tiến một bước dung hợp. Quá trình biến đổi này sẽ vô cùng phức tạp, cần Khương Phàm hết sức chăm chú, cẩn thận trưởng thành. Từ từ sẽ đến, đừng có gấp. Hỏa diễm huyễn biến thành thương viêm hỏa nha, xoay quanh tại 500 mét không trung, tiếp tục nghiên cứu đồ đằng huyền bí, cũng hấp thụ uy lực kim ô bên trong, tiếp tục biến đổi huyết mạch. Khương Phàm định thần tĩnh khí, cẩn thận lại cẩn thận. Một bên hấp thu năng lượng chu tước yêu hồn hoa, một bên cảm nhận thân thể thay đổi. Không nóng không vội, chậm chạp bình ổn. Liên tiếp hai ngày, thân thể cơ hồ không có thay đổi gì đặc biệt. Cho đến khi sau hai ngày, Khương Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, cường thế thôn phệ toàn bộ chu tước yêu hồn hoa. Kim viêm hừng hực được phóng xuất, khuấy động sa mạc, cuồn cuộn khắp trời. Giờ khắc này, khí thế của hắn đại biến, linh văn từ đại thừa thánh văn bước lên chí tôn thánh văn. Máu tươi toàn thân nóng hổi, trái tim bành trướng nhảy lên. Huyết dịch tại nhanh chóng lao nhanh trong mạch máu, để toàn thân đều trở nên đỏ bừng. Huyết nhục hài cốt Khương Phàm kịch liệt thay đổi, tự hành hóa thành chu tước, tại bên trong thánh viêm dương cánh gáy to. Trong linh nguyên, trong khí hải dâng lên ánh sáng màu vàng, liên miên rời khỏi khí hải, trùng kích kinh mạch, hướng tới linh hồn của Khương Phàm. Linh hồn Khương Phàm được chu tước yêu hồn hoa tẩm bổ, trở nên cường đại lại rõ ràng, giống như mê ảnh màu vàng đang cùng huyết nhục Khương Phàm giao hòa. Rốt cuộc cũng bắt đầu. Hỏa diễm huyễn điểu sẵn sàng trận địa, cảnh giác sa mạc. Thanh thế kịch liệt táo bạo thế này hẳn là sẽ tiếp tục thêm một thời gian, có khả năng sẽ mang theo một ít yêu thú cường đại, hoặc là người đi qua nơi này. Tinh huyết kim hoàng. Toàn thân Khương Phàm nóng hổi, tốc độ máu chảy càng lúc càng nhanh, lại còn xuất hiện từng chút kim quang. Đây là tinh huyết kim hoàng. Máu chu tước. Khương Phàm phấn chấn kích động. Đây mới thật sự là thức tỉnh huyết mạch, đây mới là biến đổi mà hắn mong đợi. Tinh huyết kim hoàng có được lực lượng siêu phàm, ví dụ như trùng sinh giống như năng lực chữa trị, ví dụ như truyền thừa phóng thích bí thuật, lại ví dụ như ảo diệu niết bàn không chết. Bây giờ mặc dù chỉ là xuất hiện một chút, nhưng chỉ cần bắt đầu, tương lai sẽ càng ngày càng nhiều. Oanh! Toàn thân Khương Phàm đột nhiên tăng vào thánh viêm, cảnh giới tại thời khắc này đã phá tan hàng rào. Chính thức bước lên linh hồn cảnh. Liên hệ giữa linh nguyên và linh hồn tăng tốc. Điểm sáng của tinh huyết kim hoàng bắt đầu tăng nhiều, bắt đầu càng lập lòe. Ngay cả đại diệu thiên kinh đều bị kích thích, có xu thế tiến lên tứ trọng thiên. Càng làm cho Khương Phàm phấn chấn chính là, từ ý thức đến linh hồn, từ huyết nhục đến kinh mạch, tại thời khắc đặc thù toàn diện biến đổi, toàn diện thăng hoa này xuất hiện lắng đọng để hắn chờ mong lại hiếu kỳ. Một bản thân thần bí bắt đầu ngưng tụ ở bên trong trái tim. Trái tim tượng trưng cho sinh mệnh, chiếm cứ mênh mông máu tươi. Đây là, hải dương, luyện thể giả cần khai phách, giờ khắc này, bắt đầu khai triển xuất hiện hình thức ban đầu ở trái tim Khương Phàm. Khương Phàm vẫn còn tiếp tục biến đổi, thanh thế càng náo càng lớn. Thánh viêm cuồn cuộn, kim quang sôi trào. Sa mạc nhấc lên từng trận cuồng phong, cát bay đá chạy, liên miên bất tuyệt. Ban ngày đã rất đáng chú ý, khi đêm xuống càng thêm sáng tỏ, hấp dẫn đến phạm vi hơn trăm dặm chú ý tới. Rốt cuộc, yêu thú cũng xuất hiện. Đầu tiên là hỏa lang ẩn hiện thành đàn, liệt diễm hừng hực. Tiếp theo là liệt diễm khâu khổng lồ như cự mãng rít gào giữa đêm tối. Liệt diễm huyền điểu xuất hiện ở chân trời, tiếng gáy to sắc nhọn, xoay quanh ngóng nhìn. Số lượng càng ngày càng nhiều. Hỏa trọng thử, sa mạc lang chu. Kim lân hỏa mãng, còn có cự chủy hỏa hạc các loại, xuất hiện thành đàn ở phương xa. Trước đó Thái Dương đồ đằng chưa tỉnh lại, thần lực đến từ mặt trời cho toàn bộ sa mạc sợ hãi, bây giờ lại là hiếu kỳ cùng tham lam. Tới đi, điều ra ta hầu hạ. Hỏa diễm huyễn điều thôi động Thái Dương đồ đằng, sôi trào lên liệt diễm ngập trời, tận lực che giấu khí tức Khương Phàm, uy hiếp đám yêu thú xa xa. Sau khi đàn thú sao động một hồi, đàn sói hung tàn đã hành động trước nhất, bọn chúng kéo nhau bổ nhào tới. Hỏa diễm huyễn điểu thể hiện ra một mặt hung tàn, nhấc lên thái dương chi hỏa, cuồng dã đánh giết. Liệt diễm khâu thừa dịp loạn từ xa tầng tới gần, lại bị hỏa diễm huyễn điểu khóa chặt, đem cồn cát mấy ngàn mét đều hòa tan thành dung nham. Ngay sau đó, càng nhiều mãnh thú nhào tới. Hỏa diễm huyễn điểu giết đến đỏ cả mắt,
nương tựa theo liệt diễm trong cơ thể không ngừng liên tục tăng lên, giết đến thây ngang khắp đồng, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Từ nửa đêm một mực giết tới sáng sớm, mới tốt xấu trấn nhiếp đám yêu thú. Nhưng, thảm liệt chém giết cũng hấp dẫn càng nhiều yêu thú tới, tụ tập ở phương xa, nhìn chằm chằm bọn hắn. Đến đây, nhanh như vậy liền sợ rồi. Hỏa diễm huyễn điểu càng giết càng hưng phấn, quay quanh ở trên không gáy vang. Nhưng lúc này, nó đột nhiên phát giác được nguy hiểm, nhìn về phía phương đông. Bầu trời tăm tối lóe ra ánh sáng màu bạc, phảng phất ngôi sao đầy trời, rạng rỡ sáng chói, càng ngày càng sáng, nhanh chóng tới gần nơi này. Khương Phàm, còn chưa xong sao, có biến rồi. Hỏa diễm huyễn điểu lập tức cảnh giác, mẫn cảm đã nhận ra uy thế phiến ánh sáng nơi xa kia. Vẻ mặt Khương Phàm trở nên nghiêm trọng, bất vi sở động. Bây giờ chính là thời khắc biến đổi cuối cùng, cũng là thời khắc cực kỳ mấu chốt. Tới quá không đúng thời điểm. Hỏa diễm huyễn điểu lập tức biến thành cự ưng, càng dâng lên mênh mông liệt diễm, dùng hết khả năng che giấu khí tức Khương Phàm, cũng cảnh giác bầu trời phương xa. Đó là chiếc chiến thuyền to lớn, vượt qua bầu trời đêm. Phía trên khắc đầy phù văn phức tạp, ánh sáng sôi trào giống như thuyền đi giữ đại dương mênh mông. Xung quanh còn có số lượng lớn chiến thuyền, phân tán mấy chục dặm, giống như tinh thần bảo vệ lấy hạo nguyệt. Khi đội tàu đi qua phía trên hỏa diễm huyễn điểu, số lượng lớn ánh mắt trên chiến thuyền đều quét nhìn về phía nơi này, chỉ là không có quá để ý. Theo bọn hắn nghĩ, vùng sa mạc này rất bình thường, không có gì đáng để chú ý nơi. Hỗn loạn phía dưới, cũng chỉ là chém giết giữa yêu thú mà thôi. Chủ trong thuyền, tự thành không gian. Cường quang như ban ngày, cung điện san sát, rộng rãi, xa hoa. Trong đại điện sâu nhất đang nâng ly cạn chén, bầu không khí náo nhiệt. Ngàn dặm ở phía trước chính là thiên cung thứ 9 của thần giáo chúng ta, cũng là tòa cuối cùng của một chuyến này. Lan Nặc muội muội, kiên nhẫn một chút, vui mừng chút. Đây đều là quá trình bình thường, mỗi lần có cổ tộc đệ tử đi ra khỏi Thánh Sơn, những người phía ngoài chúng ta đây đều sẽ mang theo đến thiên cung các nơi đi dạo, nhận biết cung chủ cùng trưởng lão các cung, để tránh tương lai gặp mặt còn không biết. Một nam tử trẻ tuổi khôi ngô cao lớn, dáng dấp hiên ngang, xõa tóc dài, nhiều hơn mấy phần hào hùng cùng uy nghiêm. Bái phỏng xong thiên cung thứ 9, chúng ta sẽ về thần giáo. Giáo chủ, các vị giáo tông cũng đều chờ thấy các ngươi. Làm phiền Đông Hoàng huynh trưởng. Lan Nặc mặc áo trắng, xinh đẹp tuyệt trần. Tư thái cao gầy linh lung chập trùng, da thịt trắng nõn như ngà voi, con mắt sáng tỏ, ánh mắt lấp lóe, có vẻ đẹp thánh khiết siêu phàm thoát tục. Ai, một đường, vẫn khách khí như vậy. Mặc dù chúng ta không cùng họ tên, nhưng đồng căn đồng nguyên, đều là người một nhà. Người có thể trực tiếp gọi ta là Đông Hoàng Lăng Tuyệt, cũng có thể gọi là Lăng Tuyệt ca ca. Nam tử cởi mở cười nói, chỉ là ánh mắt sáng tỏ lại lăng lệ, lộ ra khí thế bức người. Lan Nặc mỹ lệ làm rung động lòng người, giống như đóa hoa sen trắng noãn để cho người ta mê say, nàng cười nhạt mà nói. Có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Ta nghe nói, kỳ thật thần giáo còn có tòa thiên cung thứ 10. Lần này không cùng lúc đi qua nhìn một chút. Tòa thứ 10. Ánh mắt Đông Hoàng Lăng Tuyệt rõ ràng hơi ngưng tụ, sau khi liếc mắt ở hai bên, mới cười nói. Cái ngươi nói kia không tính là thiên cung, chỉ là chi nhánh nho nhỏ, thuộc về thiên cung thứ 9 quản thúc. Chúng ta đến thiên cung thứ 9 xong, về thần giáo trước, chờ tương lai có cơ hội, các ngươi lại có hứng thú, đi qua cũng không muộn. Bây giờ chúng ta rất có hứng thú. Khuôn mặt Lan giận lạnh lẽo cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, như đao gọt búa bổ, thân thể thẳng tắp lộ ra khí tức điêu luyện. Nữ tử lãnh diễm bên cạnh Đông Hoàng Lăng Tuyệt thản nhiên nói. Nơi đó không phải thiên cung, chỉ là thương hội giao dịch vật phẩm. Vị trí chỗ kia rất đặc thù, không phải nói đi đến thì có thể đi đến. Nếu các ngươi quả thật có hứng thú, trở lại thần giáo để cho người khác mang các ngươi đi qua. Huynh muội chúng ta tiếp nhận chỉ lệnh mang các ngươi đến khắp 9 tòa thiên cung, không có nói tới nơi khác, mà thời gian chuyến này có hạn chế, còn xin thông cảm. Không phải thiên cung, lại đáng để cung chủ thứ 9 tự mình tọa trấn. Lan giận không có nhả ra, ánh mắt cũng không thân thiện. Bất luận là Di Lạc cổ địa trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn, hay là thần giáo phía ngoài, từ khi bắt đầu đến bây giờ đều là hai đại tộc liên hợp khống chế. Một là Đông Hoàng thị tộc, một là họ Lan thị tộc. Hai bên thông hôn lẫn nhau, có thể nói là đồng căn đồng nguyên,
tại Di Lặc cổ địa cũng là cùng tiến cùng lui, nhưng đã đến thần giáo bên ngoài, bởi vì thế lực lớn, người của nhiều, lợi ích phức tạp, ở giữa hai họ tộc liền bắt đầu cạnh tranh. Bắt đầu từ mấy trăm năm trước, Đông Hoàng thị tộc tấp nập sinh ra huyết mạch cường đại, dần dần áp chế Lan thị tộc. Cho đến khi đời trước, Lan gia rốt cuộc cũng đoạt được vị trí tộc trưởng tại Di Lặc cổ địa, cũng tại thế hệ này bồi dưỡng được Lan Nặc và số lượng lớn tinh anh, cho nên thời điểm rời khỏi cổ địa liền được ký thác kỳ vọng. Tại thời điểm tuần sát tất cả thiên cung, người phụ trách của họ Lan thị tộc cũng đều bắt đầu mịt mờ nhắc nhở bọn hắn phải cảnh giác tộc nhân Đông Hoàng. Trong đó, cung chủ thiên cung thứ 7 tại lúc tiễn biệt bọn hắn đã tự mình đề điểm qua một câu. Nhân cơ hội này, đến thiên cung thứ 10 nhìn, nơi đó một mực bị Đông Hoàng thị tộc khống chế, nơi đó có bí mật lớn. Đáy mắt Đông Hoàng Lăng Tuyệt hiện lên tinh quang, đoán được là ai đã nhắc nhở bọn hắn. Không phải ta cố ý không mang theo các vị đi qua, mà là nơi đó xác thực ở vào chỗ đặc thù, tên là Vương quốc Hắc Ám. Tình huống nơi đó rất phức tạp, mục đích thiên cung thứ 10 cũng chỉ là quan sát, sưu tập bảo bối đặc biệt ở nơi đó. Nếu như các ngươi không rõ tình huống, tùy tiện đi qua, rất có thể sẽ mang đến cho thiên cung thứ 10 phiền toái không cần thiết. Như vậy đi, chúng ta đến thiên cung thứ 9 bái phỏng, từ cung chủ nơi đó tự mình liên hệ thần giáo, do thần giáo quyết định các ngươi trở về, hay là đi vương quốc Hắc Ám. Như thế nào? Lan Nặc cười yếu ớt. Làm phiền các vị. Nữ tử bên cạnh Đông Hoàng Lăng Tuyệt hừ một tiếng, thấp giọng tự nói. Không biết tốt xấu. Lan Nguyệt lập tức đáp trả. Ngươi là điếc hay là ngốc, nghe không được mình đang nói cái gì, coi như chúng ta cũng không nghe thấy sao. Có thể nghe thấy, ha ha, vậy thì nghe cho rõ ràng. Các ngươi mới ra vẫn là nên ngoan ngoãn nhìn thế giới này một chút, hiểu rõ thần giáo chúng ta, không cần lấy mình gánh vác sứ mệnh bao lớn, cái gì cũng đều muốn đụng, cái gì cũng đều muốn ăn. Ta nhắc nhở các ngươi, có nhiều thứ, các ngươi không thể chạm vào, có nhiều thứ, các ngươi ăn không vô. Lăng Mộc, sao lại nói như thế? Chúng ta đều là người một nhà. Đông Hoàng Lăng Tuyệt sụ mặt quát tháo, tuy nhiên cố ý để đám nữ tử nói xong mới lên tiếng, sau đó cười với bọn người Lan Nặc nói xin lỗi làm lành. Tính cách muội muội ta cứ như vậy, còn xin đảm đương nhiều hơn. Người một nhà có thể nói ra lời như vậy, không phải không có giáo dưỡng, chính là đầu có vấn đề. Ta đề nghị nàng đời này đừng lấy chồng, miễn cho người ta cười chê. Lan Nguyệt ngồi xuống, lại hừ một tiếng với Đông Hoàng Lăng Mộng. Lan Nặc cũng mỉm cười nói xin lỗi. Tính cách muội muội ta cũng không tốt lắm, còn xin đảm đương. Lòng dạ Đông Hoàng Lăng Tuyệt rất sâu, không buồn cũng không giận, cười nói. Chúng ta vẫn nên trò chuyện việc khác. Lan Nặc muội muội, ta nghe nói các ngươi từ trong tộc mang theo rất nhiều bảo bối đi ra. Lúc nào để cho chúng ta kiến thức một chút? Lan Nặc nói. Chờ trở lại thần giáo, chúng ta tự sẽ biểu hiện ra. Xem trước một chút, đừng để đến lúc đó trực tiếp bị các trưởng bối thu lên, những hậu bối chúng ta đây ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Chúng ta đã nhận chủ. Ha ha, các ngươi khả năng không hiểu rõ tình huống thần giáo. Những năm gần đây, đối với linh bảo đến từ trong cổ tộc, bất kể có nhận chủ hay không, đều cần giao lại cho giáo chủ. Do giáo chủ xem tình huống quyết định, là bỏ vào bảo các, hay là thưởng cho người khác. Lần này, không giống như thế. Trong sa mạc, hỏa diễm huyễn điểu nhìn qua chiến thuyền biến mất ở bầu trời phương xa, mới thở phào nhẹ nhõm. Lại đem vũ khí chế tạo thành chiến thuyền, thế lực của bọn hắn là ở đại dương sao? Đại dương ở thế giới này hẳn là sẽ rất bao la. Lúc nào đó rảnh rỗi thì tới đó đi dạo. Đến giữa trưa, rốt cuộc Khương Phàm cũng hoàn thành biến đổi. Trái tim khai phách ra huyết hải, chiếm cứ mênh mông khí tức sinh mệnh. Bản thân, đầu tiên xếp bằng ở trong huyết hải, giống Khương Phàm như đúc, thật giống như đã dựng dục ra một hắn mới. Linh nguyên trong khí hải trở nên mơ hồ, sinh ra giao hòa vi diệu với linh hồn. Hỏa diễm huyễn điểu rơi xuống trước mặt Khương Phàm. Cảm giác gì? Có cảm giác ta là yêu. Khương Phàm cười nói. Linh nguyên bắt đầu giao hòa cùng linh hồn, mang ý nghĩa hắn thật sắp biến thành yêu. Hắc hắc, giai đoạn linh hồn cứ như vậy, chờ vượt qua sinh tử cảnh, người sẽ trở về bản thân chân chính, sau đó tự do chuyển hóa giữa con người và yêu thú. Ngươi hiểu rõ cũng không ít nhỉ. Đúng thế, điều ra ta rất bác học. Tại thời điểm Vĩnh Hằng Thánh Sơn không có mở ra, đám người Lan Nặc kia đều lịch luyện trong rừng rậm,
nó thường xuyên vụng trộm đi theo gần đó nhìn lén, nghe lén. Chính là đợi vào lúc này, nó và bọn người Lan Nặc quen thuộc. Chỉ là còn không có trở thành bằng hữu, đã biến thành kẻ địch. Đi thôi, về thánh địa. Khương Phàm dùng sức nắm chặt nắm đấm lại, trận đột phá này quá đáng giá. Xuất hiện tinh huyết kim hoàng, đại diệu thiên kinh tới gần tứ trọng thiên, năng lực khôi phục tăng cường hơn rất nhiều. Biến đổi linh văn, trở thành chí tôn thánh văn, còn thành công lắng đọng, bản thân, đầu tiên, có thể tại thời khắc tất yếu hiện ra sức chiến đấu gấp 2 lần. Hỏa diễm huyễn điểu lại cười hắc hắc. Từ nơi này đến vô hồi thánh địa các ngươi, hẳn là có đến mấy chục vạn dặm. Khoảng 50 vạn dặm. Chúng ta từ Tây Bộ chạy đến Bắc Bộ là hơn 200.000 dặm, dùng hơn một tháng. 50 vạn dặm này, chỉ sợ phải mất 3 tháng. Ngươi muốn nói cái gì? Đi dạo khắp nơi thôi. Vô hồi thánh địa có một nơi chơi rất vui, tên Vương quốc Hắc Ám, ta mang ngươi tới đó đi dạo. Phải trong vòng nửa tháng ta phải trở về báo bình an. Đường đường là một nam tử, nhớ nhà như thế. Chỉ nửa tháng, không phải vậy chính ta đi vòng vo, nếu như đụng phải nam tử thích hợp hơn, người phải mất đi ta. Khương Phàm dở khóc dở cười. Chúng ta vẫn tiếp tục đi về phía nam, đụng phải chỗ chơi tốt liền dừng lại. Ha ha, tốt tốt tốt. Hỏa diễm huyễn điểu không có yêu cầu cao khác, nó chính là muốn tranh thủ thời gian tìm chỗ như thành thị. Cảm nhận khói lửa thế giới bên ngoài một chút, xác định nó đã thật rời khỏi không gian nhỏ bé kia. Khương Phàm lấy áo bào trắng đan sư trong thanh đồng tiểu tháp ra, khoác lên người, đắp lên áo choàng. Ngươi chờ ta, xuất phát. Ngươi thay bộ y phục này làm gì? Nhìn có khác gì đâu. Thế giới loài người tôn trọng luyện đan sư, ta mặc như thế sẽ tránh cho rất nhiều phiền phức. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ tham quan, không gây chuyện. Khương Phàm rơi xuống trên thân tặc điểu, ngồi xếp bằng minh tưởng, tiếp tục tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền trong đầu. 10 ngày sau, qua, đây là thành thị sao? Thật là đồ sộ, những nơi khác đều là thành thị xây ở trong rừng rậm, đây là rừng rậm xây ở trong thành thị. Tặc điểu kích động hô to, hai con mắt đều nhấc lên hỏa diễm. Khương Phàm thức tỉnh, đứng dậy ngắm nhìn thành thị phía trước. Phạm vi quá lớn, những con sông răng khắp nơi. Dãy núi chập trùng, núi lớn kình thiên. Kiến trúc thành thị cơ hồ bao phủ ở trong đó. Nếu như không phải bên ngoài là tường thành bao la hùng vĩ to lớn vây quanh, rất khó xác định được đó chính là tòa thành thị. Đại thủ bút, tường thành này cao khoảng ngàn mét đi, vòng ra một mảnh lớn như vậy, phải xây bao nhiêu năm mới xong chứ? Ngươi nhìn pho tượng phía sau tường thành kia đi, cao hơn tường thành nhiều như vậy, hẳn là khoảng 2.000 mét đi. Bọn chúng tay trái nâng thuẫn, tay phải cầm mâu, khí thế thật là mạnh, giống như là người khổng lồ còn sống trấn thủ tường thành, bảo vệ sơn hà. 1, 2, 3, bao nhiêu cái, đếm được không, mỗi tòa còn cách mấy vạn mét đi, vòng quanh tường thành một vòng thì phải có bao nhiêu tòa. Ngươi nhìn những con sông kia xem, răng khắp nơi, xuyên qua toàn bộ rừng mưa. Không, là đại thành. Tặc điểu kích động la to. Loại quy mô thành thị mênh mông rộng rãi này thật sự là quá rung động. Nơi này là cổ hoa hoàng thành. Trên khuôn mặt lãnh tuấn của Khương Phàm lộ ra thần tình phức tạp. Cổ hoa ơi cổ hoa, ta còn nhớ rõ ngươi. Một mực khác ở trong trí nhớ kiếp trước. Nơi này là hoàng thành. Xung quanh không có gặp thành phố lớn gì nhỉ. Cổ hoa hoàng triều đã từng là chí tôn hoàng triều, hưởng địa vị hoàng tộc. Sau khi gặp phải kịch biến, chỉ còn một tòa hoàng thành. Nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng bình ổn phát triển, lại lần nữa quật khởi, lấy một phần vùng đất, tôn vị hoàng tộc. Ngươi không phải không hiểu rõ phương Bắc sao, làm sao ngươi biết nơi này? Ta vẫn hơi hiểu biết đối với hoàng tộc. Thánh địa, hoàng tộc, khác nhau ở chỗ nào? Thánh địa là tồn tại đặc thù ở các nơi trên đại lục, bọn họ giữ vững trung lập tuyệt đối, phụ trách bảo vệ dân chúng. Tại thời điểm phát sinh đại nạn, hoặc có thể là thời điểm hoàng tộc bộc phát chiến tranh, bọn hắn phải đem hết khả năng, bảo vệ con dân bên trong địa vực. Hoàng tộc thì là thế lực cường tại nhất đại lục, bọn hắn vượt lên trên chúng sinh, có lực thống ngự cùng lực ảnh hưởng tuyệt đối tại một phương thực. Bọn hắn hưởng dụng tài nguyên quý giá nhất trên thế giới, cũng hưởng thụ lấy địa vị cao nhất trên thế giới. Hoàng tộc chính là mạnh nhất rồi. Có được thực lực siêu việt hơn thánh địa, chính là hoàng tộc. Nhưng trong hoàng tộc còn có cường đại hơn, bọn hắn có thể đăng lâm chiến trường bách tộc, có thể truy đuổi tài nguyên càng mạnh.
bọn hắn được xưng là Thiên Khải Hoàng Đạo. Thế giới bên ngoài quả nhiên bao la nha. Chúng ta đi thôi, lách qua nơi này. Vì sao, cổ thành lớn như vậy, không vào đi xem một chút? Phía trước còn có tốt hơn. Không được, ta muốn nơi này. Nơi này không được. Làm sao lại không được, chúng ta chỉ nhìn, có thể có nguy hiểm gì chứ? Khương Phàm do dự thật lâu, đắng chát cười một tiếng. Được rồi, đi dạo xong thì rời khỏi. Đúng rồi, đến phía trước, vào thành từ cửa thành. Loại thế lực cấp bậc này, bên ngoài đều có bình chướng bảo vệ, người đụng vào bình chướng chính là mạo phạm, nghiêm trọng là phải bị xử tử. Được rồi. Tặc điều nhấc lên liệt diễm, vọt mạnh đi qua phía trước. Cổ Hoa, Kiều gia. Khương Phàm than nhẹ. Trong trí nhớ kiếp trước, nơi này có một nữ hài nhi. Hắn cưới nàng, nàng yêu hắn, hắn thích nàng yêu tha thiết hắn. Một trận chiến đăng thiên kiều, hắn không thấy được nàng. Ngàn năm đã qua, nàng đã mai táng ở nơi nào, Kiều gia đã như thế nào? Hoàng thành, Đông Đại Môn. Tường thành bao la hùng vĩ, cao tới ngàn mét, do huyền thạch cứng rắn đắp lên, ánh sáng khuấy động minh mông năng lượng, hiển thị rõ bàng bạc cùng đại khí. Bất luận kẻ nào đứng ở phía trước, đều sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Trước cửa thành cũng có hai to lớn pho tượng đứng vững, giống trong tường thành mặt như đúc, cầm thuẫn nâng mâu, uy vũ phi phàm. Trấn thủ cửa thành, uy hiếp phương đông. Tuy nhiên bọn chúng cưỡi cự hổ uy mãnh như đá núi, tăng thêm mấy phần buông thả cùng chiến ý. Trước cửa thành, người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt, có tán tu, còn có thương đội bị dòng binh thị vệ bảo vệ, cũng có tử đệ đại tông môn phiệt. Qua, mau nhìn đi, là Kim Giác Phi Mã, anh Tuấn thật. Là người của Mục Gia, Kim Giác Phi Mã, chỉ có tử đệ trực hệ Mục Gia mới có tư cách cưỡi. Nhị công tử Mục Gia, Mục Vân Phi. Nơi xa đám người đột nhiên xuất hiện bạo động. Mười mấy con phi mã trắng tuyết như ngọc từ trên trời giáng xuống. Thu liễm hai cánh, ngẩng đầu đi đến cửa thành. Trên đỉnh đầu phi mã phía trước nhất có Kim Giác, sừng vàng cao ngạo ngửa đầu, tiếng hí to rõ mát lạnh. Một nam tử mặc áo bào trắng hoa lệ cưỡi trên người nó, trong tay cầm cây giáo, dáng người thẳng tắp, môi đỏ khẽ mím, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên ý lạnh, có khí tức tôn quý bẩm sinh. Số lượng lớn thị vệ cưỡi ngân giác phi mã bảo vệ thiếu niên tôn quý, cũng xua đuổi đám người chen chúc phía trước. Mục Vân Phi, Đại Thừa Thánh Văn, siêu cấp thiên tài Hoàng Thành, kiêu ngạo của Mục Gia. Quá đẹp rồi, áo bào trắng thật đúng là rất xứng đôi với khí chất của hắn. Nếu như có thể làm nữ tử của hắn, chết cũng đáng giá. Vân Phi công tử, nhìn nơi này, Vân Phi công tử. Vân Phi công tử, ban thưởng ta hài tử đi. Đám người bạo động, số lượng lớn thiếu nữ hoa si say mê. Tặc điểu biến thành hỏa hồ, đứng trên vai Khương Phàm, nhìn ra xa. Cô nương bên ngoài thật thoải mái nha. Khương Phàm khẽ nói. Mục gia, có lẽ còn là một trong cửu đại gia tộc của Cổ Hoa. Cửu đại gia tộc Cổ Hoa. Cửu đại gia tộc Cổ Hoa là lực lượng trung kiên của Cổ Hoa Hoàng Thành, phụ tá Hoàng Thất, trấn thủ Hoàng Thành. Thời điểm lúc trước khi Hoàng Triều xuống dốc, bọn hắn làm bạn ở hai bên Hoàng Thất, sau khi Hoàng Thành quật khởi, cũng không thể bỏ qua công lao của bọn hắn. Tiếng gáy to mát lạnh vang vọng trời cao. Số lượng lớn sư thứ thú phá tan mây mù, sau khi xoay quanh vài vòng đã vọt tới trước Đông Đại Môn cửa lớn hướng đông. Bọn chúng oai hùng thần tuấn, cố ý huy động hai cánh, nhấc lên cuồng phong, con mắt hung hãn hiện ra ánh sáng màu hồng nhìn đám người xung quanh. Đám người hốt hoảng lui lại, trực tiếp nhường ra 300-500 mét. Sư thứ thú liên tục gáy to, sau đó mới thu liễm hai cánh, nện bước tráng kiện đi đến Đại Môn. Trên lưng mỗi con sư thứ thú đều cưỡi thân ảnh điêu luyện, bọn họ mang áo choàng và mặt nạ thép màu đen, nhìn không ra bộ dáng. Sư thứ thú của gia tộc Trung Ly. Là ai trở về rồi? Không biết, hình như tử đệ Trung gia đều trở về. Không đúng, hình như Trung Ly Dịch không có trở về. Hẳn là hắn. Đám người nhỏ giọng nghị luận, không dám mạo hiểm phạm. Có người tò mò hỏi. Là xảy ra chuyện gì sao? Những tử đệ thế gia này sao đều trở về rồi? Người bên cạnh nói. Ngươi không biết sao, thi đấu bài vị của cửu đại gia tộc tộc 35 năm một lần sắp bắt đầu. Các đệ tử của cửu đại gia tộc tộc ở bên ngoài đều trở về, gần đây trong hoàng thành náo nhiệt ghê gớm. Đây lại là cái gì? Tặc điểu hiếu kỳ.
thi đấu bài vị cửu tộc, cổ hoa vẫn còn tiếp tục. Khương Phàm tự nói hai tiếng, mới nói. Bắt đầu từ 1.800 năm trước, cổ hoa hoàng thành một lần nữa đưa thân lên hàng ngũ thương huyền hoàng tộc, địa vị vững chắc, bên ngoài không có tai họa ngầm gì, nội bộ lại bắt đầu cạnh tranh. Cửu đại gia tộc không phục lẫn nhau, đều nguyện ý tranh xếp hạng 1-2-3, thể hiện rõ ràng địa vị của mình cao hơn, thực lực mạnh hơn. Hoàng thất cổ hoa vì để tránh cho ở giữa các tộc bởi vì cạnh tranh mà náo ra nhiễu loạn, ảnh hưởng tới đoàn kết liền dùng biện pháp này tương đối ổn thỏa, luận võ bài vị. Cách mỗi 35 năm một lần, đại tân sinh các gia tộc an bài hiện ra thực lực, lấy tiềm lực đại tân sinh ước định tiềm lực các gia tộc, tiến hành sắp xếp địa vị. Có thể là bởi vì kiếp trước Khương Phàm trước khi chết đều không có đợi đến sự xuất hiện của nàng nên đã sinh ra chấp niệm mãnh liệt, cho nên đã lưu lại trong trí nhớ rất nhiều tình huống liên quan tới cổ hoa. Đến nơi này, những ký ức kia đều cuồn cuộn đi ra. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy, giống như kiếp trước, vào một sáng sớm kia, hắn đi đến đại môn cổ hoa hoàng triều. Hết thảy, lại là lạ lẫm như vậy, ngàn năm đã qua, cảnh còn người mất. Hình như chúng ta đã gặp phải trò hay rồi. Tặc điều kích động, nhìn xung quanh vài vòng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tập trung vào một nữ tử trước mặt. Luận võ không có gì có thể xem, chúng ta đến bên trong đi một vòng liền đi. Khương Phàm thuận dòng người đi về trước, đụng đụng tiểu hồ ly. Nghe không, đừng giả ngốc. Tiểu hồ ly như tên trộm nhìn qua phía trước. Ngươi nhìn nữ hài nhi kia, bên trái đằng trước, mặc váy màu xanh. Thế nào? Chen đi qua, thừa dịp nhiều người, sợ hai cái. Khương Phàm dở khóc dở cười. Có phải ngươi coi ta là lưu manh hay không? Ai bảo ngươi sợ, ngươi chỉ cần chen đi qua, ta thừa cơ chút, nàng hẳn là sẽ ôm ta qua. Hắc hắc, trung thực làm hồ ly đi, chúng ta tùy tiện đi dạo, không phải đến vui chơi. Ta nhìn chúng cô nàng kia, bộ dáng người quá phù hợp yêu cầu của ta. Bên cạnh nữ hài nhi kia có rất nhiều thị vệ, khí thế đều rất mạnh, ngươi chớ làm loạn. Khương Phàm vừa nói xong, tiểu hồ ly đã vèo chạy qua, chen chúc trong đám người xảo diệu xen kẽ, vây quanh phía trước nữ hải nhi. À, tiểu hồ ly thật đáng yêu, nhà ai, bị mất sao? Nữ hải nhi xinh đẹp đáng yêu, con mắt vừa sáng lại lớn, ngạc nhiên nhìn tiểu hồ ly, thất kinh, trong nhóm người trước mặt. Tiểu hồ ly, vô cùng đáng thương, quay đầu nhìn nàng một chút, đôi mắt to ngập nước. Chủ nhân ngươi đâu? Nữ hải nhi đi nhanh mấy bước. Đưa tay muốn ôm lên. Tiểu thư, chớ đụng lung tung. Thị vệ trước mặt tranh thủ thời gian ngăn lại. Nó khẳng định là bị lạc, ngươi nhìn đi, đều bị dọa sợ thế này. Nữ hài nhi không để ý khuyên can, đã trực tiếp ôm lấy tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cố ý, run rẩy, thân thể, dáng vẻ giống như rất sợ sệt. Tiểu khả ái, ngươi thật đẹp, ta tên Kiều Vi Nhi. Nữ hài nhi xinh đẹp đáng yêu, ôm tiểu hồ ly vào trong lòng. Tiểu hồ ly giả bộ như sợ sệt, gạt ra lồng ngực của nàng, nhẹ nhàng run run, cảm nhận được nở nang co giãn. À, dễ chịu. Hi hi, tiểu gia hỏa hình như rất thích ta. Nữ hài nhi mừng rỡ nhìn bọn thị vệ ở hai bên khoe khoang. Tiểu thư, nó hẳn không phải là vật vô chủ. Bọn thị vệ có một số là cảnh giác, con hồ ly này nhìn chỉ là đáng yêu, nhưng khí tức rất mạnh, chỗ trán lại còn có kim mân phức tạp, giống như là mặt trời. Đây là tiểu hồ ly nhà ai? Nữ hài nhi giơ tiểu hồ ly lên, hô to với xung quanh. Bọn thị vệ dở khóc dở cười, đã nói xong phải chú ý ẩn nấp đâu. Đây không phải là tam tiểu thư Kiều gia à? Kiều Vi Nhi, hòn ngọc quý trên tay gia chủ Kiều gia, trước đây ít năm được đưa đến Trục Lộc Thư viện phương Bắc. Nàng là Kiều Vi Nhi, đều lớn như vậy, thật xinh đẹp, không hề kém so với hai tỷ tỷ kia của nàng. Đám người nhao nhao nghị luận, cũng mở cho cái lối đi, thẳng tới chỗ cửa thành. Kiều gia là một trong cửu đại gia tộc cổ hoa, địa vị cao cả, thực lực cường đại. Thế hệ này mặc dù có một nam ba nữ, âm thịnh dương suy, nhưng từng người đều thiên phú phi phàm, không có đọa uy danh Kiều gia. Nơi xa có người nói, không phải Kiều gia tuyên bố từ bỏ luận võ bài vị năm nay sao, làm sao còn triệu hồi Kiều Vi Nhi về. Người bên cạnh hạ giọng. Trường sinh đại điển, trăm năm một lần của Kiều gia vừa vặn đúng dịp với, thi đấu bài vị, hoàng thành 35 năm một lần. Bọn hắn càng coi trọng trường sinh đại điển,
cho nên tuyên bố rời khỏi luận võ, nhưng loại chuyện này khó đó nói không tham gia liền không tham gia. Hoàng thất tựa như đã tự mình ra mặt, mời bọn họ đúng hạn tham gia, dù là đi ngang qua sân khấu một chút. Thế sao, trách không được gần đây Hoàng thành tụ tập rất nhiều luyện đan sư. Ha ha, Kiều gia đang toàn lực mời chào luyện đan sư, những nhà khác lại nghĩ đến biện pháp quấy rối. Hoàng thành mấy ngày nay rất náo nhiệt nhỉ, luận võ còn chưa bắt đầu liền đã minh tranh ám đấu. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng dính đến cửu đại gia tộc, thanh âm đều ép tới rất thấp. Kiều Vi Nhi liên tục hô ba lần. Đây là tiểu hồ ly của ai? Khương Phàm đứng tại cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn tiểu cô nương xinh đẹp động lòng người phía trước, lại chậm chạp không có trả lời. Kiều gia, trùng hợp như vậy sao? Kiếp trước, từng gặp được nàng ở trước cửa. Kiếp này lại đang trước cửa gặp được nữ hài nhi Kiều gia. Là trùng hợp, hay là số mệnh? Ta dẫn nó về Kiều gia trước, nếu như chủ nhân tìm kiếm tiểu hồ ly, còn xin chuyển cáo đến Kiều gia nhận lãnh. Trực tiếp báo tên Kiều Vi Nhi ta là được rồi. Kiều Vi Nhi nở nụ cười ngọt ngào, ôm tiểu hồ ly đi đến cửa thành. Bọn thị vệ bất đắc dĩ, lắc đầu đuổi theo. Tiểu hồ ly thò đầu một cái, ánh mắt ra hiệu Khương Phàm tranh thủ thời gian tới. Tam tiểu thư, ngài trở về. Chỗ cửa thành, lão nhân Kiều gia chờ ở nơi đó sau khi thấy được nàng liền bước nhanh ra đón. Hắc bá, đã lâu không gặp. Hi hi, ta vừa nhặt được con tiểu hồ ly, đáng yêu không? Kiều Vi Nhi vuốt ve tiểu hồ ly, vui mừng hôn nó một chút. Tiểu hồ ly thoải mái nheo mắt lại, cảm giác tuyệt vời. Lão nhân không có tâm tư để ý tới cái này, bất mãn nhìn bọn thị vệ mấy lần, không phải đã nói điệu thấp làm việc sao? Hắn lộ ra nụ cười thản nhiên, thúc giục Kiều Vi Nhi. Trong nhà đều đang đợi ngài, chúng ta nhanh về nhà. Các tỷ tỷ đều trở về sao? Kiều Vi Nhi đụng cái mũi nhỏ ướt át của tiểu hồ ly, lại chạm nhẹ đường vân màu vàng trên trán nó, càng xem càng thích. Đều trở về. Lão nhân đang muốn mang theo Kiều Vi Nhi về thành, bỗng nhiên chú ý tới Khương Phàm cách đó không xa. Vị đan sư kia, người cũng là đến báo danh. Báo danh. Khương Phàm nhìn trái phải một cái, giống như chỉ có mình là luyện đan sư. Ngươi là Thánh Linh Văn. Lão nhân mẫn cảm phát giác được khí tức Linh Văn thiếu niên. Đám người trước cửa đồng loạt nhìn sang, trong ánh mắt không tự chủ được mà toát ra mấy phần kính sợ. Thánh Linh Văn luyện đan sư. Loại nhân vật này làm sao lại tự đi một mình? Nếu đã gặp vậy liền cùng đi thôi. Lão nhân chào hỏi Khương Phàm. Ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ đi qua nơi này, không phải đến báo tên gì cả. Kiều gia chúng ta gần đây đang mời chào luyện đan sư, sau đó sẽ có thâm tạ. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác, có thể theo ta đi qua hay không? Ta kỳ thật còn có chuyện khác. Ha ha, chỉ trì hoãn mấy ngày, xin mời. Lão nhân không để ý đến Khương Phàm đang cự tuyệt, tự mình đi mời. Khương Phàm nhìn mọi người đều đang nhìn hắn, bất đắc dĩ đuổi theo. Khương Phàm đi đến cửa thành, leo lên xe kéo chờ đợi ở nơi đó. Tiểu hồ ly vụng trộm nháy mắt mấy cái với Khương Phàm, thoải mái nằm trong ngực Kiều Vi Nhi, hưởng thụ phần ấm áp cùng mùi thơm kia. Nữ hài nhi này quá mềm mại, giống như làm bằng nước. Kiều Vi Nhi nhẹ vỗ về tiểu hồ ly, thuận miệng hỏi Khương Phàm. Ngươi là luyện đan sư sao, ta tên Kiều Vi Nhi. Ngươi là... Khương Phàm. Khương Phàm ngồi xuống, nhưng vẫn có một chút do dự. Ngươi đến từ chỗ nào? Ta dạo chơi bốn chỗ, không có chỗ ở cố định. Ngươi là Thánh Linh Văn luyện đan sư, không có gia nhập thế lực sao gì? Ngay cả lão nhân đều thật bất ngờ. Ta có sư phụ, nhưng chúng ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Lão nhân giật mình, đây hẳn là một vị truyền nhân được đan sư ẩn thế nào đó bồi dưỡng. Có thể giữ Thánh Linh Văn ở bên cạnh, chắc hẳn vị lão tiền bối kia cũng không đơn giản. Không biết sư tôn của ngươi. Ngươi đã không xuất thế rất nhiều năm. Phẩm cấp đan dược ngươi có thể luyện. Đan dược ngũ phẩm. Ngươi biết Trường Sinh Đại Điển không? Thật có lỗi, chưa nghe nói qua. Trong trí nhớ Khương Phàm có các loại tình huống của Kiều gia, duy chỉ có không có Trường Sinh Đại Điển gì cả. Trường Sinh Đại Điển của Kiều gia là luyện đan đại điển, luyện chế là đỉnh cấp thánh đan, Trường Sinh Đan. Người bị trọng thương ngã gục, có thể khởi tử hồi sinh, tái tạo cơ thể, khôi phục đỉnh phong. Người ở tuổi xế chiều có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng,
ngắn thì mấy chục năm, lâu là trên trăm năm. Lão nhân nhắc đến trường sinh đan, không tự chủ được hết thân thể lên, trong đôi mắt tang thương đều hiện lên sáng rực. Trường sinh đan là đỉnh cấp thánh đan, có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng. Đối với một số thế lực mà nói, nếu như có thể kéo dài tính mạng cho lão tổ tông, không chỉ có thể giữ vững trấn nhiếp với bên ngoài, cũng có thể tại thời điểm gặp phải nguy cơ, xuất hiện bảo vệ bọn hắn. Cũng chính là bằng vào đan dược này, Kiều gia tại Hoàng Thành thậm chí thiên hạ, đều được hưởng danh vọng cực lớn. Trường sinh đại điển bắt đầu có từ ngàn năm trước đó. Bởi vì cần vật liệu vô cùng khan hiếm, trường sinh đại điển cách mỗi trăm năm mới có thể tổ chức một lần, mà cần số lượng lớn luyện đan sư phối hợp. Mỗi khi đến lúc này, luyện đan sư trong Hoàng Thành đều sẽ tụ tập tới Kiều gia, rất nhiều luyện đan sư phía ngoài đều sẽ mộ danh mà tới. Tự mình tham dự trong đó, tự mình chứng kiến trường sinh đan ra lò. Tuy nhiên, bởi vì can hệ đến việc trọng đại, mỗi vị luyện đan sư muốn tham dự, linh văn ít nhất là lục phẩm, kỹ nghệ luyện đan ít nhất là ngũ phẩm, mà nhất định phải ký hiệp nghị, trong lúc luyện đan đó phải toàn lực ứng phó, tiếp nhận điều động, không được quấy rối, nếu không sẽ trực tiếp xử tử. Nghiêm trọng như vậy, Khương Phàm khẽ nhíu mày, bắt đầu từ ngàn năm trước. Trường sinh, dù sao cũng trăm năm mới có một lần, không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Trường sinh đại điển bắt đầu từ lúc nào? Ngàn năm trước, mỗi lần đều có thể thành công. Trước đó cử hành qua 9 lần, thành công 7 lần. Luyện ra trường sinh đan, là các ngươi tự mình dùng, hay là đưa ra ngoài? Cái này, là bí mật. Khương Phàm trầm mặc một lát, nói. Ta không tham gia. Vì sao, luyện chế trường sinh đan là cần số lượng lớn luyện đan sư cùng nhau tham dự thánh đan, bỏ lỡ cơ hội này, khả năng cả đời này của ngươi đều không gặp được. So với cái kia, ta càng sợ chết hơn. Sư phụ ta bồi dưỡng ta lớn như vậy cũng không dễ dàng, ta sợ biểu hiện không tốt, bị các ngươi chặt. Khương Phàm không đợi lão nhân ngăn cản liền xốc lên vải mành, nhảy xuống. Hắn đi rồi. Kiều Vi Nhi lắc đầu. Luyện đan sư mặc dù địa vị tôn quý, nhưng so với võ giả vẫn thiếu chút dũng khí cùng tư thái. Người này tuổi còn trẻ, vậy mà nói ra sợ chết, còn cười nói, đơn giản là không biết xấu hổ. Đáng tiếc. Lão nhân lắc đầu. Đáng tiếc cái gì, hắn sợ chết thì cứ để hắn đi chứ sao. Trường sinh đại điển lần này, chúng ta rất thiếu luyện đan sư. Bởi vì Kiều gia chưa từng luyện chế trường sinh đan cho các nhà khác trong Hoàng Thành, cho nên các gia tộc lần này quyết định quấy rối, không chỉ có trắng trợn cướp đoạt luyện đan sư trong Hoàng Thành, còn ở bên ngoài ngăn cản luyện đan sư khác vào thành. Bọn hắn thậm chí nhận được tin tức, các gia tộc đã cùng một ít luyện đan sư thông đồng, cố ý quấy rối trên trường sinh đại điển. Cho nên cho đến bây giờ, Kiều gia còn không có gom góp được luyện đan sư cần thiết cho trường sinh đại điển. Nhưng, những chuyện này không phải hắn cai quản, nhiệm vụ của hắn là đem Kiều Vi Nhi an toàn trở về gia tộc, tránh cho bị người của gia tộc khác quấy rối. Kiều Vi Nhi đùa giỡn với tiểu hồ ly, thuận miệng hỏi. Thi đấu bài vị lần này, chúng ta rốt cuộc vẫn không tham gia. Gia chủ đối với biểu hiện gần đây của các tộc vô cùng tức giận, không chỉ có quyết định tham gia, còn muốn toàn lực ứng phó. Ta và các tỷ tỷ đều đi. Không chỉ là các ngươi, còn có Chi Thứ, tỷ phu của ngươi, Phượng Bảo Nam. Lão nhân lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào. Ngươi là ai, làm sao lại từ trên xe Vi Nhi đi xuống? Một đám người từ con phố dài náo nhiệt đi tới, tư thái phách lối ngăn cản đội xe. Một nam tử tuấn Mỹ gầy gò quệt miệng, cau mày, ánh mắt bất thiện đánh giá Khương Phàm. Người qua đường. Sau khi Khương Phàm nhảy xuống xe, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, người qua đường có thể tùy tiện ở trên xe tiểu thư Kiều gia. Kiều Vi Nhi lúc nào tùy tiện như vậy? Khương Phàm cười khẽ, không rảnh để ý. Nam tử phất tay, bọn thị vệ bên cạnh lập tức đứng trước mặt hắn, cảnh cáo nói. Để cho ngươi đi chưa, sao ngươi lại dám đi? Ta là luyện đan sư. Khương Phàm giật giật bạch bào của mình. Kiều gia mời chào ngươi rồi. Bọn thị vệ đánh giá hắn. Ta không có nhận. Khương Phàm còn muốn rời khỏi. Chậm đã, chúng ta nói, để cho ngươi đi, ngươi lại đi. Nam tử nói. Ngươi không có nhận lời mời. Thật không có. Ha ha, ngươi thông minh đấy. Đi theo ta. Đến đường ra chúng ta ở vài ngày. Tạ ơn có ý tốt, ta xin nhận.
Ai có ý tốt, cùng ta về đường ra, trước khi Kiều gia kết thúc luyện đan, người thành thật ngốc ở đó cho ta. Khương Phàm lắc đầu nói. Ta chỉ tới đây tùy tiện đi dạo, không muốn xen vào chuyện của các ngươi, cũng không muốn gây chuyện. Thiếu niên đều chẳng quan tâm phản ứng của hắn, trực tiếp phất tay với thị vệ. Mang đi. Bọn thị vệ đi đến chỗ Khương Phàm. Gần đây luyện đan sư đi đến Hoàng Thành chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đến Kiều gia, tham gia trường sinh đại điển, hoặc là đến chỗ khác, thành thành thật thật đợi. Không có lựa chọn thứ ba. Khương Phàm bất đắc dĩ, đem mình ăn mặc thành luyện đan sư, rốt cuộc lại vẫn không ít đi phiền toái, ai biết lại đâm đầu vào phiền toái. Đi thôi, chúng ta đưa ngươi đi đến đường ra. Nếu ngươi thức thời, có ăn có uống có nữ tử, nếu ngươi không hiểu chuyện, rất có thể sẽ không ra được khỏi cửa đường ra. Một thị vệ đưa tay bắt lấy vai Khương Phàm. Thả ta ra. Khương Phàm nhìn bàn tay trên vai mình. Cái gì? Thả ta ra. Ta không muốn đánh luyện đan sư, nhưng ngươi đừng không biết tốt xấu. Theo chúng ta, thị vệ không những không buông ra, ngược lại còn dùng sức nắm chặt. Khương Phàm quay đầu nhìn hắn. Buông tay. Không thả, a. Thị vệ vừa muốn mở miệng, Khương Phàm đột nhiên run vai chấn mở hắn, quay người một phát bắt được đầu của hắn, nâng đầu gối hung hăng đánh một kích. Răng rắc. Mũi thị vệ liền gãy, máu tươi phun tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên con phố dài. Ngươi! Các thị vệ khác bỗng nhiên biến sắc, kinh hãi lùi lại hai bước. Đây là luyện đan sư sao? Nào có luyện đan sư tàn bạo như thế? Ta không muốn gây chuyện, nhưng ta cũng không sợ chuyện. Các ngươi, đã hiểu ý của ta. Khương Phàm chỉnh lý lại bạch bào, quay người muốn rời khỏi. Ngươi dám tổn thương thị vệ đường ra. Các thị vệ khác liên tiếp bừng tỉnh, kích hoạt linh văn, gào thét lao đến Khương Phàm, mình mông năng lượng mãnh liệt mà ra. Nhưng, Khương Phàm lại vung ra từng tàn ảnh, trước một bước vọt tới trước mặt bọn hắn, một người một quyền, đánh đến ngực, toàn bộ đều bị đánh bay mấy chục mét. Nam tử quá sợ hãi. Ngươi là luyện đan sư, lừa gạt ai đây, bắt lại cho ta. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Bọn thị vệ liên tiếp đứng lên, ngưng tụ võ pháp, vây khốn Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn liệt diễm, ngưng tụ hỏa dực, phóng lên tận trời, rời khỏi nơi này. Đuổi. Bọn thị vệ tức giận. Các ngươi đuổi theo đi, nhưng nếu Đường Tư Minh có chuyện gì ngoài ý muốn, người nào chịu trách nhiệm? Hắc Bá mang theo Kiều Vi Nhi từ trên xe kéo đi xuống. Bọn thị vệ liên tiếp dừng lại, sắc mặt rất khó nhìn, nhìn về công tử bọn hắn. Đường Tư Minh ngăn bọn thị vệ lại, lộ ra một nụ cười, bên trong ánh mắt sáng ngời đều là Kiều Vi Nhi xinh đẹp đáng yêu. Hai năm không gặp, Vi Nhi muội muội càng ngày càng xinh đẹp. Đường Tư Minh, ngươi ngăn ở nơi này làm gì? Kiều Vi Nhi ôm tiểu hồ ly, gương mặt xinh đẹp kéo căng ra, hai năm không gặp. Gia hỏa này vẫn để cho người khác chán ghét. Chờ ngươi đấy, muốn nhìn tiểu muội muội mà ta đã hai năm không gặp một chút, chỗ mã đến thế nào. Đường Tư Minh không chút kiêng kỵ đánh giá Kiều Vi Nhi. Có hứng thú, cùng ca ca tìm nơi tâm sự hay không? Không hứng thú, tránh ra. Hắc hắc, tiểu cô nương như ngươi đây luôn luôn thích nói dối lòng. Đi thôi, ca ca đã an bài tốt một nơi, chỉ có ngươi và ta. Cam đoan cho ngươi một đại lễ hoan nghênh khó quên. Lưu manh, mau tránh ra, ta muốn về nhà. Có phải lưu manh hay không, đến thử qua mới biết được. Ngươi cũng đã 16 tuổi, là thời điểm tiếp xúc với nam tử, ca ca ta kinh nghiệm phong phú, cam đoan để cho ngươi dễ chịu. Ngươi, Kiều Vi Nhi xấu hổ. Trên đường phố đám người hai mặt nhìn nhau, lời này đều nói cửa ra vào. Tuy nhiên, ngẫm lại thanh danh hoàn khố của Đường Tư Minh. Xác thực không có gì hắn không nói được. Đường Tư Minh, ngươi chớ quá mức, tránh ra. Hắc Bá nhíu mày. Cái tên hoàn khố này đã vậy còn nói chuyện quá không kiêng kỵ, rất có thể là Đường gia cố ý an bài đến làm bọn hắn buồn nôn. Lão gia hỏa, ngươi chỉ là một tên gia nô mà thôi, phách lối cái gì? Đường Tư Minh khinh thường hừ lạnh, quát tháo thị vệ. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mang Vi Nhi muội muội đi theo ta. Vi Nhi cô nương, mời. Bọn thị vệ Đường ra lộ ra hung tướng, trực tiếp vây lại. Các ngươi còn muốn cướp người. Kiều Vi Nhi tức giận. Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Hắc Bá không tiện trực tiếp ra tay với tử đệ trực hệ Đường ra,
muốn lôi kéo Kiều Vi Nhi trở lại trên xe. Còn muốn chạy, có thể, để Vi Nhi đi theo ta. Nếu không, ta xem các người có dám đè tới trên người ta hay không. Đường Tư Minh ngửa đầu ôm cánh tay, đứng phía trước xe kéo. Ngươi chính là tên vô lại. Kiều Vi Nhi rất phiền muộn, 2 năm không trở về, làm sao mới trở về liền đụng phải tên khốn này. Ta là dạng người gì, muội cần xâm nhập vào mới có thể hiểu rõ. Xâm nhập, hắc hắc, đi theo ta đi. Vô sỉ, hỗn đản. Kiều Vi Nhi đang muốn đi đến xe kéo, tiểu hồ ly bỗng nhiên từ trong ngực nàng nhảy đi xuống, chạy tới trước mặt Đường Tư Minh. Tiểu sủng vật của ngươi đều đã đến đây, ngươi còn chờ cái gì? Đường Tư Minh đưa hai tay nhấc tiểu hồ ly lên. Mau trở lại, hắn không phải người tốt. Kiều Vi Nhi sốt ruột. Ta là người tốt, người rất tốt, người nói, đúng không? Đường Tư Minh nâng tiểu hồ ly đến trước mặt, cười hắc hắc. Tiểu hồ ly híp mắt nhìn hắn, đột nhiên mở miệng ra to như cái chậu, răng rắc, cắn đầu Đường Tư Minh. Răng nanh khép kín, huyết thủy văng khắp nơi. Hai bên đường bỗng nhiên an tĩnh, tất cả mọi người đều trừng to mắt. Khó có thể tin được mà nhìn một màn đột nhiên xuất hiện kia. Tiểu hồ ly bỗng nhiên hất lên, trực tiếp cắn đầu Đường Tư Minh xuống, vài tiếng răng rắc, nhai nát nuốt sống, tiếp đó là liệt diễm nhấc lên khắp toàn thân, đem vết máu đốt sạch sẽ, khôi phục thành bộ dáng hồ ly đáng yêu. Phốc! Đường Tư Minh chỉ còn là thi thể không đầu quỳ trên mặt đất, máu tươi dâng trào. A a a, ngọa tào, nó ăn Đường Tư Minh. Hai bên đường sôi trào. Tất cả mọi người đều kinh hãi thét lên. Mặc dù Đường Tư Minh là hoàn khố lại vô lại, gây tai họa cho không ít người, nhưng lão phụ thân của hắn là gia chủ Đường gia đương đại. Xem như hắn gây tai họa cho mấy vạn nữ tử, cũng không có ai dám ở trong hoàng thành này làm bị thương hắn một cọng tóc gáy. Tiểu hồ ly này lại ăn hắn. Kiều Vi Nhi dùng sức che miệng nhỏ, khó có thể tin được mà nhìn thi thể trào máu. Tiểu hồ ly giống như cái gì cũng đều không có phát sinh. Thả người nhảy đến trong ngực Kiều Vi Nhi, còn nhõng nhẽo ủi ủi đầu. Thiếu gia, bọn thị vệ của Đường Tư Minh suýt chút nữa ngồi liệt trên mặt đất, lộn nhào tiến lên. Đi, đi mau. Lão nhân bỗng nhiên biến sắc, lập tức kéo Kiều Vi Nhi đi, không lo được quy củ trong hoàng thành, phóng lên tận trời, bay thẳng đến Kiều gia. Lục thiếu gia Đường gia, Đường Tư Minh chết rồi. Đường Tư Minh bị sủng vật của Kiều Vi Nhi nuốt sống. Tin tức nhanh chóng tràn đi, trong thời gian rất ngắn đã truyền khắp hơn phân nửa hoàng thành. Tại thời kỳ thi đấu đặc thù giữa 9 nhà, tàn sát hài tử tộc trưởng, đây tuyệt đối là sự kiện ác liệt xưa nay chưa từng có. Hung thủ lại còn là một nữ nhi. Vi Nhi, sao ngươi có thể giết người? Sao ngươi có thể ở tại cửa thành, ở ngay trước mặt mọi người giết người? 2 năm này ngươi đã học được thứ gì tại Trục Lộc Học Viện? Trong Kiều gia, tộc trưởng Kiều Vãn Niên tức giận trách cứ Kiều Vi Nhi đang ủy khuất trước điện. Một đám tộc lão đều tụ lại trong điện, cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Ở giữa tất cả thế gia không phải không phát sinh qua chuyện đả thương người giết người, nhưng đều là tình huống đặc biệt mà âm thầm hành động, cực ít có trắng trợn qua như thế, huống chi lại còn là vào thời khắc đặc thù Kiều gia gặp phải các gia tộc chèn ép. Cái này không bày rõ ra cho Đường gia lấy cớ sao? Ta... Kiều Vi Nhi ủy khuất hai mắt đẫm lệ. Một nam tử cường tráng nói. Phụ thân, việc này không thể trách tiểu muội, là nàng ở trên đường nhặt được một con hỏa hồ đột nhiên nổi điên, ăn Đường Tư Minh. Ta đề nghị trước tiên đưa hỏa hồ đến Đường gia. Không được, nó không biết Đường Tư Minh, nó chỉ muốn bảo vệ ta. Kiều Vi Nhi tranh thủ thời gian ôm chặt tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly loạn chuyển con mắt, tò mò nhìn cuộc cãi vã kịch liệt trong đại điện. Giống như không có liên quan gì với nó. Nam tử cường tráng dùng ánh mắt cảnh cáo. Mệnh của ngươi quan trọng, hay là mạng của nó? Một vị thiếu nữ mỹ lệ ở bên cạnh lắc đầu. Hỏa hồ là từ trong ngực Vi Nhi nhảy ra ngoài, Đường gia nhất định là sẽ chỉ điểm Vi Nhi, hung thủ chính là Vi Nhi. Bọn hắn bây giờ không chỉ sẽ để cho Vi Nhi đền mạng, sẽ còn thừa cơ gây sự, bức bách chúng ta bỏ ra cái giá càng lớn. Hắc bá quỳ gối trước điện. Gia chủ, là lão nô chăm sóc bất lợi, còn xin trị tội. Một vị tộc lão bực tức nói. Ngươi đương nhiên phải bị trị tội. Cho ngươi đi đưa Vi Nhi về nhà, chính là tránh cho trên đường có người gây sự, kết quả thế nào đây? Hắc bá dùng sức cúi đầu, không dám nhiều lời. Không thể trách hắc bá. Kiều Vi Nhi vừa mở miệng, lại có tộc lão quát tháo.
Ngươi im miệng. Tiểu Vi Nhi cúi đầu, lã chã muốn khóc. Tiểu hồ ly không tim không phổi núp ở trong ngực nàng, ngược lại một mặt say mê thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn bộ này lê hoa đái vũ. Tiểu Vạn Niên ở trong điện đi tới lui mấy bước. Giam Vi Nhi lại, không có lệnh của ta, không cho phép ra ngoài. Thiên Mạch, Linh Vận, huynh muội các ngươi về trước cửa nhà trông coi, tự mình ứng phó đường ra khiêu khích. Nhớ kỹ, một, chết không thừa nhận, hai, đừng lại chết người. Lĩnh mệnh. Trưởng tử Kiều gia, Kiều Thiên Mạch, đại tiểu thư Kiều Linh Vận chắp tay lĩnh mệnh. Gia chủ, ta đi đến hình đường lĩnh tội. Sau khi Hắc Bá đứng dậy lui ra hai bước, liền muốn rời khỏi. Chậm đã. Một vị tộc lão gọi hắn lại, hỏi. Ngươi nói ngươi ở cửa thành tiếp nhận một luyện đan sư thánh phẩm linh văn. Hắn có một chút kiêu ngạo, cự tuyệt ta mời chào, nhưng cũng không có để ý tới đường ra mời chào. Luyện đan sư nào không kiêu ngạo, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, mời hắn về cho ta. Trường sinh đại điển sẽ lập tức bắt đầu, nhưng bởi vì bát đại gia liên thủ cản trở, bọn hắn đến bây giờ còn không có tập hợp đủ đầy đủ luyện đan sư, nhất là luyện đan sư có thể phóng thích thánh hỏa. Lão nô đã hiểu, lão nô sẽ đi làm ngay. Gia chủ Kiều Vạn Niên tự mình nói. Chỉ sợ các nhà khác cũng đã có được tin tức, sẽ nghĩ biện pháp mang thánh văn này đi hoặc có thể là xử lý sạch. Ngươi nhất định phải mang người trở về trước khi bọn hắn ra tay cho ta, nếu không. Ngươi không cần về. Phạm vi hoàng thành rất lớn, bị các con sông giao thoa chia làm hơn 20 khu. Khương Phàm đứng trên một ngọn núi cao, nhìn qua ngọn núi lớn nguy nga ngoài 10 dặm kia. Núi cao 5.000 mét, hùng vĩ đại khí, 9 tầng mây mù bao quanh đỉnh núi, mây mù ẩn hiện tia sáng, thần bí phi phàm. Mãnh thú ẩn hiện, cường giả vần quanh. Nơi đó chính là Kiều Gia. Trong hoàng thành tổng cộng có 9 ngọn núi cao tới 5.000 mét, phân biệt thuộc về cửu đại gia tộc. Những ngọn núi cao hơn 3.000 mét, hơn 2.000 mét còn lại kia thì thuộc về gia tộc cùng tông môn khác. Trong cổ hoa hoàng thành, địa vị cao thấp của các gia tộc cùng tông môn hoàn toàn có thể thông qua độ cao ngọn núi mà bọn hắn khống chế đến phán định. Kiều gia, Kiều huynh. Khương Phàm đón gió núi, ngắm nhìn phương xa, ký ức tái diễn hình ảnh kiếp trước. Nữ hài nhi nhí nha nhí nhảnh đáng yêu kia đã từng mang đến quá nhiều khoái hoạt cho đời trước của hắn. Tiểu nha đầu dám yêu dám hận kia đã từng mang đến cho thiên hậu vô tận buồn rầu. Nàng từng nhảy múa cho hắn tại chiến trường bách tộc. Nàng từng đi vào thương Ngô Chi Uyên cầu nguyện cho hắn. Nàng từng mặc áo cưới, xông vào đại điển khai quốc. Nàng từng vì dỗ dành thiên hậu vui vẻ, giữ gìn sông băng vĩnh viễn bao chặt địa tầng 3 năm rưỡi, chờ đợi cực hàn băng liên nở rộ, chỉ vì thiên hậu nói qua, đó là loài hoa đẹp nhất trên đời. Nàng từng, quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều cảm động. Nàng tựa như là tinh linh, là chút sắc thái mang đến trong gió tanh mưa máu của kiếp trước. Nhưng, trước khi trận chiến Đăng Thiên Kiều cuối cùng bộc phát, nàng đã đi. Rời khỏi Hoàng Cung. Rời khỏi Hoàng Thành. Nàng về tới Kiều Gia, không còn xuất hiện nữa. Lúc sắp chết, thời khắc hồn tán, hắn từng ngóng nhìn về phương Bắc, nhưng Thủy Chung không nhìn thấy bóng dáng của nàng. Hai mắt Khương Phàm mông lung, đau thương cười một tiếng, nỉ non một tiếng, theo gió tung bay. Hình nhi, vì sao? Sâu trong Kiều Gia, cổ điện tổ tư. Nơi này trưng bày lấy một bộ quan tài thủy tinh, có một vị lão giả quỳ ở đấy. Nữ tử trong quan tài thủy tinh đang an bình ngủ say. Người nàng mặc áo cưới, mỹ ngọc không tì vết, dung nhan nàng chưa già, đẹp đẽ như thiếu nữ. Lão giả bên ngoài quan tài thủy tinh khô gầy, tang thương suy yếu. Khi âm thanh nỉ non kia phiêu đãng tại hoàng thành, khi giọt nước mắt kia trượt xuống gương mặt Khương Phàm, tại phía xa, sâu trong Kiều Gia. Ngay bên trong tòa tổ từ này xuất hiện cảm ứng vi diệu. Lão giả hoảng hốt một lát, nhấc cánh tay khô héo lên đưa đến tim mình, cảm nhận được huyết dịch chảy xuôi. Thật lâu, lão giả lắc lư ánh mắt, đáy mắt đục ngầu hiển hiện chút lệ quang, hắn run rẩy chống thân thể lên, ngóng nhìn phương xa, khàn khàn nói nhỏ. Phụ thân, ngài, trở về rồi sao? Ngây ngốc ở đây làm cái gì đấy? Tặc điểu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Khương Phàm. Nhảy đến trên vai của hắn. Sao ngươi lại trở lại? Khương Phàm nhắm hai mắt lại, từ trầm tư trở lại hiện thực. Lo lắng an toàn của ngươi. Tiểu nha đầu kia đâu? Bị nàng lão phụ thân kia giam lại, đang phụng phịu đây. Vì sao ngươi không đi đến Kiều gia?
Tình huống Kiều gia rất phức tạp, lại là trường sinh đại điển, lại là thi đấu bài vị, nếu như ta rơi vào đó, một lát sẽ ra không được. Nói thật, cái này còn có giả sao? Từ khi ngươi nhìn thấy cổ hoa hoàng thành đã bắt đầu là lạ, khi gặp được Kiều gia cô nương kia càng là lạ, bây giờ còn đứng ở nơi này nhìn trộm Kiều gia. Nói, ngươi rốt cuộc là thế nào? Không có gì. Khẳng định có cái gì? Ngươi tuổi còn trẻ, lấy ở đâu nhiều tâm sự như vậy? Có mệt hay không đấy? Tặc điểu nhảy lên trên bờ vai Khương Phàm. Ta cắn chết một tên hoàn khố đường ra, chẳng mấy chốc đường ra sẽ tìm tới cửa, chúng ta đi mau, đừng bỏ lỡ trò hay. Khương Phàm lắc đầu nói. Đã nói xong không nên gây chuyện, chúng ta chỉ là đi dạo, xong liền rời khỏi. Tùy tiện đi dạo với bay ở trên trời nhìn khác nhau ở chỗ nào, tham dự chút cảm giác, ta muốn tham dự. Tặc điểu cắn chết cái tên hoàn khố kia, một là thấy ngứa mắt, hai chính là muốn gây chút chuyện, để cho mình cùng tòa thành này sinh ra chút liên hệ. Đây chính là nơi đầu tiên sau khi nó rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn đặt chân tới, làm sao không để lại vết tích được. Ngươi đó, ngươi thật không đi. Không đi. Ngươi không đi ta có thể đi, vì nhi kia ban đêm muốn tắm, hắc hắc, ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội cùng tắm với nàng. Khương Phàm im lặng. Ngươi không thể an phận chút sao? Đan Hoàng ở trong đầu Khương Phàm nhắc nhở hắn. Đi thôi, đã có khúc mắc thì phải đi đối mặt, đi giải quyết. Ngươi sống lại một lần, chẳng lẽ là để trốn tránh sao? Khương Phàm khẽ nói. Trong trí nhớ kiếp trước của ta, nữ tử dụng tình sâu nhất, chính là Thiên Hậu và nàng. Ta thích nàng sáng sủa, cũng mê luyến nàng ngây thơ. Thế nhưng, cuối cùng Thiên Hậu vì ta mà chết, nàng lại cách ta mà đi. Ta không đi đến Kiều gia, còn có thể huyễn tưởng các khả năng, ví dụ như, nàng có nỗi khổ tâm. Nếu ta đi Kiều gia, cũng chỉ có thể có một chân tướng. Ta sợ chân tướng này quá tàn khốc. Kiếp trước đã qua, chuyện xưa như sương khói. Ta không muốn lại quấy nhiễu trí nhớ của ta, cũng không muốn quấy rầy nàng an nghỉ nữa. Cho lẫn nhau, cho đã từng, để lại một phần huyễn tưởng đi. Đan Hoàng trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nói. Nếu như, nàng còn sống thì sao? Con người Khương Phàm có một chút ngưng tụ. Ngài nói cái gì? Đan Hoàng nói. Trường sinh đan của Kiều gia là bắt đầu từ ngàn năm trước, là trùng hợp sao? Khương Phàm nhìn về phía Kiều gia, ánh mắt dần dần thâm thúy lên. Người có thể thông qua trường sinh đan, kéo dài tuổi thọ vô hạn. Hiệu quả cụ thể của trường sinh đan cùng dùng cảnh giới của người đó, số lần, còn có huyết mạch thể chất các loại, đều có liên quan. Hiệu quả cụ thể, theo người mà định ra, mà dùng càng nhiều, hiệu quả càng kém. Nhưng kéo dài mấy trăm năm khả năng không lớn. Điều ta muốn nói chính là, quá trình luyện chế trường sinh đan mặc dù phức tạp, nhưng còn không đến mức điều động đại quy mô quần thể luyện chế. Có hai khả năng tính, một là phương thuốc Kiều gia lấy được cũng không hoàn chỉnh, cần bảo đảm quá trình luyện chế vạn vô nhất thất. Loại thứ hai có thể là lúc bọn hắn luyện chế trường sinh đan, đồng thời còn tại ngưng tụ xen lẫn đan dược huyền M đan. Huyền M đan. Luyện chế đan dược cũng tuân theo vạn vật đại đạo. Sinh chi cực cực hạn của sinh chính là tử, tử chi cực cực hạn của tử cũng là sinh. Sinh tử tương dung, M dương cộng sinh, trường sinh đan rất đặc biệt, tượng trưng cho, vĩnh sinh, tương đương với việc cầu xin thương thiên sống tạm bợ, cho nên trong quá trình luyện chế sẽ xen lẫn tử linh khí rất mạnh. Muốn bảo đảm phẩm chất trường sinh đan, cần dùng phương thức đặc thù, loại trừ tử linh khí. Nhưng nếu có biện pháp chỉ dẫn khống chế, những tử linh khí này liền có thể mượn nhờ dược tính trong lò luyện, ngưng tụ ra một viên đan dược đặc thù, tượng trưng cho sinh mệnh cực đoan, tử vong. Nhưng muốn ngưng tụ tử linh khí thành đan dược, quá trình còn phức tạp xa so với trường sinh đan, cái này sẽ cần số lượng lớn luyện đan sư cùng nhau phối hợp. Khương Phàm dần dần cau chặt lông mày. Huyền M đan, có phải còn có công hiệu đặc thù hay không? Có. Đan Hoàng chỉ là cho ra đáp án, nhưng không có nói tỉ mỉ. Công hiệu gì? Khương Phàm lại hỏi. Hai tử, đi thôi. Ngàn năm, có khả năng là nàng đang chờ ngươi, chờ ngươi. Dù là một chút, thời điểm Đan Hoàng đang nghe đến trường sinh đan liền sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc có phải liên tưởng mong muốn đơn phương của mình hay không, cái này cần Khương Phàm tự mình đi đối mặt. Nếu như không phải, cũng coi như khúc mắc của Khương Phàm sau này sẽ miễn cho nhớ mong. Nếu như là vấn đề kia thì coi như nghiêm trọng. Thế nhưng huyền M đan,
quá ác độc. Khương Phàm không phải điên mất thì chắc cũng phát cuồng. Khương Phàm nắm chặt nắm đấm lại. Chúng ta đi Kiều gia. Tiểu hồ ly kích động thúc giục. Nghĩ thông suốt rồi sao? Đi đi đi, đi mau. Đường ra khả năng là đã đánh đến tận cửa. Khương Phàm lại hơi do dự một chút, nói. Chúng ta không gây phiền toái cho Kiều gia, trước hết nghĩ biện pháp đem tội danh này kéo đến trên người của ta. Không cần thiết, chút chuyện nhỏ này Kiều gia xử lý không được sao? Người giết người, dựa vào cái gì để người ta gánh trách nhiệm? Được thôi, được thôi. Con người các ngươi sống được thật mệt mỏi. Bọn hắn vừa đi xuống núi, đối diện đã đụng phải một đám người. Vị công tử này, là Thánh Văn Đan Sư vừa mới vào thành sao? Có việc. Nam tử cầm đầu đánh giá Khương Phàm, có một chút ngẩng đầu, ngữ khí có một chút kiêu ngạo. Chúng ta là mục gia trong cửu đại gia tộc cổ hoa, bài vị thứ ba trong chín nhà, phụng mệnh mời ngươi đến gia tộc làm khách. Khương Phàm nói. Ta chỉ là luyện đan sư ngũ phẩm. Đảm đương không nổi phần lễ ngộ này. Ha ha, thời kỳ đặc thù, lại là tình huống đặc biệt, ngươi gánh chịu nổi, xin mời. Không đi. Cái gì? Không đi. Nam tử cầm đầu cười khẽ hai tiếng. Nếu như ta không nghe lầm, hai chữ ngươi vừa mới nói kia là. Không đi. Xem ra lỗ tai ngươi không có phế. Ha ha, nhưng hình như lỗ tai của ngươi lại bị phế rồi. Chúng ta là người của mục gia, mục gia. Mục gia, ngươi không nghe thấy. Nghe được. Sau đó ngươi cự tuyệt. Có vấn đề sao? Ngươi, cự tuyệt mục gia mời. Nếu như lỗ tai của ngươi không có vấn đề, vậy là đầu của ngươi có vấn đề rồi. Nam tử cười vài tiếng, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Ta phụng mệnh xin ngươi trở về, ngươi hoặc là mỉm cười gật đầu, đi theo ta. Ngươi đi làm khách, ta đi giao nộp, tất cả đều vui vẻ. Hoặc là... Đừng trách mục gia chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Bọn thị vệ mục gia ở xung quanh đi về phía trước mấy bước, giằng co với Khương Phàm. Chúng ta không muốn đánh luyện đan sư, nhưng ngươi đừng không biết tốt xấu. Một lần cuối cùng, xin mời. Ta có việc phải xử lý, không hầu hạ. Khương Phàm đi qua bọn hắn. Ha ha, ha ha, thật đúng là chuyện hiếm có. Nam tử cầm đầu ngăn Khương Phàm lại, đưa tay đặt trên vai của hắn. Thánh Văn Đan Sư không tầm thường rồi, có phải ngươi ở bên ngoài cao ngạo đã quen hay không? Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta là mục gia. Khương Phàm nháy mắt đưa tay, một tay bóp lấy cổ nam tử cầm đầu. M thanh giòn vang, đập nát hầu kết, năm ngón tay như câu, đâm rách da thịt, chống đỡ xương cổ. Tập kích trong chớp mắt để nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị, vô ý thức muốn kích hoạt linh văn phản kích. Muốn chết, đừng động. Đầu ngón tay Khương Phàm nóng lên, dùng sức bóp lấy xương cổ, lúc nào cũng có thể dâng lên liệt diễm, thiêu chết hắn. Nam tử cứng đờ, ánh mắt lắc lư, gắt gao tiếp cận Khương Phàm. Máu tươi tại yết hầu mất khống chế mà phun tung tóe, không ngừng tràn vào trong miệng. Tiểu hồ ly trợn trắng mắt, đây chính là điệu thấp mà ngươi nói. Trong lòng gia hỏa này rõ ràng rất dã man. Ánh mắt Khương Phàm lăng lệ. Ta nói đừng động. Bao gồm cả linh văn của ngươi. Ngươi đang làm gì? Bọn thị vệ mục gia giận dữ mắng mỏ. Một chảo này quá đột nhiên. Không phải luyện đan sư đều là phong độ nhẹ nhàng, điềm đạm nho nhã sao? Gia hỏa này là thế nào? Nam tử miệng đầy máu tươi, gian nan mở miệng. Ngươi, muốn, làm sao, kết thúc. Khương Phàm nói. Tất cả các ngươi tản linh lực ra. Sau đó thì sao? Ngươi muốn giết chúng ta sao? Gia tộc lệnh chúng ta đi ra tìm ngươi, nếu như ta biến mất, ngươi đoán mục gia sẽ làm ra phản ứng gì? Bọn thị vệ cùng kêu lên hô to. Thời điểm bọn hắn tới, cảm giác nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, chỉ cần tìm được người, mang về là được, không nghĩ tới tên luyện đan sư này còn rất cáu kỉnh. Thả, tay, cùng ta, đi. Nam tử gian nan nói. Khương Phàm bóp lấy cổ nam tử, nhìn quanh đám người. Các ngươi tản linh lực ra. Nắm chặt nắm đấm, đánh người bên cạnh cho bất tỉnh. Cái gì? Không nghe lầm, đánh. Ngươi. Đánh. Khương Phàm nói xong lập tức triệu ra tàn đao, hung hăng cắm vào bụng nam tử trước mặt. Thổi phù một tiếng, tàn đao từ phía sau lưng giò xét ra ngoài. Toàn thân nam tử căng cứng, trừng tròng mắt nhìn hằm hằm Khương Phàm. Ngươi tốt nhất nên rõ ràng mình đang làm gì. Bọn thị vệ tức giận quát tháo,
quá nóng nảy, quá dã man, quá hung tàn, gia hỏa này tuyệt đối không phải luyện đan sư. Đánh, hung hăng đánh cho ta. Khi Khương Phàm thét lên ra lệnh, tám tên thị vệ nắm chặt nắm đấm, đánh vào ót đồng bạn. Cuối cùng còn lại một tên, đụng đầu vào trên tảng đá phía trước, cũng choáng. Khương Phàm rút đao, cũng nện choáng nam tử, thụt sạch vào trong thanh đồng tiểu tháp. Tiểu hồ ly tò mò hỏi. Tòa tháp này của ngươi là bảo bối gì? Ta nhặt được. Khương Phàm thu thập người của Mục gia, tựa như không có việc gì, hắn đi qua cánh rừng, chạy tới Kiều gia. Lúc này phía trước Kiều gia xác thực rất náo nhiệt. Sau khi Đường gia nhận được tin tức, lập tức phái người vào tới Kiều gia, tức giận để Kiều Vi Nhi đền mạng. Đều điếc sao, ta nói bao nhiêu lần, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm bất cứ cái gì. Giết người thì đền mạng, giao Kiều Vi Nhi ra đây. Trước cửa phủ Kiều gia, thân huynh anh ruột Đường Tư Minh, Đường Tư Thượng đang vác lấy trọng đao, đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm Kiều gia gầm thét. Hơn 300 cường giả Đường gia phân tán ở hai bên, đằng đằng sát khí căm tức nhìn các tộc nhân Kiều gia ở trước cửa phủ. Ta nói lần thứ 8, không giao. Đại tiểu thư Kiều Linh vẫn hốc mắt thâm thúy, cánh mũi cao thẳng, có mỹ cảm thần bí, chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân lại mang theo một sức lực tàn nhẫn. Kiều Linh vận, đừng không biết tốt xấu. Kiều Vi Nhi giết đệ đệ ta, cô ta nhất định phải đền mạng, đây là quy củ. Quy củ của Hoàng Thành. Gương mặt Đường Tư Thượng dữ tợn, khí tức cuồng bạo mơ hồ hình thành hình dáng mãnh thú ở xung quanh, chấn nhiếp phố dài trước núi. Đường gia ngươi giết người của Kiều gia chúng ta nhiều như vậy, ngươi đền mạng rồi. Ngươi tuân theo quy củ Hoàng Thành rồi. Kiều Linh vận ngạo nghễ đứng trên thềm đá cửa phủ, ở trên cao nhìn xuống bọn hắn. Gió núi quét qua váy dài, thể hiện ra đường cong xinh đẹp động lòng người, da thịt trắng tuyết giống như hoa sen mới nở, vô cùng mê người, chỉ là nàng quá cường thế đến nỗi để cho mọi người đều quên đi vẻ đẹp mỹ mạo của nàng. Nói chuyện phải có chứng cứ, chúng ta giết ai trong các ngươi, nói ra đi. Tốt thay cho một câu có chứng cứ, vậy con mắt nào của ngươi nhìn thấy Vi Nhi giết tên tạp chủng Đường Tư Minh kia? Ta không nhìn thấy, mấy ngàn người tại cửa Đông Hoàng Thành tận mắt nhìn thấy. Ngươi đem kéo mấy ngàn người kia tới, nếu có một người nói Kiều Vi Nhi tự tay giết Đường Tư Minh, ta lập tức giao người. Nếu như không có người nói, ngươi liền xéo đi ngay cho ta. Tốt, ngươi đợi đấy cho ta. Đường Tư Thượng đang muốn quay người phân phó, đột nhiên nghĩ tới, không phải Kiều Vi Nhi giết, mà là sủng vật của Kiều Vi Nhi. Đi nhanh, ta chờ đây. Kiều Linh vận cường thế hừ lạnh. Muội muội Kiều Vô Song ở bên cạnh nhìn đến sáng mắt lên. Đại tỷ đúng là bá khí. Trưởng tử Kiều gia, Kiều Thiên Mạch cũng rung động, hảo muội muội này của mình chỉ cần bắt đầu cường thế, thì hắn không có chuyện gì để làm. Đường Tư Thượng chỉ vào Kiều Linh vận hô to. Ngươi muốn lôi kéo ta, giết người chính là sủng vật của Kiều Vi Nhi, tức là Kiều Vi Nhi. Ai nói đó là sủng vật của Kiều Vi Nhi, rõ ràng chính là yêu thú chạy loạn trên đường, ngươi còn dám vụ oan hãm hại, coi chừng ta nháo đến hoàng cung. Kiều Linh vận, người mở mắt nói lời bịa đặt, không biết xấu hổ. Đường Tư Minh, chết chưa hết tội, con hồ ly kia đột nhiên xuất hiện, chính là thay trời hành đạo. Tuy nhiên muội muội ta cũng trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Bây giờ, cút đi. Kiều Linh vận giống như khổng tước kiêu ngạo, đứng ở trước cửa phủ, lực lượng một người, ngăn trở cả đám người đường ra. Không chỉ có Kiều Thiên Mạch và Kiều Vô Song rung động, các thị vệ Kiều gia khác cũng âm thầm bội phục. Đại tiểu thư thật uy vũ. Đường Tư Thượng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Ta lại nói một lần cuối cùng, đừng nói nhảm, giao người. Bây giờ chỉ là Đường Tư Thượng ta tới, nếu như các ngươi không phối hợp, người tới tiếp theo không nhất định sẽ nhẹ nhàng như ta đâu. Ta cũng lặp lại lần nữa, Đường Tư Minh bị hồ ly giết, không phải Vi Nhi nhà chúng ta. Bây giờ cũng chỉ là ta ở đây ngăn đón, nếu đường ra không biết tốt xấu, cản cũng không chỉ là ta. Kiều Linh vẫn chết không hé miệng, tư thái cường thế. Nam tử trung niên bên cạnh Đường Tư Thượng đi đến phía trước. Kiều Linh vận, mặc kệ ngươi nói cái gì, Đường Tư Minh chết, các ngươi đều không thoát khỏi được. Kiều Vi Nhi ôm hồ ly tiến vào thành, điểm ấy toàn bộ thủ vệ Đông Thành có thể làm chứng. Hồ ly là từ trên thân Kiều Vi Nhi nhảy đi xuống, đại đạo anh hùng có mấy ngàn người chứng kiến. Các ngươi tốt nhất nên trực tiếp đàm phán, giải quyết chuyện này. Nếu không nháo đến hoàng cung, hoàng thất sẽ xử lý theo lẽ công bằng,
các ngươi sẽ càng phiền toái hơn. Kiều Linh vẫn bất phi sở động. Ngươi chính là nói toạc trời, Đường Tư Minh cũng là bị hồ ly cắn chết. Kiều Thiên Mạch cảm giác mình đứng yên không thích hợp, đi về phía trước hai bước. Đường Tư Minh làm nhiều việc ác, bị ông trời phạt rồi. Ta hiểu tâm tình của các ngươi, nhưng muốn hãm hại Kiều gia chúng ta, nằm mơ đi. Nếu quả thật các ngươi đã muốn như vậy, ha ha, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đường Tư Thượng dữ tợn, đáy mắt liên tục hiện lên ý lạnh. Từ hôm nay trở đi, người của Kiều gia các ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận một chút, nếu như bị yêu thú cắn chết, cũng đừng hãm hại Đường gia chúng ta. Ngươi cũng nghĩ rõ ràng, Kiều gia chúng ta am hiểu nhất chính là đòn lại trả đòn, lấy ác trị ác. Kiều Linh vẫn đang muốn đáp lễ, lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại, nhìn về cánh rừng xa xa. Lúc này Khương Phàm vừa vặn ôm hồ ly Kiều gia đi tới trong cánh rừng trước mặt. Người của Đường gia đồng loạt quay đầu đi, toàn bộ đều tập trung vào hồ ly trên vai Khương Phàm. Khương Phàm cố ý nắm hồ ly đến tay, đi đến Kiều gia. Hắn là luyện đan sư kia, là người nhảy xuống từ trên xe Kiều Vi Nhi. Bọn thị vệ bồi tiếp Đường Tư Minh trước đó lập tức hô to. Giao hồ ly ra. Đường Tư Thượng lập tức phất tay, toàn bộ bọn thị vệ Đường gia lập tức giải tán, vây quanh Khương Phàm. Tại sao? Khương Phàm nhìn quanh đám người, thể hiện lạnh nhạt. Nó giết Đường Tư Minh, đương nhiên phải giao ra. Đầu ngươi có vấn đề sao? Nó giết Đường Tư Minh. Chuyện khi nào? Đừng ở trước mặt chúng ta giả vờ ngây ngốc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tốt tốt tốt, các ngươi lợi hại, cho các ngươi. Khương Phàm ném hồ ly cho Đường Tư Thượng. Đường Tư Thượng tranh thủ thời gian tiếp được, thổ lỗ bóp lấy hồ ly, hô to với Kiều Linh Vận. Bây giờ còn có lời nào để nói? Kiều Linh Vận cau mày, sắc mặt khó coi, người này tới quá là không đúng lúc, là Đường gia an bài sao? Làm sao hồ ly lại chạy tới chỗ của hắn? Đường Tư Thượng ngẩng đầu nhìn qua bọn hắn. Tiếp tục hô đi, tiếp tục phách lối đi. Hồ ly đang trên tay của ta, để Kiều Vi Nhi đi ra nhận tội. Khương Phàm đi qua trước mặt người của Đường gia, thanh đồng tiểu tháp nơi cổ áo lóe ánh sáng lên, một con cáo nhỏ nhảy ra ngoài, toàn thân đỏ chót, đầy mắt linh tính, tò mò nhìn đám người hai bên. Đường Tư Thượng thể hiện cứng đờ. Ngươi đây là cái gì? Hồ ly. Khương Phàm nắm hồ ly đến tay, lung lay về phía hắn. Con này cũng muốn sao? Ta chỗ này còn có. Đang khi nói chuyện, thanh đồng tiểu tháp trên cổ áo Khương Phàm liên tiếp lấp lóe tia sáng, một con lại một con tiểu hồ ly nhảy ra ngoài. Tất cả đều là mua ở trên đường. Người của Đường gia trợn tròn mắt, nhiều như vậy. Kiều Linh Vận cùng mọi người trao đổi ánh mắt, thể hiện dần dần quái dị. Khương Phàm đi đến trước cửa Kiều gia, đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên lại tập trung vào thiếu niên phía sau Kiều Linh Vận. Thiếu niên anh tuấn phóng khoáng, toàn thân áo trắng, tóc dài tới eo, xinh đẹp giống như một nữ hài tử, giờ phút này cũng đang kinh ngạc nhìn hắn, có một chút khó có thể tin được. Phượng Bảo Nam. Khương Phàm còn tưởng rằng mình nhìn lầm, tuy nhiên đối phương thể hiện khoa trương lại nói cho hắn biết, không nhìn lầm. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Tư Thượng ném hồ ly trong tay đi, giận dữ mắng mỏ Khương Phàm. Khương Phàm mở tay ra. Ta có nhiều hồ ly, không có cái khác. Đường Tư Thượng đi đến trước mặt Khương Phàm, một phát bắt được cổ áo của hắn. Ngươi đùa bỡn ta sao? Ngươi là cái thá gì, ngươi còn dám đùa Đường Tư Minh ta? Khương Phàm cười khẽ. Ta từ phía trước đi tới, ngươi đột nhiên ngăn ta lại muốn lấy hồ ly, ta không có cự tuyệt, thuận tay liền cho ngươi. Đây coi như là đùa nghịch ngươi rồi. Đường Tư Thượng dùng sức bắt lấy cổ áo, tiến đến trước mặt Khương Phàm. Ngươi cười cái gì, ngươi đang cười ta. Khương Phàm mở ra tay. Vậy ta nên thế nào? Có phải ngươi được Kiều gia ủy thác hay không? Hả? Lần đầu tiên ta tới cổ hoa hoàng triều, lần đầu tiên đứng ở trước cửa Kiều gia, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lần đầu tiên tới cổ hoa, liền dám đối nghịch cùng Đường gia chúng ta. Ngươi cho rằng mình là luyện đan sư thì có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cho rằng mình rất thông minh, tìm được chỗ dựa. Đường Tư Thượng buông cổ áo Khương Phàm ra, thể hiện lại dữ tợn hơn, hắn vung bàn tay lên, hung hăng quất vào trên mặt Khương Phàm. Đầu Khương Phàm vứt qua một bên, ngừng một lát, cười ha ha. Ngươi tên gì? Đường Tư Thượng lại bóp lấy cổ Khương Phàm,
giơ lên giữa không trung. Đường Tư Thượng, con trai thứ ba của gia chủ Đường gia, ngươi đúng là ngu xuẩn, cũng dám nhúng tay vào chuyện Đường gia và Kiều gia, ngươi chán sống. Khương Phàm tùy ý để hắn bóp lấy. Nhu nhược, ngươi nói cái gì? Nhao nhao với người của Kiều gia, một mực đang kinh ngạc, đột nhiên nhìn thấy quả hồng mềm thì lớn lối rồi. Ngươi đây không phải nhu nhược thì là cái gì? Ngươi muốn chết? Đường Tư Minh bỗng nhiên hung hăng đập Khương Phàm ra ngoài. Khương Phàm bay lên, nhẹ nhõm ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn Đường Tư Thượng, lại nhìn Kiều Linh Vận chỗ cửa phủ, cười nhạt một tiếng. Đường gia, Kiều gia, hình như đều không có cường đại như ta nghĩ vậy. Kiều gia giết đệ đệ ngươi, ngươi cũng sẽ chỉ đứng ở trước cửa gào to. Cuối cùng còn bị người ta mắng, có người ra mặt, hỗ trợ giải vây, vậy mà Kiều gia đứng ở trước đại môn, cái rắm đều không thả một cái. Ha ha, hai thứ rác rưởi. Ngươi muốn chết. Kiều Thiên Mạch, Đường Tư Thượng đều giận dữ quát tháo. Bọn thị vệ hai đại gia tộc cũng đều nhao nhao nhìn Khương Phàm hằm hằm. Một tên luyện đan sư không biết xuất hiện từ chỗ nào cũng dám đánh giá Đường gia cùng Kiều gia. Không biết sống chết. Khương Phàm cười nói. Thay lời khác. Cái gì? Đám người nhíu mày, không hiểu hắn có ý gì. Ta phát hiện những tử đệ đại tộc các ngươi này đều có người thường nói, gặp được khiêu khích, phản ứng đầu tiên chính là hô một câu, muốn chết. Không nói trước ta có phải đến tìm cái chết hay không, ta coi như muốn chết, các ngươi có thể giết chết ta sao? Khương Phàm cực kỳ phách lối một phen để hai bên đều yên lặng thật lâu. Bọn hắn khó có thể tin được mà nhìn nam tử này. Mặc dù bao nhiêu luyện đan sư đều có một số là kiêu ngạo, luyện đan sư Thánh Văn càng là vinh váo trùng thiên. Nhưng phách lối miệt thị hai đại gia tộc như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Đường Tư Thượng thể hiện quái dị. Ngươi là kẻ ngu sao? Ngươi cùng ta kêu gào cái gì? Mục tiêu của ngươi không phải là Kiều gia à? Nam tử nên có khí phách chút, cưỡng ép vọt tới bên trong bắt người. Nếu không, đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ. Ngươi, ngươi cho rằng mình là ai, ở chỗ này chỉ huy ta? Ta là một người bình thường. Người ngao ngao với ta có ý nghĩa gì? Hô to với Kiều gia đi, xông lên chỗ Kiều gia đi. Chuyện Kiều gia, tự ta sẽ xử lý. Ngươi vừa mới đùa nghịch ta, ngươi phải trả giá đắt. Cái giá gì? Mặc y phục luyện đan sư này của ngươi, quỳ đến trước cửa phủ Đường gia, một mực quỳ đến khi ta hài lòng mới thôi. Còn có lựa chọn thứ hai không? Chết! Ta chỗ này còn có lựa chọn thứ ba. Ngươi dùng lực lượng mạnh nhất của ngươi. Đánh vào trên người của ta. Nếu như ta chết rồi, ngươi vui vẻ, ta cũng thản nhiên tiếp nhận. Ta không chết, ngươi đừng có lại làm mất mặt, quay người rời khỏi Kiều gia, đừng có lại trở về. Ngươi đây là dùng tiện mệnh của ngươi giúp Kiều gia giải phiền toái này hôm nay sao? Ha ha, thật đề cao bản thân rồi. Nếu như ta chết rồi, đưa ngươi con tiểu hồ ly. Thanh đồng tiểu tháp trên cổ áo Khương Phàm lại lóe lên ánh sáng. Tặc điểu hóa thành tiểu hồ ly nhảy ra ngoài. Chính là con này, trên đầu nó có đường vân mặt trời. Thị vệ bồi tiếp Đường Tư Minh trước đó lập tức hô to. Các ngươi xác định. Đường Tư Thượng nhìn những thị vệ kia. Chúng ta vô cùng xác định. Bọn thị vệ chỉnh trọng tỏ thái độ. Đây là tiểu hồ ly kia. Kiều Vô Song nói nhỏ. Kiều Linh Vận khẽ nhíu mày, gia hỏa này muốn làm gì, thật là muốn giúp Kiều gia giải quyết phiền phức sao. Hắn nghĩ như thế nào, ở đâu ra đảm lượng, lại có mục đích gì? Tốt, ta đánh chết ngươi, nó thuộc về ta. Đường Tư Thượng hoạt động bên dưới bả vai. Ta không chết được, ngươi quay người rời khỏi, người của Đường gia cũng đừng tới bổ đao. Đây chính là ngươi nói. Đường Tư Thượng đưa ánh mắt hung ác tiếp cận Khương Phàm. Khương Phàm che kín trường bào, vươn tay. Mời. Đều nhìn cho kỹ. Đường Tư Thượng ngắm nhìn bọn người Kiều Thiên Mạch chỗ cửa phủ, hét lớn một tiếng, lao đến Khương Phàm. Linh văn Đường gia là linh văn tự nhiên, tức thủy linh văn, hỏa linh văn, thổ linh văn các loại, nhưng linh văn tự nhiên của bọn hắn cực kỳ thuần túy đến nỗi có thể trực tiếp sinh ra giao hòa cùng năng lượng tương tự giữa thiên địa. Ví dụ như, trong trọng quyền của Đường Tư Thượng liền gây nên mặt đất rung chuyển, mênh mông thổ nguyên lực giống như cuồng chiều kéo tới, ngưng tụ thành thạch tinh cứng rắn. Đường Tư Thượng, người quá mức. Kiều Linh Vận hơi biến sắc, đánh một luyện đan sư mà thôi, vậy mà gia hỏa này lại dùng võ pháp. Một quyền này đừng nói là tên luyện đan sư kia gánh không được,
liền ngay cả nàng cũng đều phải ứng phó cẩn thận. Tự tìm đường chết. Đường Tư Thượng nhấc lên mênh mông thổ nguyên lực, cuồng dã giết tới, trọng quyền bạo kích, lao thẳng đến ngực Khương Phàm. Khương Phàm tay phải nắm chặt, khớp xương đầu ngón tay răng rắc giòn vang, đột nhiên bạo khởi, thẳng tắp nghênh tiếp nắm đấm Đường Tư Thượng. Răng rắc, thạch tinh nứt ra, huyết nhục văng tung tóe. Đường Tư Thượng run rẩy toàn thân, xoay tròn tung bay ra ngoài. Tay phải, cổ tay, còn có cánh tay, đều hoàn toàn vỡ vụn. A! À, Đường Tư Thượng nằm dạp trên mặt đất, kêu đau đớn thảm thiết. Công tử! Toàn bộ nụ cười lạnh của đám người Đường gia đều cứng ở trên mặt, sợ hãi kêu to tiến lên. A a a, cánh tay của ta! Đường Tư Thượng đau đớn lại sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm một nửa cánh tay của mình biến mất. Đám người Kiều gia giật mình trừng to mắt, thậm chí không thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Khương Phàm vẫy vẫy tay phải, cười nhạt mà nói. Hắn đánh ta, ta lấy tay đến kháng. Không tính là phạm điều lệ chứ. Tiểu tử ngươi chán sống. Nam tử trung niên Đường gia giận dữ gầm thét, nhấc lên liệt diễm lao đến Khương Phàm. Dừng tay. Kiều Thiên Mạch phất tay ra hiệu. Các cường giả Kiều gia ở bên cạnh đang muốn ra tay. Hắc bá từ trên trời giáng xuống, trước một bước cản ở trước mặt Khương Phàm, rằng co nói. Hắn là khách của gia chủ chúng ta, lão nô ta phụng mệnh bảo vệ hắn. Hắc lão nô, cút ngay. Nam tử Đường gia kia gầm thét, giọng nói to như chuông đồng, chấn động cả cánh rừng. Hắn là luyện đan sư Kiều gia chúng ta mời. Hắc bá thái độ cường ngạnh. Khương Phàm không nhìn bọn hắn rằng co, lại nói với Đường Tư Thượng. Ta còn sống. Ngươi có thể đi. Ngươi không phải luyện đan sư. Đường Tư Thượng đút lấy đan dược vào trong miệng, đẩy người ở hai bên ra, nhìn hằm hằm Khương Phàm. Ta đương nhiên là luyện đan sư. Tuy nhiên, cá nhân ta ưa thích luyện thể, cho nên xương cốt cứng rắn. Khương Phàm nói xong, cười. Đầu ngươi xác thực không dễ dùng lắm. Nếu ta không có chút lực lượng, sẽ chủ động đề nghị để cho ngươi đánh chết ta. Ngươi đang cười nhạo ta. Đường Tư Thượng hai mắt huyết hồng. Ngay cả câu nói này đều có nghi vấn, xác thực đầu ngươi không dùng được. Đường gia thế hệ này làm sao vậy, một tên hoàn khố tìm đường chết, một tên đần không có đầu óc. Tiểu tử ngươi thật chán sống. Đám người Đường gia triệt để tức giận, đằng đằng sát khí nhào tới. Hắc bá một phát bắt được Khương Phàm, cưỡng ép mang theo phóng lên tận trời, rơi xuống trước cửa phủ Kiều gia. Gia chủ có lệnh, hắn là quý khách. Nhất định phải tiến vào cửa Kiều gia, còn xin công tử tiểu thư đảm đương. Không đợi Kiều Thiên Mạch nói chuyện với Kiều Linh Vận, Hắc Bá đã mang theo Khương Phàm tiến vào cửa phủ Kiều gia. Ta vào xem, đó là bằng hữu của ta. Phượng Bảo Nam thình lình một câu, để Kiều Thiên Mạch cùng Kiều Linh Vận lại khẽ giật mình. Bằng hữu? Phượng Bảo Nam lại có bằng hữu? Giao người ra cho ta. Đám người Đường gia đằng đằng sát khí, trước đó liền kìm nén hỏa khí. Bây giờ cảm giác đều sắp ép không được nữa. Kiều Linh Vận nói. Mời các ngươi có chơi có chịu, có chút khí độ đại tộc. Vi Nhi, chúng ta không thể giao, tên luyện đan sư này, người có bản lĩnh thì tìm ta phụ thân đòi. Nói đến thế thôi, tiễn khách. Không giao đúng không, tốt, rất tốt, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người của Kiều gia ở bên ngoài giữ vững tinh thần, nếu như bị yêu thú cắn chết, đừng đến trước cửa Đường gia kêu gào. Chúng ta đi. Đường Tư Thượng giận dữ hô to, mang theo tộc nhân rời khỏi. Kiều Linh Vận và Kiều Thiên Mạch lạnh mặt nhìn bọn hắn rời khỏi. Thế nhưng, sau khi chờ người của Đường gia thật biến mất, sắc mặt hai người trở nên nghiêm trọng lên. Tên Khương Phàm này thế nào dây, ai bảo hắn tự tiện chủ trương đến nhúng tay. Gia hỏa nhiều chuyện. Kiều Linh Vận quay người trở về phủ. Cho chủ sự Kiều gia chúng ta ở bên ngoài biết, tăng cường đề phòng, phòng ngừa Đường gia gây sự. Sau khi Kiều Thiên Mạch phân phó ở hai bên liền mang theo Kiều Vô Song trở lại trong phủ. Khương Phàm, tại sao huynh lại ở đây? Phượng Bảo Nam đuổi kịp Khương Phàm, thực sự không dám tin vào hai mắt mình. Nơi này là cổ hoa hoàng triều, Thương Huyền Đại Lục phương Bắc, cách La Phủ mấy chục vạn dặm, tương đương với hai thế giới. Ta còn đang muốn hỏi ngươi đây, ngươi chạy thế nào lại tới nơi này? Khương Phàm ôm tiểu hồ ly. Tránh để cho nó chạy đi nhìn lén nha đầu Kiều gia tắm rửa. Ta không dám về nhà, liền lang thang về phương Bắc. Một bên vừa đi vừa lịch luyện, trên đường gặp phải chuyện ngoài ý muốn,
may mắn có Kiều Linh Vận cô nương đi qua, cứu được ta. Huynh thì thế nào? Phượng Bảo Nam nói đơn giản, tranh thủ thời gian chờ Khương Phàm giải thích, cách mấy chục vạn dặm, cũng có thể gặp nhau. Đây cũng quá đúng dịp đi. Ta theo Vô Hồi Thánh Địa đến Tây Bộ làm việc, sau khi hoàn thành thì Thánh Chủ và mọi người trở về, tự ta đến Bắc Bộ đưa tin. Vừa vặn đi qua nơi này. Khương Phàm cũng rung động, thứ duyên phận này quá kỳ diệu. Không về mà chạy đi Tây Bộ làm việc, không phải Thánh Địa Thiên Hạ đều là có lãnh địa của riêng mình sao? Nói cho huynh một tin tức tốt, Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ có điều chỉnh lớn. Vô Hồi Thánh Địa sắp trở thành tôn chủ mới. Tương lai Ly Hỏa Thánh Chủ cũng sẽ chuyển giao cho quốc quân Đan Quốc. Khương Phàm nhìn Phượng Bảo Nam, lộ ra nụ cười hiểu ý. Rất xin lỗi vì lúc trước đã gây tổn thương cho ngươi, nhưng bây giờ, ngươi có thể trở về nhà. Nụ cười yếu ớt trên mặt Phượng Bảo Nam dần dần ngưng kết. Huynh nói cái gì? Trong khoảng thời gian ngươi rời khỏi này, Nam Bộ phát sinh rất nhiều chuyện. Thánh Chủ chúng ta kéo Ly Hỏa Thánh Chủ leo lên Thánh Địa Tổ Sơn. Dưới sự chứng kiến của Tứ Đại Thánh Địa Trung ương, cắt tư cách thánh chủ của hắn. Mặc dù Thánh Địa Trung ương trở ngại mặt mũi Thánh Địa Thiên Hạ, đã làm kỳ hạn 10 năm, tuy nhiên căn bản Ly Hỏa Thánh Chủ đã bị phế đi. Quốc quân Đan Quốc, Thường Huyền Nghĩa, tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa đảm nhiệm phó thánh chủ, 10 năm sau tiếp quản Thánh Địa. Phụ thân ta Khương Hồng Võ cũng đi theo tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa, tiếp quản Diêm La Điện. Còn có thánh chủ chúng ta. Sau 10 năm chính thức tiếp quản tôn chủ Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ, hiệu lệnh Thánh Địa Nam Bộ. Khương Phàm vỗ vỗ bả vai Phượng Bảo Nam. Ngươi không nghe lầm, Hoàng Mã Nguyên vẫn là Ly Hỏa Thánh Địa khống chế, nhưng Ly Hỏa Thánh Địa đã không còn là Ly Hỏa Thánh Địa trước kia. Có phụ thân ta đang ở kia đè lấy, Ly Hỏa Thánh Địa không dám ra tay với Phượng Thành, ngươi có thể trở về nhà. Đây đều là thật. Ánh mắt Phượng Bảo Nam trở nên hoảng hốt, ngoại trừ chấn kinh thì vẫn là chấn kinh. Thời gian 2 năm ngắn ngủi này, vậy mà Hoang Mã Nguyên đã đổi chủ. Thánh địa, còn có thể cưỡng ép đổi chủ. Phượng Bảo Nam sinh ra ở Hoang Mã Nguyên, lớn lên tại Hoang Mã Nguyên, từ khi vừa hiểu chuyện đã bắt đầu nhận ảnh hưởng của Ly Hỏa Thánh Địa. Trong thế giới hắn nhận biết, Ly Hỏa Thánh Địa tựa như là thánh linh vô thượng, uy hiếp tất cả người muốn khiêu chiến với mình, Ly Hỏa Thánh Địa càng giống thiên nhạc núi trời, nguy nga, đặt ở phía trên toàn bộ Hoang Mã Nguyên. Xem như bây giờ đã tiếp xúc đến hoàng tộc, hắn vẫn cảm giác không thể chiến thắng Ly Hỏa Thánh Địa. Ta không cần thiết phải lừa ngươi. Khương Phàm dùng sức nắm Phượng Bảo Nam bả vai, ánh mắt chợt biến đổi. Linh văn của ngươi. Linh văn của ngươi làm sao? À, đây là bí mật của Phượng gia chúng ta, còn xin thay ta giữ lấy. Phượng Bảo Nam vẫn còn có một chút hoảng hốt, Ly Hỏa Thánh Địa xong, Phượng gia an toàn. Hắn trèo non lội suối, tìm kiếm cơ duyên, cố gắng trưởng thành, chính là hy vọng có một ngày có thể cường đại đến đối kháng Ly Hỏa Thánh Địa, cũng tìm kiếm được chỗ dựa cường đại, giải cứu Phượng gia. Kết quả, hắn ở nơi này vừa mới bắt đầu phát lực, bên kia đã kết thúc. Bí mật của các ngươi gì, có thể thăng hoa linh văn? Khương Phàm khó có thể tin được, trước đó là lục phẩm, làm sao đột nhiên lại thành thánh phẩm? Chờ chút, thánh phẩm mộc linh văn. Phượng Bảo Nam là thánh phẩm Mộc Linh Văn, chẳng phải đã có thể tiếp quản Đại Hoang Diễn Thiên Ấn. Khương Phàm kích động. Phượng Bảo Nam, cùng ta về Vô Hồi Thánh Địa, Vô Hồi Thánh Địa chúng ta cần ngươi. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Phượng Bảo Nam lại là lắc đầu hít một hơi. Ngươi thề cho ta, Ly Hỏa Thánh Chủ xong rồi. Ly Hỏa Thánh Địa giao cho quốc quân Đan Quốc rồi. Ta thề. Phượng gia chúng ta an toàn. Nếu như các người Phượng gia nguyện ý, có thể trở thành trợ thủ của phụ thân ta tại Hoang Mã Nguyên, giúp thánh chủ mới vững chắc vị trí thánh chủ. Tóm lại, Hoang Mã Nguyên thay đổi, Phượng gia các ngươi không chỉ có an toàn, cũng có khả năng sẽ trở thành đệ nhất đại thành tại Hoang Mã Nguyên. Nếu như người nguyện ý, có thể gia nhập Vô Hồi Thánh Địa, ta dám cam đoan Vô Hồi Thánh Chủ sẽ vô cùng vui mừng. Chờ ngươi đến nơi đó, ngài ấy cũng sẽ cho ngươi một đại lễ. Khương Phàm nơi này đang kích động cổ động Phượng Bảo Nam, bên kia Kiều Linh Vận đã khí thế hung hăng chạy tới. Người tên Khương Phàm. Kiều Linh Vận mỹ lệ cao gầy, dung mạo dáng người không thể bắt bẻ, còn rất có tư thế hiên ngang khí chất, chỉ là cường thế đã quen, lại xuất thân đại tộc, cho nên cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn là Khương Phàm, bằng hữu của ta. Phượng Bảo Nam vừa mở miệng,
bị Kiều Linh Vận đưa tay ngăn lại, ánh mắt dần dần giá lạnh. Ai cho ngươi lá gan, nhúng tay vào chuyện Kiều gia chúng ta? Tiện tay mà thôi, đừng khách khí. Ai khách khí với ngươi? Ta gặp qua rất nhiều luyện đan sư kiêu ngạo, nhưng chưa từng thấy loại như tự cho rằng thông minh tự cho là đúng như ngươi đây. Phượng Bảo Nam ho nhẹ hai tiếng. Linh Vận, hắn là có ý tốt. Nơi này không có chuyện của ngươi. Kiều Linh Vận lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Phàm, lại liếc mắt tiểu hồ ly trong ngực hắn. Còn có con hồ ly này, xảy ra chuyện gì, đừng nói nó là của ngươi. Là của ta. Thật là của ngươi. Kiều Linh Vận rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu. Tốt, nó ăn Đường Tư Minh, ngươi làm trọng thương Đường Tư Thượng. Đây là muốn làm gì? Hãm hại Kiều ra sao? Kiều Thiên Mạch cũng tức giận quát tháo. Ngươi có biết hay không, ngươi đã chọc phiền phức bao lớn cho Kiều gia chúng ta? Khương Phàm hỏi lại. Các ngươi sợ Đường gia? Ai nói chúng ta sợ Đường gia? Đường gia cướp đoạt luyện đan sư của các ngươi, lại phái người quấy rối muội muội các ngươi, lựa chọn của các ngươi chính là chịu đựng. Ai nói chúng ta chịu đựng? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Kiều gia chúng ta làm việc, đến phiên người ngoài như ngươi khoa tay múa chân sao? Khương Phàm nhún vai, đụng tặc điểu, nói. Tiểu đồng bọn của ta ăn Đường Tư Minh, ta rất xin lỗi. Cho nên để ta giải quyết. Ngươi giải quyết, ngươi giải quyết như thế nào, đem Đường Tư Thượng đánh phế đi. Ngươi đây là giải quyết vấn đề, hay là tạo thù hận cho Kiều gia chúng ta? Ta không có giải quyết sao? Một vụ cá cược, đem Đường Tư Thượng khuyên lui. Ta ôm hồ ly đánh phế đi Đường Tư Thượng, chẳng khác nào để Đường gia biết, hồ ly là của ta. Cho nên ăn người oán ta, đả thương người cũng oán ta, vấn đề đều tại ta. Chờ ngày mai, các ngươi đem ta đánh ra ngoài, chẳng phải vấn đề của Kiều gia đã giải quyết. Kiều Linh Vận và Kiều Thiên Mạch há hốc mồm, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy nói đến phản bác. Ta tới gặp gia chủ Kiều gia các ngươi, gặp xong sau đó ta liền đi. Đường gia muốn báo thù, cứ việc tìm tới ta. Khương Phàm mỉm cười, nói với Hắc Bá. Xin mang ta đi gặp gia chủ của các ngươi. Xin mời. Hắc Bá quái dị nhìn Khương Phàm, bỗng nhiên có một chút không hiểu rõ đứa nhỏ này. Kiều Linh Vận hỏi Phượng Bảo Nam. Hắn là bằng hữu của huynh sao? Bằng hữu thế nào? Chúng ta đến từ một chỗ. Phượng Bảo Nam cũng kỳ quái, gặp gia chủ Kiều gia. Hắn chẳng lẽ biết gia chủ Kiều gia? Không nên chứ. Từ phương Nam tới, vì sao hắn lại chạy đến nơi đây? Tới tìm ta. Phượng Bảo Nam hàm hồ nói. Tìm huynh làm cái gì? Về nhà. Phượng Bảo Nam dùng sức nắm tay, nếu như ly hỏa thánh địa thật đã thay đổi, nguy hiểm của Phượng gia liền đã giải trừ, hắn có thể trở về nhà. Lúc nào, bây giờ? Kiều Linh Vận nhíu lông mày một cái. Chờ sau khi thi đấu bài vị kết thúc. Phượng Bảo Nam chưa nói xong, Kiều Linh Vận đã nâng tay quất vào trên mặt của hắn. Phượng Bảo Nam, ngươi là đang nhục nhã Kiều Linh Vận ta sao? Ngươi không rõ ràng tư cách dự thi thi đấu bài vị là cái gì sao? Tỷ tỷ. Kiều Vô Song tranh thủ thời gian giữ chặt tỷ tỷ. Linh Vận, ta thật chỉ là trở về nhìn, ta sẽ còn trở lại. Phượng Bảo Nam cười khổ. Thi đấu bài vị thuộc về cửu đại gia tộc, bất kỳ người dự thi nào cũng đều phải là người trong gia tộc, trực hệ, chi thứ, hoặc là liên quan hôn nhân. Tư cách dự thi của Phượng Bảo Nam, chính là hôn phu của vị trưởng nữ Kiều gia, Kiều Linh Vận này. Ha ha, trở về, huynh chạy đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, sẽ còn trở lại. Kiều Linh Vận khó có thể tin được mà nhìn Phượng Bảo Nam. Đây là nam tử đối với mình nói gì nghe nấy kia sao? Đây là nam tử vì theo đuổi mình, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì kia sao? Lấy thân phận vị hôn phu tham gia luận võ. Sau khi kết thúc liền trực tiếp biến mất. Cái này chẳng phải sẽ để cho người của Hoàng Thành cho rằng Kiều Linh Vận nàng vì tìm người tham gia trận đấu, không tiếc mang hôn nhân đại sự ra nói đùa. Sau này nàng còn làm người thế nào, còn đặt chân tại Hoàng Thành thế nào? Ta đồng ý với muội, ta thật sẽ còn trở lại. Phượng Bảo Nam đương nhiên biết ảnh hưởng ác liệt của chuyện này, nhưng hắn muốn về nhà, hắn muốn nói cho người nhà là hắn còn sống, hắn muốn đem tỷ tỷ an táng tại tổ tư. Đôi mắt Kiều Linh Vận dần dần mông lung. Huynh hoặc bây giờ liền cút ra khỏi Kiều gia cho ta. Hoặc liền vĩnh viễn ở lại nơi này. Phượng Bảo Nam, chính huynh chọn, liền chọn ngay bây giờ.
Kiều gia chủ, kính đã lâu. Ta là Khương Phàm, một luyện đan sư còn không biết tên. Sau khi Khương Phàm thu tặc điểu vào Thanh Đồng tiểu tháp, hắn liền đi tới trước mặt gia chủ Kiều gia, không kiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái. Gia chủ Kiều gia ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi cao 10 mét nhìn xuống thiếu niên trong đại điện. Luyện đan sư đến Kiều gia báo danh, đều thống nhất an bài đến nơi nghỉ ngơi chuyên môn. Nhưng Hắc lão nói, ngươi chuyện rất quan trọng, muốn đích thân gặp ta gặp mặt nói chuyện. Là rất quan trọng. Khương Phàm nhìn qua gia chủ Kiều gia, cứ việc đi tới nơi này, nhưng trong lòng vẫn còn có một số trần trở cùng lo lắng. Với hắn mà nói, cái này cũng không dễ dàng. Nói đi. Gia chủ Kiều gia quan sát tỉ mỉ thiếu niên phía dưới, càng nhìn càng cảm giác kỳ quái, thoạt nhìn cũng chỉ là 17 tương đương 18 tuổi, nhưng lại là linh hồn cảnh. Khương Phàm nhìn thẳng đôi mắt gia chủ Kiều gia, chậm chạp không có mở miệng. Ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn, nói, chuyện gì? Gia chủ Kiều gia nghênh tiếp ánh mắt Khương Phàm, ánh mắt có một chút lăng lệ. Khương Phàm, có lời gì thì cứ trực tiếp nói. Hắc bá cũng ở bên cạnh thúc giục. Tộc trưởng nguyện ý gặp ngươi, đã là vinh hạnh của ngươi, làm sao còn ra giá đây? Xin ngài ra ngoài. Khương Phàm nói với Hắc bá. Hắc bá nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng hơi không kiên nhẫn, khua tay nói. Ngươi đi xuống trước. Chú ý ngôn từ, đừng mạo phạm tộc trưởng. Sau khi Hắc bá nhắc nhở Khương Phàm, mới lui lại rời khỏi đại điện. Đóng cửa lại. Khương Phàm lại nói. Hắc bá lắc đầu than nhẹ, đem cửa điện đóng kỹ. Kiều Vạn Niên nhìn xuống Khương Phàm. Bây giờ có thể nói. Khương Phàm lại hơi ngừng một lát, mới hít sâu một hơi, nói. Huyền M. Đan. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Kiều Vạn Niên đột nhiên biến đổi, khí thế cường thịnh tại thời khắc này đã tăng vọt mấy phần. Khương Phàm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, vẻ mặt này chính là câu trả lời tốt nhất. Huyền M. Đan, ai? Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài trong ý thức Khương Phàm. Ngươi từ chỗ nào biết được Huyền M. Đan? Kiều Vạn Niên đột nhiên đứng dậy, cao giọng quát lớn. Khí thế bức người bao phủ Khương Phàm, giống như trọng chùy đánh vào trên người hắn, chấn động đến khí huyết hắn không khoái, liên tiếp lui về phía sau. Cửa sổ, cửa phòng đại điện lay động lịch liệt, để thị vệ phía ngoài đều cảnh giác, nhìn chằm chằm cửa phòng tùy thời chuẩn bị xông đi đến. Miệng mũi Khương Phàm chảy máu, nhưng vẫn nghênh tiếp ánh mắt Kiều Vạn Niên. Xin hỏi Kiều Gia Trang, ai đang dùng Huyền M. Đan? Ngươi rốt cuộc là ai? Nói. Hai con người Kiều Vạn Niên như đao, phảng phất có thể trực tiếp giết người. Khí thế tràn ngập trên người hắn càng ngày càng mạnh, chật ních cả đại điện rộng rãi. Liệt diễm màu vàng mãnh liệt bạo động, ở phía trên ngưng tụ thành một con mãnh cầm đang dương cánh, móng vuốt nhọn, hung quang như điện, bộ dáng cực kỳ dọa người. Tộc trưởng nổi giận. Hắc bá ở ngoài điện sốt ruột, đã nhắc nhở qua hài tử kia không được khiêu khích tộc trưởng, làm sao lại còn chọc giận tộc trưởng. Bên trong xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc bằng hữu này của huynh tới đây làm gì? Kiều Thiên Mạch hãi hùng khiếp vía, thấp giọng thét hỏi Phượng Bảo Nam. Ở bên ngoài đả thương người thì cũng thôi đi, lại còn chạy đến trong đại điện gia tộc chọc giận phụ thân. Thật đúng là không sợ chết. Phượng Bảo Nam chau mày, Khương Phàm đang làm gì, điên rồi sao? Đây chính là gia chủ Kiều gia, tương đương với vương hầu trong hoàng tộc. Trong điện, khí lãng, sóng nhiệt cuồn cuộn. Khương Phàm gian nan ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt Kiều Vạn Niên. Xin hỏi Kiều gia chủ, Kiều huynh, đã hoàn hảo. Kiều Vạn Niên tức giận đến sắc mặt lại lần nữa kịch biến, là loại thay đổi mãnh liệt khó mà khống chế được. Liệt diễm toàn thân hắn nổ tung, biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Khương Phàm, khí thế kinh khủng giống như là giang hà cuồng nộ, suýt chút nữa chấn vỡ Khương Phàm. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ai phái ngươi tới? Khương Phàm miệng mũi chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Không biết Kiều gia chủ có thể mang ta đến gặp một lần hay không? Đùng. Kiều Vạn Niên một tay bóp lấy cổ Khương Phàm, mình mông liệt diễm phun trào tại năm ngón tay, tùy thời có thể phun ra ngoài. Nói, là ai phái ngươi tới? Nói. Tiếng gầm thét cuồng bạo, chấn động cung điện, khí thế kinh khủng, cuồn cuộn khắp cả đỉnh núi nguy nga. Toàn bộ bọn thị vệ trên quảng trường trước điện kinh động, nhao nhao vào tới trước điện, chờ điều lệnh. Các tộc lão ở các nơi đại sơn cũng đều liên tiếp bay lên không, phóng tới đỉnh núi.
Bọn hắn đều không rõ tình huống như thế nào, còn tưởng rằng Đường gia phái nhân vật nào đó tới gây sự. Tộc trưởng bất giận. Hắc bá kiên trì mở cửa lớn ra, khí lãng kinh khủng đập vào mặt, cùng với rào rạt liệt diễm, quét sạch vài trăm mét quảng trường. Khương Phàm là bằng hữu của ta, hắn không có ý mạo phạm gia chủ, còn xin gia chủ bất giận. Phượng Bảo Nam chịu đựng hỏa diễm mãnh liệt, vọt tới trong điện. Biến ra ngoài. Đáy mắt Kiều Vạn Niên bùng lên cường quang, cuồn cuộn trong liệt diễm đột nhiên xông ra hỏa quang, hóa thành hỏa điểu khủng bố, dương cánh gáy to, đối diện đâm vào trên thân Hắc Bá cùng Phượng Bảo Nam. Sắc mặt Hắc Bá kịch biến, kêu thảm bay ra ngoài. Phượng Bảo Nam toàn thân run rẩy, máu thịt be bét bị đập ra đi, liên tiếp nảy lên mấy chục mét. Bảo Nam, Kiều Linh Vận kêu lên đầy sợ hãi, vội vàng nhào tới, kiểm tra thương thế của Phượng Bảo Nam. Cũng khiếp sợ nhìn qua đại điện. Rốt cuộc tên hỗn đản kia đã nói cái gì mà lại có thể chọc giận phụ thân thành như thế này. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ từng thấy phụ thân mất khống chế như vậy. Ngoài điện, bọn thị vệ liên miên quỳ xuống, sợ hãi, khó có thể bình an. Xảy ra chuyện gì? Các tộc lão Kiều gia liên tiếp đuổi tới đỉnh núi. Hình như Hắc Bá mang theo hài tử trở về, là luyện đan sư thánh phẩm kia, Hắc Bá đã mang về. Mới vừa đi đến không bao lâu đi, đột nhiên đã như vậy. Bọn thị vệ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm trọng cảnh giác đại điện. Một hài tử. Các tộc lão hai mặt nhìn nhau, bước nhanh đi đến đại điện. Đều đứng ở bên ngoài cho ta. Trong đại điện đột nhiên truyền ra tiếng thét tức giận của Kiều Vạn Niên. Thanh âm hùng hậu, khí thế dữ dằn. Các tộc lão tâm cũng không khỏi run lên, liên tiếp ngừng lại. Bọn thị vệ cẩn thận từng ly từng tí trao đổi ánh mắt, đây là thế nào? Gia chủ trực tiếp quát tháo các tộc lão. Những tộc lão này đều là trưởng bối của gia chủ, nhân vật tầng cao nhất trong tộc. Gia chủ, các tộc lão Kiều gia mặc dù đã dừng ở bên ngoài, nhưng vẫn muốn hỏi thăm tình huống. Kết quả cửa điện ầm ầm đóng lại. Lần này tất cả mọi người đều ngây ra. Xảy ra chuyện gì? Hai đoạn liệt diễm xông lên đỉnh núi. Bên trong đi ra hai bóng người. Một hùng tráng uy mãnh, bộ ngực khuếch trương, dáng dấp hiên ngang. Một phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp khuynh thành. Vạn Sơn, Phương Hoa, mau đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Các tộc lão tranh thủ thời gian chào hỏi hai người của Kiều gia, cũng chính là thân đệ đệ của Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, cùng muội muội Kiều Phương Hoa. Ta hỏi đã xảy ra chuyện gì. Kiều Vạn Sơn long hành hổ bộ, bước nhanh đi đến đại điện. Cái gì cũng không biết, đi xem một chút. Các tộc lão tranh thủ thời gian thúc giục. Kiều Vạn Sơn và Kiều Phương Hoa đẩy cửa điện ra, vậy mà không có động được, hai người trao đổi ánh mắt, bỗng nhiên phát lực mới đẩy ra được. Nhưng hai người mới vừa đi đến, cửa điện lại bị cưỡng ép đóng lại. Đại ca, là chúng ta. Xảy ra chuyện gì, tiểu tử này là ai? Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa đều rất kinh ngạc, còn tưởng rằng là đại nhân vật nào đó của Đường ra tới. Làm sao lại bóp lấy hài tử này, còn để đại ca tức giận đến mặt mũi đều dữ tợn như thế. Kiều Vạn Niên gắt gao bóp lấy cổ Khương Phàm, cơ hồ muốn đem nghiền nát cổ của hắn. Hắn biết huyền M đan, hắn biết tổ tiên. Cái gì? Kiều Vạn Sơn và Kiều Phương Hoa bỗng nhiên biến sắc, khí thế kinh khủng trong chốc lát phá thể mà ra, nhãn thần đều trở nên cực kỳ lăng lệ, giống như hung cầm ác thú đáng sợ, gắt gao tiếp cận Khương Phàm. Kiều Vạn Niên hung tợn nhìn chằm chằm Khương Phàm. Ta cho ngươi một cơ hội, tự ngươi nói. Là ai phái ngươi tới, có mục đích gì? Ngươi cũng có thể không nói, Kiều gia ta có là thủ đoạn, để cho tất cả mọi thứ trong miệng ngươi đều phun ra. Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa thể hiện lạnh lẽo, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Đây chính là bí mật to lớn của Kiều gia, càng là bí mật Kiều gia cực lực phong tỏa. Ngàn năm, bình yên vô sự. Đứa nhỏ này là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lại còn ngay lúc này? Chẳng lẽ là gia tộc khác tra được cái gì? Khương Phàm gian nan mở miệng. Dẫn ta đi gặp nàng, các ngươi tự nhiên biết, ta là ai? Ta là đang cùng ngươi bàn điều kiện sao? Nói. Kiều Vạn Niên bóp lấy Khương Phàm hung hăng đánh tới mặt đất, nhưng đúng vào lúc này, một khí tức làm cho người ta muốn ngạt thở đột nhiên tràn ngập trong cung điện. Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn. Còn có Kiều Phương Hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn bộ nhìn về phía trong góc cung điện. Đứng nơi đó là một lão nhân gầy gò còng xuống lại mặt mũi nhăn nheo, nhìn ra lõm khòm,
nhưng khí tức đang tràn ngập trong đại điện để cho người ta hít thở không thông, lại đến từ hắn. Lão tổ! Ba người kinh hô, cuống quýt quỳ xuống hành lễ. Hai mắt lão nhân đục ngầu, nhìn chằm chằm thiếu niên đang đứng lên trên mặt đất. Lão tổ! Ba người mặt mũi tràn đầy kính sợ, cẩn thận dương mắt nhìn, đã quá lâu chưa thấy qua lão tổ. Lão nhân không để ý đến bọn hắn, trong mắt đều là Khương Phàm, khí tức của hắn loạn, ánh mắt của hắn hoảng hốt, hắn nện bước chân mệt mỏi, từng bước đi đến chỗ Khương Phàm. Bọn người Kiều Vạn Niên tranh thủ thời gian đứng dậy, muốn đỡ lấy lão nhân. Lão nhân lại đột nhiên rơi lệ, quỳ xuống trước Khương Phàm. Lão tổ! Ba người luống cuống tay chân, cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống với lão nhân. Bọn hắn xoay người nhìn lão tổ quỳ xuống, vừa nhìn về phía thiếu niên trước mặt, có một chút há mồm, toàn thân nổi lên cơn gió lạnh. Khương Phàm nhìn quỳ gối lão nhân trước mặt mình, lông mày càng nhăn càng chặt. Huyết dịch trong thân thể của hắn dần dần ấm áp lên, vậy mà tuôn ra một cảm giác kỳ quái loại không thể nào nói được. Lão nhân hai mắt đẫm lệ, run rẩy giơ tay lên, đến trước mặt Khương Phàm. Khương Phàm thể hiện quái dị, chần chờ đưa tay ra. Hai tay lão nhân già nua run rẩy bưng lấy tay Khương Phàm, nước mắt lần nữa tràn mi, nhẹ giọng một câu, để cho Khương Phàm như bị năm tia sét đánh vào trên đầu, càng làm cho ba người Kiều Vạn Niên hít vào khí lạnh. Phụ thân! Lão nhân cầm lấy tay Khương Phàm, cúi đầu thật sâu, nước mắt rơi như mưa. Mắt Khương Phàm trừng lớn, đầu đều rỗng. Phụ thân! Hài tử của ai? Kiều huynh! Lão nhân dẫn Khương Phàm rời khỏi từ cửa sau đại điện, để lại ba người Kiều Vạn Niên ngồi liệt trong đại điện trống trải, đầu trống rỗng một hồi, ông ông một hồi, điên cuồng mơ màng một hồi, lại chết lặng cứng ngắc một hồi. Những người ở bên ngoài đang lo lắng chờ đợi bọn họ chợt phát hiện trong điện đã an tĩnh lại. Không còn táo bạo, không có lửa ánh sáng, cũng không có bất kỳ âm thanh gì. Thế nào? Đứa nhà quê kia đã chết rồi sao? Bất luận là tộc lão hay là bọn thị vệ đều cảm giác kỳ quái. Hôm nay là thế nào đây? Một hồi sao động không hiểu thấu, lại một hồi an tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Khương Phàm theo lão nhân đi đến bí cảnh bí ẩn nhất của Kiều gia phía sau núi, trong đầu cũng vang lên giọng Đan Hoàng. Trường sinh đan, đại biểu cho sinh chi cực, xin thương thiên sống tạm bợ, hướng đại đạo đoạt mệnh. Huyền M đan, thì tượng trưng cho tử chi cực, có thể khiến người ta mất mạng trong nháy mắt, bất luận là linh nguyên cảnh, linh hồn cảnh hay là sinh tử cảnh. Ngay cả một vài cường giả niết bàn cảnh sau khi dùng, đều sẽ để lại tổn thương khó mà xóa đi. Nhưng huyền M đan còn có tên gọi khác, ách linh đan. Cao giai niết bàn cảnh trở lên, trong thân thể sẽ xuất hiện khí tức thánh linh, nếu như cảnh giới này dùng, có thể lựa chọn dùng khí tức thánh linh triệt tiêu tử khí, lâm vào ngủ say vĩnh cửu. Là thân thể ngủ say, giữ vững nguyên dạng, nhiều nhất có thể đạt tới 100 năm, chỉ là trong lúc đó linh hồn sẽ ở trong thân thể tiếp nhận đau đớn vô tận. Giống như là giả chết, lại đau đớn hơn so với đã chết. Cơ hồ là sống không bằng chết. Cao giai niết bàn cảnh, nếu như trong vòng 10 năm có thể dùng thuốc giải, liền sẽ thức tỉnh, hơi điều trị, có thể khôi phục đỉnh phong. Thánh linh cảnh, khí tức thánh linh càng đầy, nếu như trong vòng 100 năm dùng thuốc giải, liền có thể khôi phục, chỉ là linh hồn sẽ có tổn thương. Nhưng, còn có tình huống, nếu như trong vòng 100 năm không có thuốc giải, hoặc là bởi vì nguyên nhân gì đó mà không nguyện ý thức tỉnh, thì cần tiếp tục dùng huyền M đan giữ vững bộ dáng thân thể, cũng tiếp tục đang say giấc nồng chịu đựng đau đớn. Nhưng cứ như vậy, linh hồn lại nhận tổn thương nghiêm trọng hơn, dùng càng nhiều, tổn thương càng nghiêm trọng. Nếu như vượt qua 5 lần, cho dù có được thuốc giải, cũng có thể chỉ là sống 3 ngày 5 ngày, hoặc tầm 5-3 tháng, tình huống rất khó xác định. Chờ thời gian vừa đến, nàng sẽ thần hồn câu diệt, không còn luân hồi. Đan Hoàng nói rất kỹ càng, cũng nói rất cẩn thận. Đây chính là mong muốn đơn phương, trước đó của hắn, nhưng cũng là chuyện hắn lo lắng nhất. Luyện chế huyền M đan, nói rõ là cho Kiều Hinh dùng. Kiều Hinh dùng, nói rõ là đã ngủ say giả chết. Nếu như Kiều Hinh dùng vượt qua 5 lần, ý nghĩa tồn tại cũng chính là muốn nhìn thấy Khương Phàm, sau đó triệt để chết đi, ngay cả hy vọng luân hồi đều không có. Sắc mặt Khương Phàm càng ngày càng nghiêm trọng, hô hấp đều khó mà bình tĩnh, hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, mới có thể khống chế lại cảm xúc. Đến đây, lão nhân mang theo Khương Phàm đi đến tổ địa Kiều gia. Nơi này là tòa thạch điện độc lập với cung điện tổ từ bên ngoài,
tọa lạc ở bên trong thâm cốc u tĩnh. Lão nhân đẩy cửa điện ra, khom người, cúi đầu, mời Khương Phàm đến trong điện. Cẩn thận từng ly từng tí, lại rất cung kính. Thạch điện thanh lãnh sạch sẽ, ngoại trừ một tòa ngọc quan đẹp đẽ, thì chính là bồ đoàn đơn sơ. Khi Khương Phàm nhìn thấy ngọc quan, một khắc này, đầu hắn ông một tiếng, nắm đấm nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt, con mắt dần dần bịt kín hơi nước. Lão nhân đi đến bên cạnh ngọc quan, lần nữa quỳ xuống với Khương Phàm. Trước lúc mẫu thân ngủ say đã từng nhắc nhở, nếu có hạnh gặp lại phụ thân, trước tiên phải quỳ lại nói. Thật xin lỗi. Khương Phàm chịu đựng tình cảm cuồn cuộn trong lòng, đi tới phía trước ngọc quan. Giờ khắc này, hai mắt hắn đã đẫm lệ. Nữ tử trong quan tài ngọc mặc một thân áo cưới đỏ tươi, là thời điểm lúc trước nàng gả vào thần triều mặc nó. Nữ tử trong quan tài ngọc bạch ngọc không tì vết, thanh lệ đáng yêu, hồng nhuận phơn phớt khóe miệng có chút câu lên, mang theo nụ cười thản nhiên, giống như khi còn sống hoạt bát sáng sủa, ngây thơ đáng yêu như thế. Nữ tử trong quan tài ngọc quen thuộc như vậy, chân thật như vậy. Ánh mắt Khương Phàm mông lung chạm đến nàng, trong chốc lát, những đoạn ngắn sâu trong ký ức kia phun ra ngoài, giống như lạc ấn cùng linh hồn hắn đời này giao hòa. Toàn thân Khương Phàm căng cứng, chân thực lại mãnh liệt thể nghiệm lại quá khứ đã từng. Giống như tại thời khắc này, hắn đã về tới ngàn năm trước đó, chân thực trải qua hết thảy những chuyện kia. Hắn cùng nàng, thân mật như vậy, chân thật như vậy. Lão nhân quỳ gối trước ngọc quan, lấy đầu gõ đất, nhẹ giọng nói nhỏ. Trước khi Đăng Thiên Kiều bộc phát đại chiến, mẫu thân đột nhiên phát hiện có thai. Nhưng lúc đó trên dưới thần triều đều đang khẩn trương chuẩn bị, cường tộc các nơi cũng bí mật phái đi số lượng lớn gián điệp, mẫu thân không dám lộ ra, sợ bị người khác xem như mục tiêu, uy hiếp ngài, uy hiếp thần triều. Người cũng không dám nói với thiên hậu để tránh phân tâm, ảnh hưởng cuộc chiến xưng đế của Đăng Thiên Kiều. Người làm bộ cái gì cũng đều không có phát sinh, tiếp tục gửi thư đến Kiều gia, thỉnh cầu Kiều gia tham chiến. Nhưng, Cổ Hoa Hoàng Thành một mực là hoàng tộc trung lập, cự tuyệt Đăng Lâm bách tộc chiến trường, cũng không cho phép Kiều gia nhúng tay cuộc chiến Đăng Thiên Kiều. Cho đến khi trước ba ngày bộc phát đại chiến, mẫu thân rốt cuộc cũng nhận được hồi âm. Kiều gia gọi người mau chóng trở về, có chuyện quan trọng muốn nói. Trong lời nói, bao nhiêu có dự định tương trợ thần triều. Mẫu thân hy vọng có thể cho ngài một phần vui mừng, ngóng nhìn có thể tại thời khắc mấu chốt mang theo Kiều gia, thậm chí Cổ Hoa Hoàng Thành lao đến bách tộc chiến trường, cũng đang mong đợi thời khắc ngăn cơn sóng dữ, có thể được ngài và thiên hậu một tán thưởng, người sẽ đáp lại các ngài một giọng nói, một nụ cười ngọt ngào, chứng minh, ngài không phải người vô dụng. Cho nên, ngài không đã chào hỏi, rời khỏi trong đêm. Nhưng, đó là cái bẫy. Cổ Hoa Hoàng thất sự cảm vạn thế thần triều sẽ thất bại tại bách tộc chiến trường, không muốn Kiều gia sau đó sẽ bị các phương trấn áp, càng không nguyện ý liên lụy Cổ Hoa, nên khi mẫu thân trở về cùng ngày đã cưỡng ép giam đến địa lao hoàng thất. Mẫu thân ở trong địa lao khóc cầu 10 ngày 10 đêm, liều chết giãy giụa, nhưng hoàng thất liên thủ toàn thể lão tổ cửu đại gia tộc cực lực trấn áp. Cuối cùng người vẫn không thể rời khỏi. 10 ngày sau, bách tộc chiến trường kịch biến truyền khắp Thương Huyền đại lục. Ngài chiến tử, thần triều, bại lui, 12 hoàng đạo Thương Huyền, giết tiến vào vạn thế thần triều. Rốt cuộc các tộc Cổ Hoa cũng chịu thả mẫu thân rời khỏi, mẫu thân khóc ra cả máu, khóc chạy đến thần triều, nguyện cùng thần triều cùng tồn vong. Nhưng, trên đường đi mẫu thân lại ra rất nhiều máu. Người đang ở giữa lựa chọn bồi ngài chịu chết và để lại hài tử. Mẫu thân chịu đựng bi thương thống khổ cùng áy náy, lui về Kiều gia. Vì để tránh cho bị người khác phát hiện mình mang thai, liền uống thuốc cưỡng chế mang thai chuyển rời 3 năm, cũng cùng người khác cử hành hôn lễ, dùng thân phận này che giấu hài tử. Xin phụ thân đừng lo lắng, người kia là nữ giả nam trang, chỉ cần tên vợ chồng. Lão nhân dựa theo nguyện vọng, nói rõ sự thật năm đó, nói xong lời cuối cùng, lệ đã rơi đầy mặt. Thời điểm năm đó mẫu thân chính miệng nói ra đang mang theo bộ dáng đau khổ bi thương kia. Vô số lần nàng hận mình không từ mà biệt, hận mình không thể gặp lại thần hoàng một lần cuối cùng. Hầu như cứ vào đêm khuya là nàng bừng tỉnh, sợ hãi đau đớn, sợ cách mình làm bị thần triều hiểu lầm, bị người mình yêu nhất hiểu lầm. Đã từng là một cô gái thiện lương ngây thơ, trong mấy năm ngắn ngủi đã vài lần sụp đổ, tóc trắng đầy đầu. Nàng bị vây ở địa lao hoàng thất, 10 ngày, 10 đêm. Đầu ngón tay Khương Phàm khẽ chạm ngọc quan nắp quan tài.
hơi nước trong mắt ngưng tụ thành nước mắt, trượt xuống gương mặt. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng tình cảnh nàng ở trong địa lao tuyệt vọng và đau đớn như thế nào, cũng có thể tưởng tượng lúc nàng quỳ xuống trong địa lao, thậm chí kêu khóc thê lương. Các tộc cổ hoa cũng không xem trọng cuộc chiến đăng thiên kiều, cho nên mới giam mẫu thân, tránh cho các tộc thương huyền sau đó kiếm cớ phát binh đến cổ hoa. Nhưng xin phụ thân không nên giận chó đánh mèo kiều gia, bởi vì lúc ấy tử đệ toàn tộc kiều gia đều bị hoàng thất bắt hết, nếu như không theo, kiều gia sẽ bị xóa tên khỏi cổ hoa, toàn tộc trên dưới tất cả đều chém đầu. Tình huống lúc ấy, kiều gia, không thể không theo. Sau đó, kiều gia cũng đã nghĩ tất cả biện pháp bảo vệ mẫu thân, cũng che giấu thân phận của ta. Nàng là dùng huyền M đan. Ta dùng trường sinh đan, vì mẫu thân mà túc trực bên linh cữu. Mẫu thân dùng huyền M đan, chờ đợi ngài luân hồi. Người nói qua, thiên hậu sẽ không để cho nàng đợi đợi quá lâu, nhiều nhất là ngàn năm, nàng có thể tỉnh lại. Lão nhân lã chã rơi lệ, ngàn năm, đây không phải ngủ say ngàn năm, đây là trầm luân ngàn năm, là linh hồn đang chịu đựng trắc trở ngàn năm. Một ngày lại một ngày, chỉ vì chờ một người trở về, chỉ vì muốn lần nữa mỉm cười, lần nữa ôm lấy. Dù là ngàn năm cực khổ, đổi lại ba ngày tân sinh. Dù là ba ngày tân sinh, chờ một người vĩnh thế không được luân hồi. Người đi ra ngoài trước một lát. Hai mắt Khương Phàm đẫm lệ, thanh âm đã nghẹn ngào. Lão nhân đứng dậy, cung kính lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa đá lại. Khi cửa đá đóng chặt lại, một khắc này, rốt cuộc Khương Phàm cũng đã không khống chế nổi cảm xúc cuồn cuộn ở trong lòng, nước mắt tràn mi mà ra, yết hầu co rúm, nghẹn ngào thút thít. Hài tử. Nàng mang thai hài tử. Nàng để lại cho mình huyết mạch, nàng vẫn ngây thơ như vậy, nếu như không phải một mình nàng trở về, cũng sẽ không bị nhốt tại hoàng thành. Nếu như không phải không từ mà biệt, cũng sẽ không chọc giận thiên hậu, tại lúc huyết tế thần triều trước sau đều không có suy nghĩ thêm kiều ra một tơ một hào. Nếu như năm đó nàng không có vụng trộm trở về, nếu như thiên hậu biết nàng mang thai, nếu như, bất luận thuốc độc gì cũng đều có thuốc giải, nàng còn có thể cứu không? Khương Phàm thâm tình vuốt ve ngọc quan, cách nắp quan tài giá lạnh, nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt. Đan Hoàng than nhẹ, huyền M đan, có thể nói là một trong những đan dược ác độc nhất trên đời. Ta cũng không biết kiều huynh này lấy được phối phương từ đâu. Thuốc giải, ta muốn thuốc giải, ngài là Đan Hoàng, ngài ngay cả linh văn đều có thể thăng hoa. Ta gọi ngài sư phụ, ta từ đây khổ tu đan thuật. Chỉ cần có thể cứu nàng, ngài nói cái gì, ta làm cái đó. Khương Phàm lệ rơi đầy mặt, tim như bị đao cắt. Vì sao lại ngốc như vậy? Tại sao muốn dùng loại cách này chờ hắn trở về? Đan Hoàng trầm mặc thật lâu, mới nói. Ngươi cần làm rõ ràng trước, nàng đã dùng qua huyền M đan bao nhiêu lần? Vượt qua 5 lần, tử khí xâm nhập linh hồn sẽ vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến linh hồn luân hồi. Nàng là thánh linh cảnh, tuổi thọ có thể đạt tới 500 năm, nàng hẳn là chỉ dùng qua 4 lần, viên thứ 5 còn chưa luyện. Còn không có dùng. Khương Phàm trong lòng dấy lên mấy phần hy vọng. Ta thấy chưa hẳn. Vì sao? Người bình thường thông minh như vậy, lúc này là thế nào? Người thật cảm giác nàng có thể thuận lợi sống trên mấy trăm năm. Khương Phàm nhướng mày, gọi lão nhân tiến phía ngoài đến. Phụ thân. Lão nhân đẩy ra cửa đá, lần nữa quỳ xuống, tôn trọng càng kính sợ. Mặc dù tuổi tác hắn đã cao, nhưng thiếu niên trước mặt lại là ngàn năm chuyển thế. Mặc dù hắn có cảnh giới rất cao, nhưng ở trước mặt phụ thân lại là phần thiên thần hoàng trước kia, muốn xưng đế chủ nhân thương huyền trên đăng thiên kiều. Mặc dù hắn không có chứng kiến phụ thân lấy uy lực thần triều thống ngự thương huyền, nghênh chiến bát châu thập tam hải vô thượng hào hùng, không có trải qua đoạn lịch sử sóng dậy huy hoàng kia, nhưng mẫu thân dưỡng dục hắn trong 10 năm. Lại vô số lần kể về đoạn lịch sử kia, vô số lần nói về phụ thân thần võ ngút trời. Những hồi ức về nam tử kia từng để cho mẫu thân ngày đêm sùng bái, từ lâu đã khắc thật sâu trong tâm trí của hắn. Ngàn năm túc trực bên linh cữu, ngàn năm làm bạn, hắn đã từng vô số lần thấy phụ thân trở về. Mà bây giờ, hắn đã chờ được, các loại, đến. Khương Phàm nhìn trước mặt lão nhân, tâm tình phức tạp. Tên của ngươi. Lão nhân nói, tại Kiều gia, ta họ Kiều, tên Vô Hối. Ở trước mặt mẫu thân, ta họ Khương, tên Thủ Linh. Vô Hối, Thủ Linh. Khương Phàm thể hiện đắng chát. Mẫu thân ngươi,
sống bao lâu? Lão nhân hơi do dự, nói. Sống năm ta 10 tuổi. Vì sao? Sau khi thần triều diệt quốc, Thương Huyền hoàng tộc liên danh tuyên cáo thiên hạ, muốn mạnh mẽ xóa đi đoạn lịch sử kia, xóa đi tất cả những người liên quan. Hoàng phủ gia, Trung Ly gia, Đường gia của Cổ Hoa hoàng thành liên danh dâng tấu chương lên hoàng thất, xử tử mẫu thân, chấm dứt hậu hoạn. Tộc nhân Kiều gia cực lực phản kháng, nghĩ hết các biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn tại không thể chống cự được áp lực của các tộc. Năm ta 10 tuổi đó, mẫu thân rơi vào đường cùng, ăn vào huyền M đan, giả chết truyền bày ra hoàng tộc thiên hạ. Sau đó một mực ngủ say trong quan tài thủy tinh, chờ đợi ngài luân hồi. Lão nhân nói xong, đan hoàng than nhẹ trong đầu Khương Phàm, đã bắt đầu từ ngàn năm trước, cho tới bây giờ chẳng phải là đã 9 viên rồi. 9 viên huyền M đan, lại sẽ phải dùng viên thứ 10. Nàng có thể còn cứu được sao? Liền xem như thánh linh cảnh, cũng không chống đỡ được ngàn năm tàn phá của 9 viên huyền M đan kia. Hoàng phủ gia, Trung Ly gia, Đường gia. Khương Phàm nắm chặt nắm đấm, đáy mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo. Lão nhân lại nói. Xin tha thứ Kiều gia bây giờ điệu thấp tư thái, đó là sau khi ta tiếp quản vị trí gia chủ Kiều gia, một lần nữa điều chỉnh tộc quy. Vì cho Kiều gia tích xúc nội tình, chờ đợi ngài trở về. Cũng là vì để tránh cho Kiều gia cùng các nhà tranh đấu quá nhiều, lại để bọn hắn điều tra ta cùng Kiều gia. Linh văn của ngươi là cái gì, vì sao có thể kiên trì đến bây giờ? Mẫu thân yên tâm ngủ say, còn có một nguyên nhân đặc thù, chính là linh văn của ta, thiên văn, bất diệt thiên hoàng. Huyết mạch bất diệt thiên hoàng đặc biệt, có được năng lực niết bàn không chết, phối hợp trường sinh đan, có thể tiếp tục kéo dài tuổi thọ. Nhưng mẫu thân vì để tránh cho người khác chú ý đến ta, sau khi ta thức tỉnh linh văn liền phong ấn huyết mạch của ta, chế ước ta trưởng thành. Trước khi ta bị ẩn giấu đã dừng bước tại cao giai niết bàn. Sau khi ẩn lui, tăng lên tới niết bàn đỉnh phong, nửa bước thánh linh. Bằng vào uy lực thiên hoàng niết bàn, ta sống đến 700 tuổi. Bắt đầu từ 300 năm trước, ta liên tục dùng trường sinh đan, cưỡng ép kéo dài tính mạng, cũng dẫn đến cảnh giới thoái hóa. Tuy nhiên huyết mạch ta vẫn còn, linh văn vẫn còn, phụ thân có cần, ta vẫn có thể thiêu đốt tất cả, vì ngài một trận chiến. Lão nhân có một chút nhô lên thân thể đã còng xuống, hiệu quả của trường sinh đan dùng một lần yếu một lần, dùng liên tục 300 năm đã là cực hạn, đây là bởi vì huyết mạch của hắn đặc biệt. Hắn sắp đi đến cuối cùng, nhưng có thể trước khi chết nhìn thấy phụ thân, không oán trách, không hối tiếc. Nếu như có thể vì phụ thân mà chiến, dù chỉ là ra tay một lần, chết cũng không tiếc. Bất diệt thiên hoàng, linh văn này hẳn là có trưởng thành tốt hơn. Khương Phàm vui mừng lại tiếc nuối. Nếu như thần triều vẫn còn, thành tựu của hắn sẽ huy hoàng cỡ nào? Đáng tiếc, hắn lại bởi vì phụ thân là mình đây mà bị ép áp chế huyết mạch, vậy ở ngọn núi lớn này, chờ đợi dòng dã ngàn năm. Đan Hoàng khẽ nói. Khương Phàm, Kiều Hinh dùng 9 lần huyền M đan, sắp dùng viên thứ 10. Hy vọng để nàng thức tỉnh không lớn, hy vọng cứu sống càng xa vời. Toàn thân Khương Phàm căng cứng. Trong thức lại kiên định nói. Nàng còn có thể cứu. Ngài có thể cứu nàng. Ta cứu không được. Ngài có thể cứu. Ngài là đan hoàng. Ngài ngay cả thần đan đều có thể luyện. Ngài nhất định có thể cứu. Ta thật đáng tiếc. Ngài có thể cứu. Có thể cứu. Cứu nàng. Cứu nàng. Ta cầu xin ngài. Cứu nàng. Ta. Ta van xin ngài. Mau cứu nàng. Cứu nàng. Giọng Khương Phàm quanh quẩn bên trong ý thức hải. Mang theo từng thanh âm rung động, mang theo từng tia cầu khẩn. Nếu như là ta năm đó, ta có thể cứu. Ta có danh vọng, một tờ lệnh đan hoàng, có thể để 8 phương cường hùng lên đỉnh mây, đi bí cảnh, xuống u minh, vì ta tìm kiếm dược liệu cần thiết, đưa lên trước mặt. Ta có đỉnh lô, cửu hoàng luyện thiên đỉnh khai đỉnh, cửu đại thánh hỏa trung dung, có thể khống chế luyện hóa các loại dược liệu cường đại, bất luận là mạnh hay yếu, bất luận là M hay dương. Ta có thực lực. Có cảnh giới thần hoàng, có thể khống chế đan đỉnh, có thể giam cầm càn khôn, có thể bố đạo pháp trận, có thể tinh diệu khống chế thánh đan thành hình. Ta năm đó có thể cứu nàng, nhưng ta bây giờ, lại chỉ là một sợi hồn niệm, mà ngươi lại chỉ mới vào linh hồn cảnh, cửu hoàng luyện thiên đỉnh cũng chỉ mới nhóm một tầng lửa. Huống chi, dược liệu từ đâu mà đến? Đan hoàng không muốn đả kích Khương Phàm, nhưng đây là sự thật. Hắn đề nghị Khương Phàm tới. Tuy nhiên chỉ là suy nghĩ giải bỏ tâm nguyện, giải bỏ khúc mắc,
hắn không có nghĩ đến. Cứu người. Khương Phàm trầm mặc thật lâu, nhưng vẫn kiên trì. Ta tìm không thấy cường giả vì ta tìm thuốc, nhưng ta có thể tự mình tới. Đỉnh lô của ta không đủ để luyện đan, nhưng ta có Chu Tước Yêu Hỏa, ta có Hỗn Độn Nguyên Hỏa, ta còn có thể thỉnh cầu Ly Hỏa Thánh Địa. Từ hôm nay trở đi, ta chính thức bái ngài làm thầy. Ta bắt đầu luyện đan, kế thừa y bát của ngài, trùng tu đan hoàng cổ kinh. Ta cầu xin ngài, mau cứu nàng đi. Ai, hài tử à, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng... Nhìn một chút coi như xong đi, đừng lại chấp nhất. Nhìn một chút, ngàn năm trước, ta không thấy được nàng xuất hiện, ngàn năm sau, ta lại phải nhìn thấy nàng chết ở trước mặt ta. Ta làm không được, ta thật cứu không được nàng. Nghĩ cách một chút, ta cầu ngài nghĩ một vài cách đi, ngài nhất định có thể nghĩ được biện pháp. Ai, cho ta thời gian, ta, ngẫm lại, nhưng ta chỉ có thể nói, sẽ nỗ lực hết sức. Khương Phàm bồi trước Ngọc Quan đến ngày thứ hai, sau đó rời khỏi đi tìm Kiều Vạn Niên. Khương Phàm, ngươi còn sống, ngươi làm chuyện tốt rồi. Người của Đường gia lại náo tới cửa, còn có người của Mục gia. Mục gia hôm qua phái người tìm ngươi, kết quả toàn bộ đã biến mất, có phải có liên quan với ngươi hay không? Kiều Linh Vận, Kiều Thiên Mạch vừa rời khỏi đại điện, muốn đi xuống núi ứng phó Đường gia, Mục gia, đối diện lại đụng phải Khương Phàm. Chỉ là bọn hắn hơi kinh ngạc, người này lại còn sống. Khương Phàm nhìn một vòng. Phượng Bảo Nam đâu? Kiều Thiên Mạch quát tháo. Đầu ngươi có vấn đề gì không? Chúng ta đang chất vấn ngươi. Khương Phàm nói. Mục gia đến đòi người. Đến điều tra người của bọn hắn đi đâu? Ngươi tốt nhất không có. Kiều Thiên Mạch còn chưa nói xong, cổ áo Khương Phàm cuồn cuộn hắc khí, xiềng xích gào thét, đem bọn thị vệ Mục gia đang hôn mê ném ra ngoài. Kiều Thiên Mạch suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi, khó có thể tin được mà nhìn đám thị vệ trên đất. Mục gia, thật sự là bị hắn bắt. Người này đầu thật có vấn đề sao, giết người của Đường gia, bắt người của Mục gia. Điên rồi ư. Tất cả ở đây, lông tóc không tổn hao gì. Khương Phàm ném thị vệ Mục gia ra, sau đó đi đến đại điện phía trước. Ngươi dừng lại, bọn hắn đều là ngươi bắt. Kiều Linh Vận bừng tỉnh. Tên điên này rốt cuộc ở đâu ra, lại không hề kính sợ các đại gia cổ hoa sao? Thế nhưng cổ hoa là hoàng tộc, các tộc là vương hầu. Giao cho Mục gia, liền nói ta không đi. Kiều Linh Vận tức giận cười. Ngươi coi ngươi là ai, ngươi nói không đi liền xong rồi. Ngươi bắt thị vệ Mục gia, chính là cùng đối nghịch Mục gia. Ngươi biết địa vị Mục gia tại cổ hoa hoàng thành này không, ngươi biết chọc tới bọn hắn kết quả sẽ ra sao không? Một Đường gia đã đủ hành hạ chúng ta, ngươi còn đem Mục gia liên lụy vào. Ngươi có thủ với Kiều gia chúng ta sao? Ngươi là do người khác phái tới gây họa cho chúng ta sao? Đi theo ta, ta xem hôm nay ngươi giải quyết như thế nào. Kiều Thiên Mạch một phát bắt được bả vai Khương Phàm, thô lỗ kéo đi lại bị Khương Phàm bỗng nhiên chấn động, hất tay ra. Ngươi còn không phục? Kiều Thiên Mạch gầm thét, liệt diễm toàn thân bạo động, bắt tới phía Khương Phàm. Hỗn trướng, dừng tay cho ta. Đột nhiên có một tiếng gầm thét từ trong đại điện truyền đến, khí thế cường thịnh mang theo minh mông uy áp, quét sạch quảng trường trước điện. Phụ thân, Kiều Thiên Mạch vội vàng cuốn đi liệt diễm, hành lễ với Kiều Vạn Niên. Phụ thân, Kiều Linh Vận và Kiều Vô Song cũng liên tiếp hành lễ. Lùi xuống cho ta. Kiều Vạn Niên đi ra khỏi đại điện, theo sát phía sau có Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa. Phụ thân. Hắn. Lui ra. Kiều Vạn Niên uy thế thịnh long, trong mắt mang theo cường quang, khiến cho bọn người Kiều Thiên Mạch lùi lại. Người thất thần làm gì, tới đây. Nhị cô nương Kiều Vô Song thấp giọng nhắc nhở Khương Phàm còn, ngây ngốc đứng ở phía trước. Khương Phàm lại đi về phía đám người Kiều Vạn Niên. Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa một khắc trước đó còn khí thế hùng hổ, tại thời điểm Khương Phàm nghênh đến đều cuống quýt tản ra khí thế. Có chút cúi đầu, trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn lại lộ ra nụ cười phức tạp. Công tử, không, tiền bối, không phải, cái này. Ha ha, xưng hô như thế nào? Khương Phàm nói. Gọi ta Khương Phàm là được. Không không không, cái này sao có thể được? Biểu hiện của bọn người Kiều Vạn Niên đều vô cùng mất tự nhiên. Đây chính là người đã để lão tổ tông mạnh nhất, già nhất, thần bí nhất trong gia tộc quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống đó, còn gọi là phụ thân.
Lấy thân phận ba người bọn họ cũng không biết vị lão tổ tông kia cụ thể đã sống bao nhiêu năm, trước đó cũng chỉ là dưới tình huống đặc biệt mới gặp qua hai lần mà thôi, bị tất cả các lão tổ còn sống khác bao quanh. Nhưng người đó lại gọi thiếu niên này là phụ thân. Đến bây giờ cũng còn đang hoài nghi tiếng xưng hô kia là ảo giác. Gọi ta Khương Phàm là được rồi. Khương Phàm nói, sau đó đi tới phía trước đại điện. Chúng ta không dám mạo phạm, nếu không, tiểu tổ. Ba người theo sát ở phía sau, trên mặt chất đống một chút xấu hổ lại mang theo nụ cười không tự nhiên. Trường sinh đại điển lúc nào cử hành? Khương Phàm đi đến đại điện. Trước đó không muốn gây chuyện, chỉ đi dạo xong sẽ rời khỏi, bây giờ xem ra phải ngây ngốc ở đây một thời gian. Có một số việc, có một số người, cũng muốn giải quyết. Sau 6 ngày, đan sư đều gom góp sao? Luyện chế trường sinh đan là đủ rồi. Nhưng muốn lắng động huyền M đan, chúng ta cần hỏa diễm càng mạnh, càng nhiều luyện đan sư. Cho nên, nếu như ngài có thể tự mình tham gia, là vừa đủ rồi. Nếu như chỉ thiếu hỏa diễm đặc thù, bằng hữu của ta thích hợp hơn. Chính là tiểu hồ ly này, nó có hỏa khí đặc biệt, thái dương đồ đằng thượng cổ. Khương Phàm lấy tặc điều từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Thượng cổ, thái dương đồ đằng. Kiều Vạn Niên ba người hít một ngụm khí lạnh. Trao đổi ánh mắt khiếp sợ. Không hổ là người để cho ngay cả lão tổ tông đều muốn quỳ xuống, ra tay một cái thì chính là đồ thời đại thượng cổ, lại còn là thái dương đồ đằng. Trên quảng trường, Kiều Thiên Mạch, Kiều Linh Vận đều ngu ngơ ở tại chỗ, trong mắt đều muốn rớt xuống. Hoa mắt sao? Nằm mơ sao? Tất cả những gì đang nhìn thấy đều là thật sao? Phụ thân uy nghiêm của bọn hắn, nhị thúc cường thế, cô lãnh diễm. Vậy mà đang cúi đầu khom lưng trước một hài tử. Điên rồi sao? Quảng trường yên tĩnh như chết, tất cả những thị vệ cũng hơi há mồm, đưa mắt nhìn ba người có quyền thế nhất của Kiều gia quay xung quanh một thiếu niên, cười theo đưa vào trong điện. Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thân phận thiếu niên này lại là gì? Kiều Phương Hoa nhìn hồ ly trên vai Khương Phàm, cẩn thận nói. Có vị tiền bối này tương trợ, chúng ta hẳn là đủ. Đến lúc đó, xin ngài lên đài chủ trì, thuận tiện cho chúng ta chút chỉ đạo. Trường sinh đại điển ta sẽ không tham gia, ta muốn đi thi đấu bài vị. Đáy mắt Khương Phàm hiện lên tia sắt lạnh. Hắn không có lo lắng như Tô Triệt, ngàn năm trước các tộc cổ hoa trấn áp Kiều Hinh, để nàng chịu đủ tuyệt vọng cùng dày vò, sau đó ba nhà hoàng phủ càng bức chết Kiều Hinh, hắn đều muốn hoàn trả đủ. Cái này, Kiều Vạn Niên có chút chần chờ. Có khó khăn. Thi đấu bài vị 35 năm một lần, tương đương với một đời một lần. Người dự thi có hai điều kiện hạn chế, một là linh nguyên cảnh bát trọng thiên đến linh hồn cảnh nhất trọng thiên, một cái khác nhất định phải là trực hệ chi thứ bên trong cửu đại gia, hoặc là người có liên quan hôn nhân. Ví dụ như nói, chúng ta mời chào Phượng Bảo Nam, công bố thân phận ra ngoài chính là vị hôn phu của trưởng nữ Kiều Linh Vận của Kiều gia chúng ta. Nếu như ngài muốn tham gia, vấn đề thân phận này. Kiều Vạn Niên lộ vẻ khó xử. Kiều Vạn Sơn bỗng nhiên nói. Nếu không, con nuôi. Kiều Vạn Niên lập tức quát tháo. Làm càn, đại bất kính. Kiều Vạn Sơn vội vàng xin lỗi Khương Phàm. Kiều Phương Hoa cũng thật khó khăn, các gia tộc tìm ngoại viện bình thường đều sẽ dùng hai thân phận, con rể, hoặc vị hôn phu, này, thỉnh thoảng sẽ dùng con nuôi, cũng ban thưởng cả dòng họ gia tộc. Nhưng Khương Phàm lại là người mà ngay cả lão tổ tông của bọn hắn đều phải quỳ xuống, bọn hắn thực sự không dám mạo phạm. Kiều Vạn Niên lại nói. Lần này thi đấu bài vị còn mời thế lực bên ngoài cùng nhau quan chiến, Hoàng Thất đã sớm thông cáo các đại gia, nhất định phải nghiêm ngặt khống chế thân phận của người dự thi. Các ngươi tùy tiện tìm cho ta một thân phận, không cần cố kỵ bối phận, hợp tình hợp lý là được. Ta có một vấn đề. Ngài nói. Có thể giết người không? Kiều Vạn Niên bọn hắn âm thầm nhếch miệng. Cái này, thật không thể. Thi đấu bài vị luận bàn làm chủ, nghiêm cấm xuất hiện thương vong. Bài vị cuối cùng cũng là căn cứ biểu hiện từng cảnh giới tiến hành bình xét tổng hợp. Nhưng nếu như bởi vì thất thủ, giết ai, thì cứ chết một người, bài vị hạ xuống một bậc. Ta hiểu rồi, thả Kiều Vi Nhi đi, chuyện lần này ta gánh chịu. Khương Phàm quay người rời khỏi, để lại ba vị Kiều gia cung kính đưa tiễn. Ngươi đã làm gì? Tiểu hồ ly liên tục quay đầu nhìn lại, ba tên này làm sao vậy, bị thi nguyền rủa sao, hay là ta nằm mơ? Chúng ta có thể phải ở chỗ này một thời gian ngắn,
coi Kiều gia là nhà mình. Thật, ở tới khi nào? Khoảng chừng nửa tháng. Chúng ta là khiêm tốn đến, hay là... tùy tiện náo. Ha ha, được rồi. Tiểu hồ ly vèo cái đã chạy đi, đi tìm tiểu vi nhi của hắn. Các ngươi đang làm gì? Phượng Bảo Nam đâu? Thời điểm Khương Phàm rời khỏi đại điện, bọn người Kiều Thiên Mạch đang đứng cách đó không xa, bọn hắn đang dựng thẳng lỗ tai cố gắng nghe chuyện ở trong điện. Hôm qua bị phụ thân chấn thương, tương đối nghiêm trọng, đang nghỉ ngơi. Kiều Linh vẫn thể hiện quái dị, trong điện nói chuyện không nghe rõ ràng, nhưng tình huống trong điện lại nhìn rất rõ ràng. Phụ thân và hai vị trưởng bối lại cúi đầu, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng thiếu niên này. Các ngươi phát triển đến đâu rồi? Khương Phàm hỏi Kiều Linh Vận. Vốn muốn mang Phượng Bảo Nam về Vô Hồi Thánh Địa, kết quả hắn lại ở đây thành ra, cái này có thể sẽ khá phiền toái. Bước gì? Tình cảm của các ngươi sâu không? Ngươi có ý gì? Nếu như không sâu, ngươi muốn để hắn rời khỏi Kiều gia? Tính cách Kiều Linh Vận cường thế, ngôn ngữ theo bản năng mà phản kích. Ta nói là, ngươi có nguyện ý đi cùng hắn hay không? Không thể nào, nữ nhi Kiều gia tuyệt đối không gả ra ngoài, chỉ có thể để nam tử ở rể. Vậy các ngươi nghĩ cách tự mình giải quyết đi. Cái gì gọi là tự chúng ta giải quyết? Uy, ngươi đi đâu? Ngươi có ý gì? Ta đi chiếu cố người của Đường gia và Mục gia. Khương Phàm dọc theo thềm đá, đi tới cửa phủ. Bọn người Kiều Thiên Mạch hai mặt nhìn nhau, bước nhanh đuổi theo Khương Phàm. Mạo muội hỏi một chút, ngươi là từ đâu tới? Nam Bộ. Ngươi liên quan như thế nào với Kiều gia chúng ta? Liên quan rất sâu. Sâu đến trình độ gì? Nói không rõ ràng, tóm lại, ta không phải người ngoài. Ta sẽ tham gia thi đấu bài vị. Ngươi không phải luyện đan sư sao? Ta luyện đan cũng tu võ. Ngươi liền không thể nói rõ ràng. Bọn hắn còn đang muốn hỏi tiếp, kết quả trên đỉnh núi truyền đến giọng phụ thân uy nghiêm hô to. Không được vô lễ, tôn trọng chút cho ta. Bọn người Kiều Thiên Mạch vô ý thức rụt cổ một cái. Trước cửa phủ Kiều gia, Đường gia tới càng nhiều tộc nhân, càng nhiều thị vệ hơn hôm trước. Đường Tư Thượng tái nhợt sắc mặt đứng ở phía trước, mắt đầy sát khí. Người của Mục gia cũng tới, tuy nhiên chỉ đứng ở bên cạnh, bày ra tư thái xem kịch vui. Bọn hắn ra rồi. Trước cửa phủ rối loạn tưng bừng. Coi như bọn họ thức thời. Đường Tư Thượng nhìn bọn người Kiều Thiên Mạch áp lấy Khương Phàm đi tới, sắc mặt hơi chậm. Đường Nguyên Nghiêu đi đến phía trước, ngửa đầu, ngạo nghễ nói. Giao người cho chúng ta, đừng quên con hồ ly kia. Kiều Vi Nhi cũng phải cùng chúng ta đi đến Đường gia một chuyến, đem chuyện nói cho rõ ràng. Còn Đường gia chúng ta thẩm phán nàng như thế nào, chờ tin tức đi. Ai nói muốn đem người cho các ngươi? Kiều Thiên Mạch, Kiều Linh vẫn theo thói quen đi đến phía trước. Tuy nhiên rất nhanh đã kịp phản ứng, lại lui lại hai bước, đứng ở Khương Phàm bên cạnh, thấp giọng nói. Ngài đến xử lý. Khương Phàm dẫm lên thềm đá, đi ra khỏi cửa Kiều phủ. Lại là ngươi, hôm trước không có đánh thống khoái, hay là bị đánh cho nghiện rồi. Đường Tư Thượng chú ý tới thái độ của bọn người Kiều Thiên Mạch, ha ha cười. So với hôm trước lại càng kiên cường hơn nhỉ, Kiều gia thu ngươi rồi. Thánh phẩm luyện đan sư, xác thực đáng để thu. Tuy nhiên, thật coi mình tiến vào Kiều gia, liền có thể muốn làm gì thì làm, khiêu khích Đường gia chúng ta. Nếu không ngươi muốn như nào? Ngươi trung quy vẫn chỉ là một người ngoài, là một tên gia nô. Ngươi ngay cả người ngoài là ta đây đều không giải quyết được, còn ở nơi này kêu gào. Ha ha, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, mới tới cổ hoa hoàng thành, ngươi hẳn là còn không hiểu quy củ nơi này. Ngươi nói xem. Đường Tư Thượng có chút ngẩng đầu, phách lối lại kiêu ngạo. Ta kể cho ngươi một cố sự ghi vào bên trong gia quy Đường gia chúng ta. Khương Phàm cười khẽ. Gia quy lại viết cố sự, lão tổ Đường gia chỉ sợ là kẻ lắm lời rồi. Làm càn, chỉ bằng một đứa nhà quê như ngươi cũng xứng vọng nghị tiên tổ Đường gia. Đám người Đường gia giận dữ quát tháo. Ta sắp nói đây, nghe cho kỹ. Đường Tư Thượng chắp tay sau lưng. Vòng quanh Khương Phàm, vừa đi vừa nói. Ở trong một vùng rừng rậm, có một con thỏ rất phách lối, đi khiêu khích khắp nơi, trêu đến các động vật khác rất bất mãn, nhưng không có cách nào cả, nó chạy rất nhanh, ai cũng đuổi không kịp nó.
đột nhiên có một con rùa đen không biết tự lượng sức mình nhảy ra, khiêu chiến con thỏ. Con thỏ cảm giác thú vị, liền tùy tiện đồng ý. Khương Phàm cười, lắc đầu. Đây là cố sự chó má gì? Đường Tư Thượng tự mình nói. Tranh tài bắt đầu, rất nhiều động vật trong rừng rậm đều đi ra vây xem. Con thỏ cố ý chế giễu rùa đen, tranh tài ngay từ đầu liền toàn lực xông ra rất xa. Nhưng ở trên đường cảm giác nhàm chán, cũng muốn khoe khoang, liền ngủ gật mà. Kết quả chờ lúc nó tỉnh lại, đã chậm, rùa đen đã chạy tới điểm cuối cùng. Những động vật trong rừng đều đang hoan hô, cũng đang cười nhạo con thỏ. Rùa đen trở thành tiêu điểm, được ca ngợi, được ủng hộ, cảm giác mình thành anh hùng, làm đại sự không tầm thường. Lúc buổi tối, rùa đen ngồi trong nhà cơm nước xong xuôi, kiêu ngạo giảng cho con mình, chỉ cần có mộng tưởng, chỉ cần không buông bỏ, bất kỳ động vật cường đại nào cũng có thể khiêu chiến. Đường Tư Thượng nói, ha ha cười, nhếch miệng lên một đường cong tàn nhẫn. Lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, con thỏ đứng ở bên ngoài, trong tay mang theo đao. Rùa đen thấy thế, hô to chạy mau, thế nhưng nó sao có thể chạy qua được con thỏ. Con thỏ không vội vã, mang theo đao chém chết rùa cái, chém chết tiểu quy, lại đi đến trước mặt nó chém chết nó. Sau đó, con thỏ ngồi trên mai rùa, ăn bữa tối mà bọn chúng tỉ mỉ chuẩn bị. Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhẹ gật đầu. Như thế này đến xem, vẫn thật có ý tứ. Chỉ là có ý tứ. Ha ha, người nghe rõ không? Cổ hoa chính là rừng rậm, chúng ta là con thỏ, người lại là con rùa kia. Hôm trước chính là trận đấu kia, hôm nay chính là bữa tối. Đường Tư Thượng đến trước mặt Khương Phàm, mang theo nụ cười tàn nhẫn. Đạo lý của cố sự này chính là, đường ra ta mặc kệ làm cái gì, mặc kệ có bao nhiêu phách lối, đều là bởi vì có tư cách. Ai không phục, kìm nén, ai khiêu khích, chết. Mấy trăm vị tộc nhân đường ra đứng trước cửa kiều phủ cùng hét to. Người khiêu khích đường ra, chết. Khương Phàm rung động. Tốt thay cho một tên cố sự mang máu, tốt thay cho một gia quy phách lối. Phách lối, chúng ta có tư cách. Đây là trên dưới tiên tổ đường ra mấy ngàn năm tranh thủ cho chúng ta. Chúng ta chính là phách lối, bởi vì chúng ta cao quý. Chúng ta chính là có thể tùy tiện giết người, bởi vì tại cổ hoa hoàng thành này, chúng ta chính là quý tộc. Chúng ta chính là vương hầu. Ngươi giết Đường Tư Minh, một khắc này ngươi đã chết rồi, bởi vì ngươi giết người nhà họ Đường. Đường ra triển khai hai tay, lên tiếng hô to. Chính là kiêu ngạo như vậy, chính là bá đạo như vậy. Bởi vì hắn có tư cách. Tộc nhân và bọn thị đường gia vệ đều cao ngạo ngẩng đầu, gia quy này chính là lực lượng làm việc của đường gia, cố sự này chính là linh hồn của đường gia. Bên kia, các tộc nhân mục gia đều có mấy phần cười lạnh, đây nào chỉ là gia quy đường gia, cửu đại gia cổ hoa đều có gia quy tương tự. Bọn hắn phách lối, bọn hắn cao ngạo, bởi vì bọn hắn sinh đã tôn quý, bọn hắn truyền thừa mấy ngàn năm, gia nghiệp khổng lồ. Thực lực khủng bố, chính là lực lượng để bọn hắn phách lối cao ngạo. Ai dám khiêu khích, liền phải chết. Đường Tư Thượng vòng qua Khương Phàm, chỉ về phía Kiều Thiên Mạch. Hôm nay ta tới là phụng mệnh phụ thân ta, gia chủ đường ra tới. Chỉ một cái thái độ, giao Kiều Vi Nhi cho chúng ta, mang về thẩm vấn. Các ngươi có phối hợp bao nhiêu, đến lúc đó chúng ta liền có khách khí bấy nhiêu. Các ngươi không có phối hợp, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tên luyện đan sư Khương Phàm này còn có hồ ly sát hại Đường Tư Minh, đều phải đi đến đường ra ngay hôm nay, không có bất kỳ đường lùi nào cả. Các ngươi có thể cự tuyệt, nhưng hậu quả, toàn bộ do Kiều gia các ngươi gánh chịu. Trong đội ngũ đường ra có một thiếu niên uy mãnh hùng tráng đi ra, hắn là chi thứ đường ra, Đường Nguyên Nghiêu. Thái độ này đến từ gia chủ đường ra chúng ta, hôm nay truyền đến các ngươi nơi này, đồng thời cũng đã đưa đến hoàng thất. Trên khuôn mặt người của Kiều gia rốt cuộc cũng lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Nếu như là thái độ gia chủ đường gia, hoàng thất khẳng định là sẽ tôn trọng. Đến lúc đó đường gia thật làm ra chuyện hãm hại Kiều gia gì, Kiều gia bọn hắn coi như khiếu nại, hoàng thất cũng sẽ không phản ứng. Nếu như Kiều gia phản kích, làm lớn chuyện, trách nhiệm cũng phải về trên thân Kiều gia. Phiền toái. Kiều Thiên Mạch và Kiều Linh Vận trao đổi ánh mắt, cùng nhau đi đến phía trước. Muốn đích thân ứng phó, lại bị Khương Phàm đưa tay ngăn lại. Khương Phàm không bị khí thế phách lối của bọn hắn hù dọa, vẫn là tư thái tùy ý kia. Người, là hồ ly giết, ta không phủ nhận, ta cũng có thể đi với các ngươi.
nhưng, các ngươi tự mình đến động thủ. Đường Tư Thượng bĩu môi. Ta không nói chuyện với ngươi, ngươi không xứng. Khương Phàm nói. Ta đại biểu Kiều gia. Đường Tư Thượng cố ý dò xét trên dưới, mới cười lạnh nói. Ngươi, ha ha, Gia Nô có thể đại biểu Kiều gia rồi. Kiều gia đây là tự cam đọa lạc sao? Kiều Thiên Mạch Kiều Linh Vận cao giọng hô to. Những lời hôm nay Khương Phàm nói hoàn toàn đại biểu cho Kiều gia. Đây là lệnh của gia chủ. Đường Tư Thượng có chút nhíu mày. Ta hiểu được, Kiều gia các ngươi là không muốn trực diện với Đường gia chúng ta, cho nên tìm một con dê thế tội. Khương Phàm rằng co với Đường Tư Thượng. Đừng làm phức tạp như vậy, chuyện này vô cùng đơn giản. Chính là sủng vật của ta, giết Đường Tư Minh, nhưng ta lại có liên quan với Kiều gia, các ngươi muốn liên lụy Kiều gia, cũng là phải. Cho nên, Kiều Vi Nhi cùng ta còn có hồ ly, đều có thể đi với các ngươi. Nhưng, Đường Tư Minh muốn chết trước, chết chưa hết tội, ta mặc kệ bộ cố sự mang máu kia của Đường gia ngươi, nhưng ngươi muốn mang ta đi thì phải tự mình động thủ. Bắt được, ta và Kiều Vi Nhi đều sẽ đi với các ngươi, Kiều gia tuyệt đối không ngăn trở. Bắt không được, vậy thì không phải là Kiều gia không phối hợp, mà là Đường gia các ngươi vô năng. Bắt được, đều theo chúng ta. Đường Tư Thượng nhìn về Kiều Thiên Mạch cùng Kiều Linh Vận phía trước cửa phủ. Kiều Thiên Mạch hơi chần chờ, nhưng vẫn gật đầu. Hắn, đại biểu Kiều gia. Ta lại xác định một chút, bắt được, hắn, Hồ Ly, còn có Kiều Vi Nhi, đều theo chúng ta đi. Hắn, đại biểu Kiều gia. Tốt, như thế này thì chuyện xác thực đơn giản. Đường Tư Thượng cười lạnh, nói với Khương Phàm. Làm sao bắt? Khương Phàm nói. Tìm người của Đường gia có cùng cảnh giới với ta tới bắt ta. Đường Tư Thượng nói với Đường Nguyên Nghiêu ở bên cạnh. Ta đã nói rồi, hắn là tên luyện đan sư giả, mặc lên áo bảo luyện đan sư, chuyên môn tính toán người khác. Đường Nguyên Nghiêu đi về phía trước, tiếp cận Khương Phàm. Ngươi là linh hồn cảnh nhất trọng thiên. Không sai. Ta vừa vặn cũng là nhất trọng thiên. Hỏi lần nữa, ta có thể chế ngự ngươi, ngươi cùng Kiều Vi Nhi sẽ đi theo ta. Coi như tương lai là chết hay sống, Kiều gia cũng đều không quan tâm. Không sai, nhưng nếu như ngươi bắt không được, Đường gia đến từ chỗ nào thì lăn về chỗ đó cho ta. Đường Nguyên Nghiêu cười lạnh. Rất có lòng tin đấy, quả nhiên là tên giả đan sư. Lá gan của ngươi không nhỏ, vậy mà dám quang minh chính đại ngụy trang thành luyện đan sư, ngươi không sợ đan sư thiên hạ cũng không cho ngươi đan dược. Bắt đầu. Khương Phàm đưa tay mời. Ngươi hiểu ta sao? Đường Nguyên Nghiêu dần dần thu liễm nụ cười. Sau đó tháo thắt lưng gấm trên trán, lộ ra linh văn sáng chói, là hai hệ linh văn mộc, thổ, thuần túy mà đơn giản, lại ngay lúc chưa tỉnh lại đã đưa tới linh lực giữa đất trời dao động vi diệu. Ta không hiểu rõ ngươi, nhưng có thể được Đường Tư Thượng mời đến trấn trận, ngươi hẳn là có chút thực lực. Ngươi vẫn rất thông minh, ta tên Đường Nguyên Nghiêu, chi thứ Đường gia, Đường huynh Đường Tư Thượng. Linh văn trên trán Đường Nguyên Nghiêu bộc phát cường quang. Cũng không cần từ khí hải điều động bao nhiêu linh lực, công trình bằng gỗ phạm vi mấy trăm mét liền mãnh liệt mà tới. Đây là lực lượng nguyên thủy giữa thiên địa, nguyên lực không có trải qua luyện hóa giã tính. Bọn chúng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, giống như là cường quang, vờn quanh xung quanh Đường Nguyên Nghiêu. Y phục và mái tóc dài của Đường Nguyên Nghiêu bay loạn, mênh mông thổ nguyên lực cùng mộc nguyên lực ngưng tụ ở xung quanh, hóa thành đại sơn mơ hồ, phía trên mọc đầy đại thụ cứng cáp. Đại sơn lù lù, khí lãng cuồn cuộn, đại thụ giao nhau, giống như lão long. Coi chừng, đó là võ pháp cường đại của Đường gia. Kiều Vô Song vội vàng nhắc nhở Khương Phàm. Kiều Thiên Mạch và Kiều Linh Vận lại dùng ánh mắt ngăn lại. Bọn hắn thực sự hiếu kỳ thân phận của người này, cũng nghĩ nhìn đến hẳn là có thực lực gì đó có thể cuồng thành như thế này. Đám người Mục gia ở đó cũng đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Gia hỏa Đường Nguyên Nghiêu này cũng không phải dễ trêu, lại là một trong những người quan trọng nhất của Đường gia thi đấu bài vị lần này. Ngươi cứ thất thần như vậy. Đường Nguyên Nghiêu hô to, sóng âm chấn động, hư ảnh núi cao xung quanh nháy mắt sụp đổ, thanh thế vô cùng kinh người, chấn động mấy ngàn mét. Núi đá giao hòa, đại thụ ngưng tụ, một thanh đại kiếm mang theo năng lượng cường thịnh bay thẳng lên trời, cuồng dã chém về phía Khương Phàm. Như tuyệt thế chiến binh đánh vỡ nát lão sơn lao ra. Cứng cỏi, sắc bén. Mộc thổ hai hệ năng lượng xen lẫn, tượng trưng cho sinh sôi không ngừng, chém tận giết tuyệt. Khương Phàm không nhúc nhích tí nào,
mặc cho đại kiếm từ trên trời giáng xuống. Ngươi ngược lại là cản đi. Bọn người Kiều Thiên Mạch kinh hô, sợ đến choáng váng rồi sao? Chưa thấy qua đại trận này thế này sao? Ầm ầm, trọng kiếm bạo kích, đại địa oanh minh. Thổ nguyên lực cùng mộc nguyên lực cuồng dã va chạm để mặt đất đều hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng Khương Phàm vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ có mặt ngoài thân thể hiện ra tử quang, không có nhận một tia tổn thương, cũng không có nhiễm nửa điểm bụi đất. Ngươi, Đường Nguyên Nghiêu trừng to mắt, khó có thể tin. Chỉ bằng cái này, hình như bắt không đi được, tuy nhiên, ta ngược lại thật ra có thể đưa ngươi đi. Khương Phàm chuyển động, mặt đất dưới chân vỡ nát, liệt diễm bạo tạc tại bàn chân, trong chốc lát đã nghênh tiếp Đường Nguyên Nghiêu. Đường Nguyên Nghiêu bừng tỉnh, năng lượng còn đang cuồn cuộn xung quanh nháy mắt hội tụ, thổ nguyên lực cùng mộc nguyên lực xen lẫn, hình thành áo giáp. Trong chớp mắt, Khương Phàm đi đắc tới gần, tốc độ nhanh muốn vượt qua Đường Nguyên Nghiêu. Gặp lại. Khương Phàm khẽ nói, cánh tay phải xoay tròn, nhấc lên cương khí kinh khủng đánh đến khoang bụng Đường Nguyên Nghiêu. Cảnh giới tăng lên, huyết mạch biến đổi. Một quyền này, đạt tới 500.000 cực cảnh. Toàn thân Đường Nguyên Nghiêu cuồng liệt nhấc lên, phòng ngự bên ngoài tán loạn tại chỗ, một cái nắm đấm ấn ký đánh ra phía sau lưng của hắn 20 phân. Oa a! Đường Nguyên Nghiêu há miệng thổ huyết, toàn bộ nội tạng cơ hồ đều vỡ vụn, thân thể bỗng nhiên cong lên, bay ra ngoài. Trong chớp mắt, đám người đầu đều mang theo toàn bộ ánh mắt quăng về phía không trung, đưa mắt nhìn Đường Nguyên Nghiêu bay ra hơn 1.000 mét. Sau khi Đường Nguyên Nghiêu rơi xuống liên tiếp nảy lên, đụng vào ba cây đại thụ, nửa người chôn ở trong đất bùn, chỉ còn lại có hai cái chân đang vô ý thức lay động. Không chịu nổi một kích, ta vẫn câu nói kia, Kiều gia tiếp nhận đề nghị của gia chủ Đường gia, nhưng muốn mang ta đi, các ngươi tự mình đến. Hôm nay kết thúc, ngày mai thay một kẻ khác lợi hại hơn tới. Khương Phàm nói xong, tiếp tục khiêu khích. Nếu như nhất trọng thiên bắt không đi, các ngươi có thể không cần mặt, để nhị trọng thiên tới cũng được. Ta đều có thể đi, nhưng chỉ sợ các ngươi không được. Cuồng ngạo. Đám người Đường gia suýt chút nữa liền muốn ra tay vây bắt. Kiều Thiên Mạch bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Khương Phàm, tức thời liền hô to. Ngày mai lại cho các ngươi một cơ hội, có thể bắt đi, Khương Phàm và Vi Nhi đều thuộc về các ngươi, tùy tiện xử trí. Bắt không đi, Đường Tư Minh chính là chết vô ích. Bởi vì gia tộc bọn họ vô năng, kẻ thù ở trước mắt đều bắt không được. Đường Tư Thượng chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Một quyền liền đánh bay Đường Nguyên Nghiêu mà Đường gia chuẩn bị đưa lên thi đấu bài vị. Cái này cần lực bộc phát mạnh cỡ nào? Khương Phàm đón ánh mắt của hắn, ha ha cười khẽ. Đừng chừng ta như thế, Kiều gia và Đường gia đều là cửu đại gia cổ hoa, đều có thể phách lối. Ngươi muốn chơi, chúng ta bồi tiếp, các ngươi ra điều kiện, chúng ta cũng có thể ra điều kiện. Ánh mắt Đường Tư Thượng liên tục lấp lóe, lộ ra vẻ giận dữ. Đường Tư Thượng ta đã sống vài chục năm tại cổ hoa hoàng thành, còn chưa từng thấy gia hỏa nào phách lối như ngươi vậy. Tốt, ngươi muốn chơi như, chúng ta liền bồi ngươi chơi. Tuy nhiên, thêm điều kiện. Nói đi, nếu là ngày mai là có thể đem ngươi bắt đi, Kiều gia phải giao Kiều Vi Nhi ra, tương lai là chết hay sống, hoàn toàn do Đường gia quyết định. Mà, Kiều Linh vẫn không được leo lên thi đấu bài vị. Có thể. Khương Phàm nói xong, bọn người Kiều Thiên Mạch lập tức hô to. Không thể. Khương Phàm quay đầu. Ta nói, có thể. Bọn người Kiều Thiên Mạch muốn ngăn cản, thế nhưng lại há to miệng, đều nhịn được. Một màn này rơi vào trong mắt bọn người Đường gia và Mục gia, thể hiện lập tức trở nên quái dị. Sốt cuộc gia hỏa này là ai mà lại có thể trấn trụ đại công tử và đại tiểu thư Kiều gia? Loại chuyện này ngươi cũng đồng ý. Đường Tư Thượng cũng khẽ nhíu mày, không quan tâm Kiều Vi Nhi sống chết. Còn có thể quyết định tư cách dự thi mạnh nhất của Kiều gia, Kiều Linh Vận. Ngươi có thể thắng ta, liền có thể mang Vi Nhi đi, Kiều Linh Vận cũng sẽ không leo lên thi đấu bài vị. Ta muốn chính miệng bọn hắn cam đoan. Đường Tư Thượng chỉ bọn người Kiều Thiên Mạch. Nếu Khương Phàm đồng ý, ngày mai nếu các ngươi có thể bắt hắn đi, Vi Nhi cũng sẽ đưa cho ngươi, ta cũng sẽ không lên đài. Trong lòng Kiều Linh Vận có chút nóng nảy, có chút tức giận, nhưng vẫn miễn cưỡng mở miệng. Đây chính là các ngươi nói. Đường Tư Thượng thoáng động thân. Nếu quả thật có thể bắt Kiều Vi Nhi về lại đè thêm ở Kiều Linh Vận, tuyệt đối là một công lớn.
nhưng nếu ngày mai các ngươi là bắt không ta được, cũng đừng nghĩ lại có ý đồ với Kiều Vi Nhi, cũng đừng lại can thiệp thi đấu bài vị. Ngươi có thể thay Đường gia làm chủ cái này không? Đường Tư Thượng nhìn đến nam tử trung niên phía sau, hơi do dự, nói. Ta không làm chủ được, nhưng người tới ngày mai, sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Khương Phàm nói. Thiện ý nhắc nhở, phái một tên ra dáng. Cố mà hưởng thụ một ngày một đêm của ngươi tại Kiều gia, chờ đến sáng sớm ngày mai, ngươi sẽ phải đến Đường gia. Đường Tư Thượng hung hăng nhìn chằm chằm Khương Phàm một chút. Chúng ta đi. Ha ha, Khương Phàm đúng không, dáng vẻ không biết sống chết này của ngươi vẫn còn rất thú vị. Người của Mục gia từ bên cạnh đi tới, nam tử cầm đầu anh tuấn phóng khoáng, khóe miệng ôm lấy ý cười. Hắn là Mục Vân Hải, con trai thứ ba của Mục gia. Kiều Thiên Mạch đi tới nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm trực tiếp hỏi. Các ngươi là đến đòi người. Mục Vân Hải không nghĩ tới hắn lại trực tiếp như vậy. Nói như vậy, người đã thấy qua. Ta mang về Kiều gia. Khương Phàm đưa tay ra hiệu phía cửa phủ. Đều mời ra đây. Các thị vệ Kiều gia kéo lấy đám người Mục gia kia từ bên trong đi tới, chỉnh tề xếp trên mặt đất. Sắc mặt các tộc nhân Mục gia dần dần âm trầm xuống, nhìn về phía Khương Phàm, đôi mắt đều trở nên lạnh lùng. Đây là có chuyện gì? Nụ cười ngoài miệng Mục Vân Hải dần dần biến mất. Bọn hắn mời ta, ta vừa vặn có việc, liền thuận tiện mang về Kiều gia. Nếu đã đến Kiều gia, đương nhiên hầu hạ ăn ngon uống ngon, tối hôm qua bọn hắn uống say. Say, ha ha, ha ha. Mục Vân Hải bị chọc phát cười, lắc đầu. Người đây lấy cớ rất độc đáo đấy. Nếu các người đã tới, lĩnh đi thôi, tiền cơm coi như xong, Kiều gia không thiếu chút ấy. Khương Phàm quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, trên người hắn giống như có máu. Mục Vân Hải chỉ vào đội trưởng đội thị vệ trên đất. Uống say quá nên vấp ngã. Có thể đập đến yết hầu, đập đến bụng. Quá không cẩn thận. Ha ha, bằng hữu, có phải ngươi cảm thấy người của Mục gia chúng ta đầu không dùng tốt lắm hay không? Ta vừa tới cổ hoa, không tiện đánh giá các nhà. Nếu như không có việc gì, ta đi trước. Người của Mục gia đang muốn ngăn cản, bị Mục Vân Hải đưa tay ngăn lại. Hắn nhìn bóng lưng Khương Phàm, ánh mắt xoay chuyển, hô. Xin hỏi tên thật bằng hữu. Ta không phải họ Kiều, ta tên Khương Phàm. Ngươi liên quan với Kiều gia. Hôm qua vừa tới, còn không có chính thức xác định. Khi Khương Phàm đang nói chuyện, đã đi đến cửa phủ. Mục Vân Hải, đem người lĩnh trở về đi. Hắn là người của Kiều gia. Các ngươi không cần lại hao tâm tổn trí đến mời. Bọn người Kiều Thiên Mạch theo sát đi vào. Có ý tứ. Mục Vân Hải ha ha cười khẽ, trước đó phái người đi mời, chỉ là cân nhắc đến tên Khương Phàm này là thánh phẩm linh văn, không muốn để cho Kiều gia đạt được. Không nghĩ tới, vậy mà tên luyện đan sư này lại mang đến vui mừng lớn như vậy, không chỉ có khiêu chiến Đường gia, còn để đại công tử đại tiểu thư Kiều gia cao ngạo cường thế thuận theo. Hắn không phải thánh văn bình thường. Thị vệ bên cạnh nhắc nhở. Đại thừa thánh văn. Hắn không có sử dụng linh lực, khó xác định, nhưng cũng không phải càn nguyên thánh văn. Nụ cười của Mục Vân Hải càng sâu sắc. Một quyền đánh bay Đường Nguyên Nghiêu, lực quyền đoán chừng vượt qua 400.000 cực cảnh. Ha ha, tên luyện đan sư này có chút bạo lực nhỉ. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Cái gì là làm sao bây giờ? Hắn đã thương người của chúng ta. Gia hỏa này so với bát phụ Kiều Linh Vận kia đều bá đạo, người nhìn hắn giống như là thừa nhận sao. Đợi ngày mai đi, đúng, đem tin tức đưa cho các nhà khác, liền nói sáng sớm ngày mai, trước cửa Kiều gia có trò hay. Khương Phàm về tới bên trong tổ từ, đem huyền hoàng thạch giao cho Kiều Vô Hối. Giúp ta đem tảng đá phía ngoài thanh lý, chỉ cần huyền hoàng thạch bên trong. Sau khi Kiều Bất Hối kiểm tra đơn giản liền gật đầu nói. Một ngày. Khương Phàm đứng trước ngọc quan, yên lặng nhìn Kiều Hinh ngủ say bên trong. Sư phụ, nghĩ được cách nào chưa? Đan Hoàng nói. Cho ta chút thời gian, ta cần thận trọng cân nhắc phối hợp dược liệu. Kiều Hinh này ngủ say ngàn năm, liên tục dùng 9 viên huyền M đan, linh hồn vô cùng suy yếu, không chịu nổi bất cứ kích thích gì cả. Mà huyền M đan bá đạo nhất là ở chỗ hòa tan linh hồn, gãy mất luân hồi, triệt để chết đi. Cho nên tình huống của nàng. Vừa suy yếu lại phức tạp. Nếu như dùng thuốc quá mạnh, khả năng nàng sẽ chết trong giấc mộng,
thân hồn câu diệt. Nếu như dùng thuốc không đúng chỗ, coi như nàng có thể tỉnh lại, linh hồn cũng sẽ dập tắt rất nhanh, triệt để chết đi. Đan Hoàng cần tận hết khả năng nghĩ cách phối hợp dược liệu hợp lý nhất mới có thể luyện ra đan dược cần thiết. Nhưng cái này quá khó khăn, ngoại trừ vấn đề dược liệu, luyện chế vấn đề, mà nhất định phải một lần liền thành công, tuyệt đối thành công. Có cần sớm chuẩn bị dược liệu nào không? Khương Phàm ôm lấy chờ mong đối với Đan Hoàng rất cao, cũng nhất định phải ôm lấy chờ mong. Nếu như ngay cả Đan Hoàng đều làm không được, chỉ sợ Kiều Hinh thật sự rất khó cứu được. Đan Hoàng trầm mặc, thật lâu không có lên tiếng. Sư phụ! Khương Phàm bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Ai? Đan Hoàng than nhẹ trong đầu Khương Phàm. Thế nào? Khương Phàm căng thẳng trong lòng. Từ sau khi Đan Hoàng ở trên người hắn vẫn luôn là ung dung tự tin, về mặt dược liệu đan dược cơ hồ không gì không biết, nhưng lần này, Đan Hoàng lại nhiều lần thở dài, có thể nghĩ được là đã có bao nhiêu khó khăn. Muốn điều phối ra đan dược phù hợp vô cùng phiền phức, tương đương với một lần nữa sáng tạo một loại đan dược. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, bất luận là cách nào muốn triệt tiêu tổn hại mà huyền M đan mang tới cho linh hồn đều sẽ dùng đến mấy loại dược liệu vô cùng đặc thù. Khương Phàm vội vàng nói. Cổ Hoa là hoàng tộc, lại là hoàng tộc trung lập, nơi này hẳn là có thể sưu tập đến vật liệu chúng ta muốn. Nếu như nơi này không có, chúng ta còn có thể đến vương quốc Hắc Ám đi tìm. Con đường không gian nơi đó kết nối với đại đa số địa vực các nơi trên thế giới, hẳn là có thể tìm đủ. Thực sự không được, ta có thể dùng đặc quyền võ hầu, phát động chí tôn Kim Thành đi tìm cho ta. Bây giờ Khương Phàm chỉ muốn cứu tỉnh Kiều Hinh, dù là phải từ bỏ ba tôn bất tử thiên bia. Đan Hoàng lại nói, vật liệu mà ta nói, không phải thứ trên đời này. Ý của ngài là, trước tiên cho ta suy nghĩ một chút đi, lại cho ta chút thời gian. Đan Hoàng than nhẹ, mặc cho Khương Phàm lại hỏi thế nào, đều không có trả lời lại. Bởi vì thứ hắn nói, là ở thế giới tử linh. Nói cách khác, chính là U Minh địa ngục. Đó là nơi mà ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện tiến vào. Mặc dù Khương Phàm có bất tử thiên bia của võ hầu bảng, nhưng muốn mệnh lệnh những lão tổ tông chí tôn Kim Thành kia nhấc lên nguy hiểm tính mạng xông vào U Minh địa ngục, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Cho nên Khương Phàm cần tự mình đi qua. Lấy thực lực cùng tình huống Khương Phàm bây giờ, phương pháp duy nhất có thể đi đến U Minh địa ngục chính là sinh tử ngâm đang ở trong tâm Hải Linh. Nhưng sinh tử ngâm có thể mang Khương Phàm vào, chưa hẳn có thể mang Khương Phàm về, mà sinh tử ngâm có thể ảnh hưởng không gian cùng thời gian, chẳng may rơi vào thời không loạn lưu, lần nữa trở về, sẽ không rõ là ở năm nào tháng nào. Phụ thân, Khương Phàm rốt cuộc là có lai lịch gì? Ngài nhất định phải nói cho chúng ta biết, không phải vậy chúng ta thật không biết phải làm sao làm. Hắn có chút quá bá đạo, muốn làm cái gì thì làm cái đó, lại không để ý đến tình cảnh Kiều gia chúng ta. Kiều Thiên Mạch và Kiều Linh Vận tìm được Kiều Vạn Niên, thái độ kiên quyết, muốn hỏi cho rõ ràng. Khương Phàm, tên luyện đan sư kia sao? Kiều Vi Nhi vừa được thả ra, cũng bị tỷ tỷ ca ca lôi đến nơi này, đôi mắt to khả ái vụt sáng. Tò mò nhìn bọn hắn. Tiểu hồ ly uốn trong ngực nàng, mắt đầy say mê. Hôm nay lúc nó chạy đi tìm Vi Nhi, vừa hay nhìn thấy tiểu nha đầu thay y phục. Mặc dù không thấy mặt, nhưng, làn da trắng bóng, quá kiều nộn. Kiều Vạn Niên nghiêm mặt, cau mày, trầm mặc một lát, thở dài. Không phải ta không muốn nói, mà là ta không hiểu rõ. Ngài không hiểu rõ mà ngài liền. Bọn người Kiều Thiên Mạch khó có thể tin được mà nhìn người phụ thân đầy uy nghiêm chí khí của bọn hắn. Qua loa như thế sao? Cũng không biết là ai, đã liền cúi đầu khom lưng với người ta. Đây là phụ thân cường thế trong nhận thức của bọn hắn à? Kiều Vạn Niên nghiêm mặt nói. Các ngươi chỉ cần biết, từ hôm nay trở đi, lời người này nói có thể đại biểu ta, đại biểu Kiều gia. Tất cả nhu cầu của người này, đều nhất định phải thỏa mãn. An toàn của người này, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ. Vì sao? Đây không phải ta nói. Cái đó là, mệnh lệnh bên trong tổ từ truyền tới. Tổ. Bọn người Kiều Thiên Mạch đều im lặng, trong đầu càng nhiều dấu chấm hỏi. Trách không được có thể làm cho phụ thân cung kính thuận theo, thì ra là lệnh của các tổ tông, thế nhưng Khương Phàm dựa vào cái gì có lại thể làm cho các tổ tông coi trọng như vậy. Tóm lại, phải bồi tiếp cho tốt. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó,
muốn giày vò thế nào thì giày vò thế nấy, nhiệm vụ của ta và các ngươi đều như thế, cũng phải bồi tiếp giải quyết tốt hậu quả. Kiều Vạn Niên cũng thực sự không nghĩ ra, cho nên đặc biệt đi một chuyến tổ tư. Kết quả hắn không có gặp vị lão tổ tông thần bí già nhất nhất kia, lại thấy các lão tổ khác đến. Những người trấn thủ các nơi tổ tư, ngủ say, bế quan, mặc kệ tuổi tác bao lớn, làm cái gì, chỉ cần còn sống là đều đi ra. Trang diện kia, để hắn suýt chút nữa không có đỡ lại được. Mà nghiêm trọng nhất là các tổ tông dạy bảo rằng, người cảm thấy làm không được, liền đem tộc trưởng cho hắn làm mấy ngày, sau khi hắn rời khỏi thì trả lại cho ngươi. Đều đã nói như vậy, hắn còn có thể làm gì, phối hợp thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiều Vi Nhi hiếu kỳ mở đôi mắt to tròn nhìn hai bên một chút, một mặt toàn là dấu chấm hỏi. Ra ngoài rồi nói. Kiều Linh Vận đang muốn cùng phụ thân hành lễ sau đó rời khỏi, Kiều Vạn Niên lại nói. Đúng rồi, hắn muốn tham gia thi đấu bài vị, các ngươi một lần nữa thương lượng trình tự lên đài một chút, còn có chiến thuật phối hợp. Ừm, lấy hắn làm chủ. Hắn lấy thân phận gì tham gia? Vị hôn phu của Vi Nhi. À, phụ thân, con còn nhỏ. Kiều Vi Nhi trừng đôi mắt đáng yêu. Đây cũng không phải là trò đùa, nếu như công bố ra hoàng thành, tương lai sẽ phải thành thân thật. Nàng còn không biết nam tử này, làm sao lại đính hôn. Đính hôn, lấy thân báo đáp sao? Phụ thân, xin ngài thận trọng. Hai tỷ muội Kiều Linh Vận và Kiều Vô Song cũng gấp, Khương Phàm thần bí lại táo bạo, sao có thể kín đáo đưa tiểu muội muội đáng yêu của bọn hắn cho tên tai họa kia? Tiểu Hồ Ly cũng trừng to mắt, nói đùa sao, đây là ta nhìn chúng. Kiều Vạn Niên trấn an nói, không phải muốn gả ngươi cho hắn thật, ngươi cũng không xứng với người ta. Con, mặt Kiều Vi Nhi đều đỏ lên. Bọn người Kiều Thiên Mạch càng dở khóc dở cười. Không xứng với. Lão phụ thân, đây là thân nữ nhi của ngài đấy. Chỉ là lấy danh nghĩa như thế mà thôi, dù sao cũng rất nhiều người đều xem các ngươi cùng một chỗ tiến thành, liền nói bạn trai ngươi gặp ở bên ngoài, như thế này người khác cũng dễ dàng tin tưởng. Kiều Vạn Niên cũng không còn cách nào, nói Khương Phàm là con nuôi của mình, hắn thật sợ các tổ tông quất hắn. Nói là con của Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa. Đầu bọn hắn liền lay như trống lúc lắc, sống chết không dám nhận. Mặc dù con rể cũng là rất không tôn trọng, nhưng ít ra nghe cũng không phải, đại bất kính, như vậy. Mà trống rỗng tạo ra thân phận Khương Phàm quá khó khăn, chỉ có thể nói là do Vi Nhi từ bên ngoài mang vào, dù sao cũng có rất nhiều người đều biết, hắn là theo chân Vi Nhi cùng tiến vào thành. Kiều Vô Song nắm tay muội muội, nhẹ giọng an ủi vài câu, lại nói. Phụ thân! Chuyện này có thể qua loa sao? Thi đấu bài vị trực tiếp liên quan đến vấn đề địa vị các gia tộc, hoàng thất đối với người dự thi vô cùng bắt bẻ, nhất là thân phận, người ngoài. Chỉ cần lấy liên quan hôn nhân lên đài, thì tương đương với thành thân. Sau đó Khương Phàm đi, thanh danh Vi Nhi phải làm sao bây giờ, tương lai còn lấy chồng thế nào? Đây đối với thanh danh Kiều gia chúng ta cũng là ảnh hưởng rất tồi tệ, làm không tốt sẽ còn bị hoàng thất vấn trách. Bọn người Kiều Thiên Mạch cũng tiến về phía trước nói, thân phận này không cho phép xem như trò đùa, coi như thân phận Khương Phàm lại đặc biệt thì cũng không thể mang thanh danh Vi Nhi cùng gia tộc ra nói đùa. Kiều Vạn Niên cũng thật khó khăn, nhưng thật sự không còn cách nào. Đã định, danh tiếng của gia tộc ta sẽ phụ trách, Vi Nhi đâu, nghĩ cách tiếp nhận đi. Nghĩ biện pháp tiếp nhận. Vi Nhi bỗng chốc, ríu rít khóc lên. Tin tức Đường Nguyên Nghiêu bị đánh bay còn có Đường gia và Kiều gia ước chiến nhanh chóng truyền tại các nơi hoàng thành. Đường gia phân phó, lập tức tra tin tức Khương Phàm. Kết quả, hoàn toàn không biết gì cả. Xem như tổ chức buôn bán tình báo trong hoàng thành cũng không có chút hiểu rõ nào đối thánh Linh Văn mười mấy tuổi đột nhiên xuất hiện này. Mà, thái độ ghi chủ Đường gia cùng, giao dịch giữa Khương Phàm với Đường gia, liên tiếp truyền đến chỗ hoàng thất. Hoàng thất đương nhiên lựa chọn coi thường cùng chờ đợi. Nếu như hai bên có thể tự mình giải quyết, lại còn dùng phương thức luận võ đơn giản, vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Dù sao tộc nhân trực hệ của Đường gia, Đường Tư Minh chết rồi, lại còn trước khi thi đấu bài vị, bọn hắn thực sự không tốt tỏ thái độ và nhúng tay vào. Mà, hoàng thất nơi đó đang chuẩn bị tiếp đãi quý khách. Trong hoàng thành Bắc Bộ, có một ngọn núi cao rất đặc biệt, độ cao thẳng bức 5.000 mét. Nhưng lại không đến 5.000 mét, độ cao chính xác là 4.990 mét. Vẻn vẹn kém 10 phần.
Trong hoàng thành dùng độ cao ngọn núi thể hiện địa vị, phần kém, 10 mét, này cơ hồ là ngang bằng cùng cửu đại gia tộc. Nó chính là Thiên Cung. Cổ Hoa Hoàng Thành là hoàng tộc trung lập của Thương Huyền Đại Lục, tiếp nạp thế lực cực kỳ cường đại ở chỗ này thiết lập phân hội phân điện, để mà giữ vững giao lưu, tăng cường liên quan. Thiên Cung chính là một cái quan trọng nhất. Ha ha, Lan Nặc muội muội, chuẩn bị thế nào rồi? Yến hội đêm nay là do Cổ Hoa Hoàng thất chuyên môn chuẩn bị cho chúng ta, không chỉ có đại hoàng tử tự mình tiếp đãi, còn có mấy vị công chúa tôn quý. Đông Hoàng Lăng Tuyệt trang điểm tỉ mỉ đi đến gian phòng Lan Nặc, anh tuấn phóng khoáng, phong thần như ngọc. Dưới áo bào nổi bật, bá khí lại không trương dương, uy vũ càng có quý khí, có loại mị lực làm cho người khác đặc biệt hâm mộ. Đông Hoàng Lăng Mộng cũng mặc trang phục lộng lẫy, môi mỏng cùng mắt đẹp xung hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lãnh diễm cùng tôn quý, kiêu ngạo cùng yêu nhã tôn nhau lên, đủ để cho đa số nam tử chùn bước, cũng có thể kích thích nam tử cường đại chinh phục nàng. Chúng ta mệt mỏi, đêm nay không đi được. Lan Nặc mặc y phục lụa màu trắng, đang ngồi ở nơi đó nghỉ ngơi. Mấy người Lan Dận cũng đang ở gian phòng, không có chỉnh lý, cũng không có thay áo mới, thái độ lạnh nhạt. Chúng ta vừa rời khỏi cổ địa, thân phận còn không có công bố ra ngoài, bây giờ không tiện thấy người bên ngoài. Vẫn là huynh muội các ngươi đi thôi. Đông Hoàng Lăng Tuyệt không thèm để ý bọn hắn lạnh nhạt, cởi mở cười nói. Nơi này chính là Cổ Hoa Hoàng Thành, một phần uy lực, phong vị hoàng tộc, danh chấn phương Bắc Thương Huyền. Cổ Hoa Hoàng thất truyền thừa thậm chí đến vạn năm trước, nội tình thực lực sâu không lường được. Mà, cơ hồ linh văn mỗi đời tử đệ đều cực kỳ cường đại, không có rời khỏi tên hoàng tộc. Thành viên hoàng thất thế hệ này đều đã gần 20 tuổi, đến thời kỳ hiện ra thực lực, bộc lộ tài năng. Thần giáo chúng ta phải cặn kẽ nghĩ cách hiểu tình huống của bọn hắn. Mà bọn hắn cũng đúng lúc muốn tìm kiếm tư chất một đời mới của thần giáo chúng ta, cho nên yến hội đêm nay tự nhiên có thâm ý khác. Huynh muội chúng ta sẽ đi, bọn người Đông Hoàng Như Ảnh của Thiên Cung thứ 9 sẽ đi. Các ngươi cũng không thể bỏ lỡ cơ hội được. Lan Dận hùng tráng uy mãnh, ngồi ở trong góc lại mang đến cho người ta khí thế như mãnh thú ẩn núp, ánh mắt hắn đều không có nhấc lên, vẫn lạnh lùng từ chối. Chúng ta còn chưa chuẩn bị cẩn thận tiếp xúc cùng người bên ngoài. Xin Lăng Tuyệt huynh thứ lỗi. Đông Hoàng Lăng Mộng nhìn không được. Các ngươi thật không biết tốt xấu. Ca ca ta trên đường đi luôn tươi cười tiếp đãi, các ngươi thì sao? Suốt ngày mặt lạnh, chúng ta nợ các ngươi sao? Dối trá. Lan Nguyệt bĩu môi. Đông Hoàng Lăng Mộng quát lớn. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng cầm một cái hồ lô thì không có người có thể trị được ngươi. Bảo bối thần giáo siêu tập ở bên ngoài không kém hơn so với cổ địa các ngươi. Nụ cười của Đông Hoàng Lăng Tuyệt không giảm, nhìn quanh đám người. Lan Nặc muội muội, Lan Dận huynh, có phải các ngươi lại hiểu lầm ta rồi hay không? Lan Dận đứng dậy, người cao 2 mét, chí tôn thánh văn để hắn từ trong ra ngoài tản ra khí thế cường thịnh bức người. Quả thật có chút hiểu lầm, trên đường đi ngươi một mực nói thời gian cấp bách, mau chóng về thần giáo, nhưng còn bây giờ thì sao, muốn ở chỗ này ở vài ngày, lại bái phỏng hoàng thất, lại chờ đợi cửu tộc thi đấu. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Trước khi đến Thiên Cung thứ 9, ta không nghĩ tới sẽ thấy được thi đấu bài vị của cửu tộc 35 năm một lần ở Cổ Hoa Hoàng Thành. Chín đại tộc Cổ Hoa thực lực cường đại, nội tình hùng hậu, là lực lượng trung kiên của Cổ Hoa Hoàng Thành. Loại thi đấu bài vị này không chỉ là cơ hội để bọn hắn cạnh tranh bài vị với nhau, cũng là cơ hội hiện ra thực lực với Hoàng Thất, Hoàng Thành, thậm chí hướng phương Bắc Thương Huyền. Nếu chúng ta đã gặp, đương nhiên muốn ở lại nhìn. Thuận tiện làm ghi chép, báo cáo với thần giáo. Lan Dận hừ lạnh. Loại chuyện này hình như chúng ta không nên tới quan tâm, Thiên Cung thứ 9 tọa trấn ở nơi này thì có trách nhiệm quan sát báo cáo. Đông Hoàng Lăng Tuyệt, thu hồi khuôn mặt tươi cười của ngươi, đừng có lại vòng vo với chúng ta, mặc kệ ngươi kéo dài thời gian thế nào, chúng ta nhất định phải đi Thiên Cung thứ 10. Đông Hoàng Lăng Tuyệt duy trì nụ cười theo thói quen, nhìn chằm chằm Lan Dận. Đừng khẩn trương như vậy. Ta thật không có ác ý. Thi đấu bài vị sẽ tổ chức sau 6 ngày nữa, các vị có hứng thú liền bồi ta cùng nhau thưởng thức, thực sự không có hứng thú gì thì ở lại nơi này nghỉ ngơi, ta không quấy rầy nữa. Ý của ngươi, chính là không đi. Lan Dận cau chặt lông mày, thi đấu bài vị sẽ tổ chức sau 6 ngày, luận võ lại cần mấy ngày, sau khi xong việc, còn có thể kéo dài thêm mấy ngày. Tên hỗn đản này rõ ràng đang cố ý kéo dài thời gian. Không để cho bọn hắn đi Thiên Cung thứ 10.
nếu các ngươi đã mệt mỏi, vậy đêm nay cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, ta cùng muội muội đi dự tiệc. Đông Hoàng Lăng Tuyệt không có đáp lại, mỉm cười rời khỏi gian phòng. Nhưng khi đóng cửa phòng lại, một khắc này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đã biến mất, biến thành lạnh nhạt. Ca, xử lý bọn hắn như thế nào? Quá làm cho người ta chán ghét, thật đem Lan thị của mình làm chủ, cái gì cũng đều muốn nhúng tay. Đông Hoàng Lăng Mộng tức giận. Đông Hoàng Lăng Tuyệt cười lạnh, nói nhỏ. Giam lỏng. Trong phòng vang lên tiếng Lan giận tức giận gào thét. Tên hỗn đản đáng chết, các ngươi có nghe ra ý tứ trong lời của hắn không? Hắn làm như đã quên những gì hắn nói qua trên đường, muốn để Thiên Cung thứ 9 thông báo thần giáo, quyết định để chúng ta không được đi đến Thiên Cung thứ 10. Lan Nặc nói, hắn đang cố ý kéo dài thời gian, xem thi đấu bài vị là cái cớ, chậm chạp không trở về thần giáo. Chờ thần giáo nơi đó sốt ruột, tự nhiên sẽ phát tới phong thư, thúc giục chúng ta trở về. Cứ như vậy, chuyện Thiên Cung thứ 10 sẽ không giải quyết được gì. Xảo quyệt. Lan Nguyệt phình lên miệng nhỏ, nhưng lại hiếu kỳ nói. Rốt cuộc Thiên Cung thứ 10 có bí mật gì? Lan Nặc lắc đầu. Cung chủ Thiên Cung thứ 7 chỉ nói qua, các thiên cung đều do tộc họ Đông Hoàng cùng tộc họ Lan Thị liên thủ khống chế, tuy nhiên có làm chủ, có làm phụ. Duy chỉ có Thiên Cung thứ 9, từ rất nhiều năm trước đã bắt đầu là của Đông Hoàng tộc bọn họ, sau này lại dọc theo Thiên Cung thứ 10. Mà Lan Thị tộc họ chúng ta từ đầu đến cuối đều không thể tiến vào Thiên Cung thứ 10. Thậm chí không biết cụ thể tại vị trí nào, loại chuyện này vô cùng khả nghi. Cho nên hắn mới thỉnh cầu chúng ta, lợi dụng cơ hội khó có này, dùng lý do tương đối hợp lý này, đi xem Thiên Cung thứ 10. Ít nhất phải biết cụ thể nó ở đâu, đang phụ trách thứ gì. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Lan Nguyệt có chút uất ức, dù sao cũng mới ra đến, cái gì cũng đều không hiểu, người nào cũng không nhận ra, chỉ có thể mặc cho người khác bài bố. Tìm thời gian. Chiếu cố Đông Hoàng Như Ảnh. Mặc dù lúc tới Lan Nặc chỉ gặp qua Đông Hoàng Như Ảnh kia một lần, nhưng rõ ràng cảm giác được gia hỏa Đông Hoàng Lăng Tuyệt cao ngạo này đối với nàng như có một tia kính sợ. Đông Hoàng Như Ảnh sao? Các ngươi nói, sao dáng dấp nàng lại xinh đẹp như vậy? Lan Nguyệt mới mở miệng, đám người trợn trắng mắt. Thế nào, nàng đúng là rất xinh đẹp mà, cho tới bây giờ ta không nghĩ tới nữ tử có thể lớn thành như thế. Hi hi, Lan Nặc tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp. Cân sức ngang tài cùng với nàng, tương xứng. Lan Nguyệt le lưỡi. Ngày thứ hai, người của Đường gia sớm đã tụ tập đến chân núi Kiều gia, kêu gào Khương Phàm đi ra. Mục gia, Tô gia, còn có Dương gia, Tam đại gia đều có người chạy tới nơi này. Đến rồi. Là kẻ nào? Còn có thể là kẻ nào, đan sư mặc bạch bào kia. Quá không biết xấu hổ, có thể thay y phục khác hay không? Hố một lần hai lần thì thôi. Còn luyện đan sư, nghĩ chúng ta là kẻ ngu sao? Thời điểm Khương Phàm mặc bạch bào của luyện đan sư, chậm rãi đi ra cửa phủ Kiều gia, Đường gia đã liền mắng mở. Rõ ràng cũng không phải là luyện đan sư, nhất định phải giả dạng làm luyện đan sư lừa gạt người khác. Khương Phàm đi đến trước mặt bọn hắn, khô cằn cười cười. Đường Nguyên Nghiêu đâu, hôm qua bay xa quá, các ngươi không tìm được. Tên hỗn đản ngươi, ngươi suýt chút nữa đã phế hắn đi. Đường Tư Thượng gầm thét. Gia hỏa này ra tay quá độc ác, khi bọn hắn mang Đường Nguyên Nghiêu về gia tộc mới biết được thương thế nghiêm trọng đến mức nào, không chỉ có nội tạng đã nát hơn phân nửa, xương cốt nơi thắt lưng đều nát. Cân nhắc đến thi đấu bài vị sắp bắt đầu, gia tộc không thể không vận dụng đan dược cực kỳ quý giá, giúp hắn điều bổ thân thể. Cho dù là như thế này, Đường Nguyên Nghiêu có thể phát huy ra toàn bộ thực lực tại thi đấu bài vị hay không đều không thể biết được. Một quyền đều gánh không được. Còn trách ta. Ánh mắt Khương Phàm sáng tỏ rơi vào trên thân nam tử bên cạnh Đường Tư Thượng. Không sai, đối thủ của ngươi hôm nay là ta. Chi thứ Đường gia, Đường Nguyên Bá. Nam tử hùng tráng thô cuồng, thân cao gần 2 mét, lộ ra sự nóng nảy, một đôi mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm Khương Phàm. Buổi sáng hôm nay Kiều Thiên Mạch đã giới thiệu người thế hệ này của Đường gia qua với ta, trọng điểm đã đề cập qua ngươi, cũng suy đoán sẽ là ngươi tới khiêu chiến. Khương Phàm gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kiều Thiên Mạch, vẻ mặt bọn người Kiều Linh Vận vô cùng nghiêm trọng, mặc dù suy đoán sẽ là Đường Nguyên Bá tới, nhưng không nguyện ý nhất chính là nhìn thấy Đường Nguyên Bá. Gia hỏa này nhìn thô cuồng dã man, toàn thân giống như man lực, nhưng đối với võ pháp cùng với vận dụng linh lực lại đến trình độ đăng phong tạo cực.
nếu như không phải huyết mạch là chi thứ, hắn thậm chí có tư cách cạnh tranh vị trí tộc trưởng mới. Nếu như Khương Phàm thất bại, Vi Nhi sẽ lập tức bị bắt giữ đến Đường Gia. Lấy tâm tình Đường Gia, chuyện gì cũng đều làm ra được. Tỷ tỷ, ta không muốn đi Đường Gia. Kiều Vi Nhi vểnh miệng nhỏ lên, lã chã muốn khóc. Chờ xem một chút, nói không chừng có kỳ tích thì sao. Kiều Vô Song nhỏ giọng trấn an nàng, lại nắm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng. Kiều Thiên Mạch không có khuyên ngươi sớm từ bỏ. Đường Nguyên Bá lộ ra nụ cười lạnh, vốn là mặt xấu xí thô cuồng, càng lộ ra dữ tợn hơn. Bọn hắn nói tính tình ngươi bạo, rất nguy hiểm. Bọn hắn nói linh văn của ngươi rất mạnh, hai loại năng lượng lại là đại thừa thánh văn. Bọn hắn còn nói thiên phú của ngươi rất cao, võ pháp tạo nghệ danh chấn hoàng thành. Ha ha, mấy cái chữ, rất, này dùng quá thô giáp. Ngươi có thể tự mình thử một chút. Đường Nguyên Bá run run bả vai, cơ bắp khoa trương nhúc nhích, giống như từng con côn trùng màu đỏ, buồn nôn nhưng lại khủng bố. Trước tiên đừng có gấp, gia chủ của các ngươi đã trả lời chắc chắn chưa? Khương Phàm không nóng không vội, hất lên bạch bào, chộp lấy hai tay, nhìn rất tùy ý, còn có chút nho nhã như vậy. Nếu như ta có thể bắt ngươi trở về, Tiểu Hồ Ly cũng đi theo, Kiều Vi Nhi cũng đi theo, Kiều gia không được ngăn cản dưới bất cứ hình thức gì, càng không thể tìm bất kỳ lý do gì đi đòi lại. Hôm nay Kiều Linh Vận cũng phải đến Hoàng Thất nói rõ tình huống, từ bỏ thi đấu bài vị. Nếu như ta không thể bắt ngươi trở về, ân oán giữa ngươi cùng Đường gia chấm dứt như vậy. Chuyện Hồ Ly giết Đường Tư Minh không truy cứu nữa, Kiều Vi Nhi cũng không cần lại đến Đường gia. Tốt, người Đường gia làm việc coi như thống khoái. Tuy nhiên, ta đây còn có điều kiện, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Tên khốn nhà ngươi không cao, chuyện lại còn không ít. Lập tức bắt đầu, ta còn muốn bắt ngươi trở về phục mệnh. Nếu ngươi là bắt không được ta, ngày mai Đường gia còn có thể lại phái người đến khiêu chiến, tiếp tục đánh. Nếu như đến lúc đó ta thua, Trường Sinh đại điển của Kiều gia sẽ không mở nữa. Nhưng nếu như ta còn đứng đấy rất tốt, để cho gia chủ Đường gia các ngươi tới, quỳ gối trước mặt ta, dập đầu ba cái, gọi ta một tiếng lão gia. Dám không? Ngươi muốn chết? Đường Nguyên Bá giận tím mặt, nắm chặt nắm đấm nháy mắt lao đến đánh thẳng đầu Khương Phàm. Cánh tay của hắn phồng lên, lớn dòng dã hai vòng, lại trong tiếng tạch tạch sụp ra số lượng lớn vết nứt nhìn thấy mà giật mình, giống như muốn nát ra, nhưng trong cái khe không phải máu tươi mà là ánh sáng màu đỏ nóng bỏng đáng sợ. Chợt nhìn qua, giống như nham thạch trong cánh tay tráng kiện khuấy động dung nham nóng hổi. Diễn biến đột ngột, tăng vọt quyền uy. Uy thế kinh hồn. Đùng. Khương Phàm nháy mắt đưa tay, tinh chuẩn chặn đường, vững vàng ngăn tại trước mặt. A, à, đây là võ pháp. Lại còn là một loại diễn dịch linh lực nào đó. Khương Phàm có chút nhíu mày, kinh ngạc nhìn cánh tay tráng kiện dữ tợn trước mặt, từ da thịt đến xương cốt đều giống như biến thành nham thạch, bên trong chảy xuôi liệt diễm đáng sợ. A, thả ra cho ta. Gương mặt Đường Nguyên Bá trở nên dữ tợn, thân thể hắn phát ra khí thế kinh khủng, kịch liệt cuồn cuộn, mặt đất dưới chân đều sụp đổ. Cánh tay của hắn kịch liệt phồng lên, càng thô càng tráng, vết nứt bắn ra ánh lửa kinh khủng, lực lượng nắm đấm tiếp tục tăng vọt. Lực quyền cuồng dã điên cuồng kéo hơn 400.000 cân. Nhưng, thân thể gầy gò của Khương Phàm lù lù bất động, ngăn đón nắm đấm cũng không lui lại nửa phần. Đề nghị của ta, có hứng thú không? Để cho gia chủ Đường gia ngươi, quỳ xuống. Kiều gia không có nói với ngươi sao, tại cổ Hoa Hoàng Thành này, có một số người, ngươi không thể trêu vào, có một số trò đùa, ngươi càng không dậy nổi. Thân thể hùng tráng của Đường Nguyên Bá đột nhiên phồng lên, da thịt nứt ra, vết nứt từ cánh tay lan tràn khắp toàn thân, ánh lửa phun trào trong cái khe. Nhìn tựa như một tên quái vật dung nham, thân bộc phát khí thế kinh khủng. Lực bộc phát đột phá đến 500.000 cực cảnh. Khí lãng cuồng liệt quét sạch bốn phương tám hướng, xốc lên mặt đất, đá vụn bắn tung trời. Gương mặt những người đứng ở đây đều có phản ứng, bất luận là trưởng bối hay các thiếu niên đều nghiêm trọng nhìn Đường Nguyên Bá bộc phát. Loại diễn dịch võ pháp dữ tợn lại kinh khủng này, là tuyệt tích của Đường Nguyên Bá, tương đương với võ pháp mình sáng tạo, bất kỳ người nào cũng đều không học được. Người luyện mình thành vũ khí, có chút ý tứ, Đường gia thật đúng là bồi dưỡng được một nhân vật. Khương Phàm bỗng nhiên hất tay của hắn ra, phiêu nhiên rút lui về phía sau. Đường Nguyên Bá, xé nát hắn. Đường Tư Thượng hô to.
hỗn đản này đơn giản là không biết trời cao đất rộng, cũng dám mang gia chủ Đường gia ra nói đùa. Khương Phàm, hôm nay ngươi phải cùng ta về Đường gia, ai cũng không ngăn được. Đường Nguyên Bá giống như dã thú, lao đến Khương Phàm. Thân thể hắn cứng rắn như huyền thạch, vết nứt càng ngày càng mở rộng, bên trong khuấy động liệt diễm kinh khủng. Khí lãng cuồn cuộn kịch liệt, cát bay đá chạy, thanh thế kinh người. Khương Phàm linh hoạt né tránh, thỉnh thoảng sẽ vung lên bàn tay, chặn đánh nắm đấm của Đường Nguyên Bá. Ngươi cũng chỉ biết chạy thôi sao, có dám tiếp ta một quyền hay không? Tiếng Đường Nguyên Bá giống như sấm, thanh chấn sơn lâm. Ánh lửa sôi trào, trọng quyền tráng kiện đánh tới mặt Khương Phàm. Rốt cuộc Khương Phàm cũng dừng lại, trong chốc lát bạo khởi trọng quyền, cánh tay căng cứng, áo giáp giao hòa ra thịt, kích phát huyết mạch. Lực quyền đột phá 600.000 cực cảnh, kình phong gào thét, cương khí nổ tung, đánh thẳng đến nắm đấm của Đường Nguyên Bá. Chết! Đường Nguyên Bá bỗng nhiên dữ tợn, giống như đã chờ giờ khắc này, toàn bộ cánh tay hắn đột nhiên phát sáng, từ nham thạch bộ dáng biến thành tinh thể, tất cả vết nứt cương ép khép lại, ánh sáng phong tỏa ở bên trong. Phế hắn đi! Đường Tư Thượng phấn chấn hô to. Trên đường tới bọn hắn đã thương lượng xong chiến thuật. Không phải nắm đấm của Khương Phàm rất cứng sao, lực bộc phát không phải rất mạnh sao, trước tiên bọn hắn không dùng sức, để Khương Phàm phán đoán sai lầm, chờ thời điểm Khương Phàm dùng nắm đấm ngăn trở, đột nhiên thể hiện ra lực quyền chân chính, một kích đánh nát Khương Phàm. Báo thù cho Đường Nguyên Nghiêu, đòn lại trả đòn. Đường Nguyên Bá cuồng bạo vung mạnh quyền, hóa thành cánh tay thạch tinh, uy lực tăng vọt, cường thế tới gần 600.000 cực cảnh. Hơn 50 vạn, gần 600.000, có thể đánh nát một tòa núi cao. Oanh! Nháy mắt đối oanh, giống như hai vũ khí hạng nặng tấn công đối diện, đinh tai nhức óc, nhấc lên cuồng phong. Audio điện tử Võ Tấn Bền